Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 167. Máu tươi văng khắp nơi. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Một thương bại địch. Xa xa, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua lão giả kia. Còn tiếp được không? Còn tiếp được không? Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mang theo khí phách cùng tự tin vô hình. Xa xa, lão giả nhìn thoáng qua ngực trái của mình, chỗ đó có một lỗ máu. Không quản hắn lợi dụng huyền khí trị liệu như thế nào, cũng không có nửa điểm tác dụng, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, đang muốn nói, ngay lúc này A Lãnh nói. Lúc này đây, là chúng ta thua. Lão giả quay đầu nhìn về phía A Lãnh, khẽ cúi đầu. Thuộc hạ không hăng hái tranh giành, làm cho tiểu thư xấu hổ. A Lãnh mỉm cười. Bình thường, thiên lão, vị trước mặt ngươi, là võ thần chi thể, nàng, là nữ võ thần tương lai. Võ thần chi thể. Đồng tử lão giả hơi co lại, quay đầu kinh hãi nhìn An Nam Tĩnh. Hắn tự nhiên biết võ thần chi thể ý vị như thế nào, loại thể chất này, coi như là ở vĩnh hằng vũ trụ cũng được cho vô cùng kinh khủng. Võ thần. An Nam Tĩnh không có để ý lão giả kia, mà quay người đi tới bên cạnh Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua A Lãnh, sau đó nói. Còn đánh không? Còn đánh không? A Lãnh mỉm cười. Sau này có cơ hội lại đánh. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Được. Nói xong, nàng lui đến bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua A Lãnh. A Lãnh cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo An Nam Tĩnh quay người biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, thần sắc A Lãnh dần dần bình tĩnh lại, lúc này Hữu Kiếm đi tới bên cạnh A Lãnh, cúi đầu khẽ nói. Tiểu thư. A Lãnh quay đầu nhìn về phía Hữu Kiếm. Ta quá sủng ái các ngươi. Cho nên các ngươi quên mất thân phận của mình, chuyện gì cũng dám tự ý làm chủ. Hữu Kiếm quỳ xuống, rung giọng nói. Tiểu thư, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Sai rồi. A Lãnh đi đến trước mặt Hữu Kiếm, cúi đầu nhìn nàng. Chẳng lẽ hồng mông tử khí kia ta không muốn? Ta muốn, nhưng ngươi không nhìn thấy Dương Diệp và An Nam Tĩnh kia là người nào sao? Một kiếm đạo kỳ tài, một võ đạo kỳ tài. Bên người còn có một linh tổ. Một chút tử khí, có thể so sánh với một kiếm đạo kỳ tài, một võ đạo kỳ tài cùng với một vị linh tổ sao? Nói đến đây, nàng có chút cúi người. Ta vốn muốn giao hảo với bọn hắn, giữa ta cùng với bọn họ cũng có chút tình cảm, mà bây giờ, chút tình cảm ấy bởi vì các ngươi mà không còn sót lại chút gì, không chỉ không còn sót lại chút gì, còn làm cho ta cùng với bọn họ thiếu chút nữa trở thành tử địch. Ngươi, làm rất tốt. Hữu Kiếm rung giọng nói. Tiểu thư, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. A Lãnh lắc đầu. Còn có tiểu gia hỏa kia, đó là linh tổ, nếu như ta cùng Dương Diệp và An Nam Tĩnh giao hảo, chẳng khác nào giao hảo với một vị linh tổ, giao hảo với một vị linh tổ, cái kia ý vị như thế nào? Ngươi hiểu không, ngươi không hiểu. Nói xong, A Lãnh lắc đầu. Ngươi đi đi. Nghe vậy, sắc mặt Hữu Kiếm trắng bệch. Nàng nhào tới dưới chân A Lãnh. Tiểu thư, ta thật sự biết lỗi rồi, cầu ngươi đừng đuổi ta đi, đừng đuổi ta đi, van ngươi. Một bên, Tả Kiếm đang muốn nói, nhưng lúc này A Lãnh lắc đầu, xoay người biến mất. Tả Kiếm thấp giọng thở dài, nàng biết, lần này tiểu thư là quyết tâm. Mà một khi tiểu thư quyết định, ai cũng không sửa đổi được. Tả Kiếm đi tới trước mặt Hữu Kiếm, nói khẽ. Ngươi đi về trước đi. Chờ tiểu thư bất giận, ta thay ngươi khuyên nhủ. Hữu Kiếm co quắp ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn. Bầu trời xa xa, A Lãnh đột nhiên ngừng lại, lúc này, một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt nàng, hắc y nhân quỳ một chân trên đất. Tiểu thư, gia chủ có lệnh, bảo tiểu thư trở về. A Lãnh lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Hắc y nhân lắc đầu. Không biết. A Lãnh nhìn hắc y nhân chảy mồ hôi lạnh. Một lát sau, hắc y nhân do dự một chút, sau đó nói. Hẳn là hôn ước của tiểu thư và đế gia. Hôn ước. Khóe miệng A Lãnh nổi lên vẻ khinh thường. Hôn ước chó má. Hắc y nhân ngây cả người, sau đó đại hỉ. Thương thế của tiểu thư. Hai mắt A Lãnh chậm rãi đóng lại. Ở bên ngoài lâu như vậy, cũng cần phải trở về. Hắc y nhân kia do dự một chút, sau đó nói. Tựa hồ tiểu thư gặp phải phiền toái, cần thuộc hạ giải quyết không? A Lãnh lắc đầu. Cái phiền toái này, người không giải quyết được. Được rồi,
không nói cái này, đi thôi. Còn có một sự tình. Lúc này Hắc Y Nhân nói. Gia chủ nhận được tin tức, linh tổ đã xuất hiện, tiểu thư. A Lãnh cắt đứt Hắc Y Nhân nói. Việc này, ta trở về tự mình nói với hắn, đi thôi. Nói xong, A Lãnh biến mất ngay tại chỗ. Trong đám mây, Dương Diệp lấy ra vạn giới đồ, hắn mở vạn giới đồ, sau đó quay đầu nhìn An Nam Tĩnh. Lần này chúng ta trở về, người biết chờ chúng ta là cái gì không? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tay phải cầm trường thương gõ xuống đất. Bành! Cả không gian run lên kịch liệt. Hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại. Ta cùng ngươi giết, giết đến thiên hoàng địa lão. Giết! Giết đến thiên hoàng địa lão. Dương Diệp cười ha ha, giữ chặt tay của An Nam Tĩnh, sau đó tay phải hắn điểm về phía vạn giới đồ. Chiếu, hai đạo lam quang bao bọc Dương Diệp và An Nam Tĩnh, hai người biến mất không thấy gì nữa. Vạn giới đồ, có thể truyền tống vạn giới. Vĩnh hằng chi giới. Bây giờ vĩnh hằng chi giới là chân chính sóng ngầm dũng động, vô số cường giả từ vĩnh hằng chi hà quay về vĩnh hằng chi giới. Điều này làm cho vĩnh hằng chi giới nguyên bản bình tĩnh lập tức khẩn trương lên. Lão tổ sáu tộc, lão tổ của bốn đại thế lực, sư tổ tiên phủ, cùng với vô số cường giả tụ ở vĩnh hằng chi giới. Mà những người này đều có cùng một mục tiêu. Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là linh tổ. Linh tổ kia có thể mang theo bọn hắn tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Chỉ cần đạt được linh tổ, bọn hắn có thể đàm phán với người của vĩnh hằng quốc độ. Dùng một vị linh tổ với tư cách thẻ đánh bạc, cho dù bọn họ ra giá lại lớn, người của vĩnh hằng quốc độ cũng sẽ tiếp nhận. Ở trước mặt linh tổ, điều kiện gì cũng có thể nói. Vạn giới sơn, trên truyền tống đài. Một truyền tống trận đột nhiên rung động, rất nhanh, một thanh niên mặc trường bào màu xám xuất hiện. Thanh niên từ trong truyền tống trận đi ra, truyền tống trận sau lưng hắn lại run lên, ngay sau đó một lão giả đi ra. Lão giả đi tới sau lưng thanh niên, không nói gì. Thanh niên nhìn lướt qua bốn phía, cười nói. Cái này là vĩnh hằng chi giới sao? Lâu đời, cằn cỗi, chính là nói vĩnh hằng chi giới này. Lão giả nói khẽ. Vĩnh hằng chi giới, truyền thừa gần trăm vạn năm, có tất cả bốn thời đại thượng cổ, thời đại chư nguyên, thời đại thái cổ, cùng với thời đại bây giờ. Trong đó, thời đại thượng cổ quá lâu, hết thảy không biết. Trừ lần đó ra, huy hoàng nhất chính là thời đại thái cổ, thời đại kia, cường giả như rừng, thiên tài như cát. Thanh niên cười nói. Đáng tiếc, thời đại kia bỏ mạng ở trong tay tộc ta. Khóe miệng lão giả nổi lên kiêu ngạo. Năm đó nếu không có linh tổ, tộc của ta sớm đã diệt vĩnh hằng quốc độ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Linh tổ. Hai mắt thanh niên híp lại. Hoàng lão, năm đó tộc ta thật bởi vì linh tổ mới bại. Lão giả thấp giọng thở dài. Thực lực của linh tổ không đáng sợ, ở trước mặt tộc trưởng, 10 vị linh tổ cũng không phải đối thủ. Địa phương đáng sợ của nàng ở chỗ lực hiệu triệu của nàng, quá mạnh. Như vậy là sao? Thanh niên hỏi. Lão giả lần nữa thở dài. Nguyên bản có một vài tộc không tham chiến, còn có những thiên địa linh vật kia, kể cả vĩnh hằng chi giới này, những thế lực này kỳ thật đều trung lập, nhưng theo nàng tham chiến. Những thế lực này toàn bộ đứng ở bên vĩnh hằng quốc độ, hơn nữa vô số vũ trụ, vô số sinh linh, vô số thiên địa linh vật liên tục không ngừng tới đây trợ giúp. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta không chiếm được một thứ. Đặc biệt là linh tổ, theo nàng xuất chiến, vô số lão quái vật nguyên bản xem cuộc vui đều xuất chiến, trận chiến ấy, nếu như tộc trưởng tiếp tục chiến, kết quả cuối cùng chính là, ngoại trừ tộc trưởng, tộc của ta đều chết hết. Cho nên tộc trưởng không thể không lùi lại. Thanh niên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Năm đó là ai hạ lệnh tru sát thiên địa sinh linh? Tộc trưởng đắng chát cười cười. Đệ đệ của tộc trưởng, hắn ở sau trận chiến ấy, bị các trưởng lão giam giữ ở một tiểu thế giới, bất quá bây giờ chắc sắp đi ra. Thanh niên nhìn về phía lão giả. Hắn sẽ không hận tộc trưởng chứ? Lão giả lắc đầu. Hắn không dám, tộc trưởng cường đại. Để cho hắn không dám sinh ra ý nghĩ kia. Tộc trưởng. Ở chỗ sâu trong đôi mắt thanh niên xuất hiện vẻ ngưng trọng, phải nói kiêng kỵ và sợ hãi. Kia là một người để cho tất cả mọi người kính nể sợ hãi. Lúc này hoang lão nói. Thất điện hạ, lần này tộc trưởng để cho ngươi cùng mấy vị điện hạ khác tới tìm linh tổ, kỳ thật chính là một khảo nghiệm,
ai có thể đoạt được linh tổ, người đó chính là Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ. Trong mắt thanh niên hiện lên vẻ hưng phấn, thân phận này, ở trong tộc gần tộc trưởng nhất, có được quyền lợi vô cùng lớn, không chỉ như thế, còn có thể hưởng thụ vô số tài nguyên. Có thể nói, chỉ cần trở thành Thái tử Điện Hạ, danh dự quyền lợi tài nguyên trong nháy mắt đều sẽ nhận được tốt nhất. Đặc biệt là quyền lợi. Ở trong tộc của hắn, vị tộc trưởng Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi kia cơ bản không quản sự tình trong tộc, nói cách khác, trở thành Thái tử Điện Hạ, thì tương đương với khống chế cả một tộc. Linh tổ. Nhưng muốn trở thành Thái tử Điện Hạ, nhất định phải đoạt được linh tổ. Thanh niên thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Linh tổ này, Hoàng Viêm ta muốn. Nói xong, thanh niên cùng lão giả biến mất ở trên truyền tống đài. Thanh niên cùng lão giả đi rồi, một lão giả đột nhiên xuất hiện, lão giả nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó lắc đầu thở dài. Vĩnh hằng chi giới, không yên ổn rồi. Bạch Đế Thành. Hai luồng sáng lấp lánh đột nhiên từ bầu trời rơi xuống, thẳng vào Bạch Đế Thành. Trước chủ điện của Bạch Đế Thành, hào quang tản đi, Dương Diệp và Bạch Chỉ Tiên xuất hiện ở cửa đại điện. Trên tường thành Bạch Đế Thành, An Nam Tĩnh ngồi một bên, nàng dựa vào trường thương ở sau lưng, hai mắt khép hờ, như đang tu luyện. Mà ở trên vai nàng là Tiểu Bạch thỉnh thoảng ngó ngó xung quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Của đại điện, lão thành chủ Bạch Đế Thành xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, nhìn thấy Dương Diệp, Bạch Đế Thành lão thành chủ trầm giọng nói. Các ngươi còn trở về làm gì? Bạch Chỉ Tiên đắng chát cười cười. Phụ thân, nếu chúng ta không trở về, sợ là Bạch Đế Thành này sẽ biến mất ha. Bạch Đế Thành lão thành chủ trầm mặc. Một bên, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía có tầm 10 đạo khí tức một mờ, mỗi một đạo khí tức ít nhất là phá giới cảnh. Không cần phải nói, Bạch Đế Thành này sớm đã bị người vây lại, nếu như Dương Diệp không trở lại, người của Vĩnh Hằng Chi Giới sẽ cầm Bạch Đế Thành khai đao, bức Dương Diệp trở về. Bạch Đế Thành lão thành chủ cười khổ, hắn làm sao không biết tình cảnh của Bạch Đế Thành. Tuy như thế, nhưng hắn vẫn không hy vọng Dương Diệp và Bạch Chỉ Tiên trở về. Không có hy vọng. Hắn nhìn không tới một tia hy vọng. Bao nhiêu thế lực, bao nhiêu cường giả đều muốn mạng của Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Các ngươi trò chuyện. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi, đi tới trên tường thành Bạch Đế Thành. Hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Có bao nhiêu người? 12. An Nam Tĩnh nói. Hiện tại đã rời đi. Rời đi. Hiển nhiên, những người kia cũng biết thực lực của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sợ Dương Diệp và An Nam Tĩnh ra tay. Cường giả phá giới cảnh, chết một người, bọn hắn cũng đau lòng. Có kế hoạch gì? An Nam Tĩnh đột nhiên hỏi. Kế hoạch. Dương Diệp ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cuối chân trời. Kế hoạch, kỳ thật hắn không có kế hoạch gì, hiện tại hắn chỉ muốn người bên cạnh bình an, đương nhiên, còn có một điểm, chính là chờ Tiểu Bạch triệt để trở thành linh tổ. Hiện tại Tiểu Bạch còn cần hắn bảo hộ, hắn quyết sẽ không để cho Tiểu Bạch rơi vào trong tay người khác, trở thành tượng gỗ của người khác. Ai động Tiểu Bạch, hắn liền dốc sức liều mạng. Ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, một trung niên đi về phía Bạch Đế Thành. Thân hình trung niên cao lớn, mặt đầy râu, sau lưng đeo một thanh trường đao to lớn, trường đao vô cùng rộng, còn lớn hơn thân thể trung niên. Trung niên mỗi đi một bước, mặt đất sẽ theo run lên kịch liệt. Trừ lần đó ra, trên người trung niên còn có một cỗ khí thế bá đạo. Theo trung niên càng ngày càng đến gần Bạch Đế Thành, khí thế trên người trung niên càng ngày càng mạnh. Thời điểm trung niên đi đến trước cửa Bạch Đế Thành, một cỗ uy áp ngập trời trực tiếp bao phủ cả Bạch Đế Thành. Tất cả người của Bạch Đế Thành hoảng hốt. Cường giả tam giới. Trên tường thành, Dương Diệp đang muốn nói, lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên nhảy xuống dưới tường thành, xuất hiện ở trước mặt trung niên kia. Trung niên nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Cút sang một bên, lão tử không đánh nữ nhân. An Nam Tĩnh cũng không nói gì, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy. Một đạo tàn ảnh lóe lên. Thời điểm An Nam Tĩnh biến mất, trung niên nhíu mày, tay phải nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Bành. Theo một tiếng nổ vang, trung niên bị chấn liên tục lùi lại, trọn vẹn lui hơn trăm trượng mới dừng lại. Trung niên vừa dừng lại, một cỗ uy áp cường đại lập tức đến trước mặt hắn.
một cây trường thương. Giờ khắc này, trung niên không dám khinh thường, hai tay mãnh liệt rút đao bổ một cái. Phá thiên nhất đao. Theo trung niên gầm lên, toàn bộ bầu trời đột nhiên vỡ ra, tựa như bị cắt bỏ, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Lúc này, thương đến. Ầm. Thương đao vừa mới tiếp xúc, toàn bộ thiên địa ầm ầm run lên, ngay sau đó, cả người trung niên bị chấn lui về phía sau mấy trăm trượng. Ngoài mấy trăm trượng, trung niên vừa dừng lại, đất đai dưới chân hắn lập tức nứt toác ra, cùng lúc đó, hai tay hắn hiện đầy máu tươi, cả cánh tay bị An Nam Tĩnh đánh nứt. Ánh mắt trung niên ngưng trọng lên, đúng lúc này, chân phải An Nam Tĩnh đạp mạnh, thoáng qua, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt trung niên, ngay sau đó hai tay An Nam Tĩnh nắm một thanh trường thương màu đen đập xuống. Đồng tử của trung niên hơi co lại, không dám khinh thường, hai tay nắm đao đánh tới. Xuy. Chỗ đao qua, không gian lập tức bị xé nứt. Bành. Thương đao chạm vào nhau, trung niên bị chấn liên tục lùi lại, An Nam Tĩnh đang muốn ra tay, đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Đối diện An Nam Tĩnh, trung niên kia ở thời khắc này sởn hết cả gai ốc, hắn bản năng lóe lên. Xuy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trung niên xuất hiện ở bên phải hơn trăm trượng, nhưng một tay của hắn vĩnh viễn lưu lại. Nhưng còn chưa kết thúc. Trung niên vừa dừng lại, một thanh phi kiếm lóe lên. Thoáng qua, hai mắt trung niên trợn tròn. Nhanh, quá nhanh. Nói xong, đầu trung niên nghiêng một cái, từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Phi kiếm. Trên tường thành, theo hai đạo kiếm quang thoáng hiện, hai chuôi kiếm yên lặng rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đúng là kiếm thủ và kiếm tổ. Dương Diệp tâm niệm khẽ động, hai thanh kiếm trực tiếp tiến vào kiếm hổ lô. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, linh hồn trong cơ thể trung niên bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Dương Diệp tham lam hít hít, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh đã đứng ở bên cạnh hắn. Không tức giận chứ? An Nam Tĩnh lắc đầu, ngươi giết, ta giết, giống nhau. Dương Diệp cười nói, cũng phải. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua lòng bàn tay Dương Diệp. Hấp hồn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, L. Một bí thuật rất mạnh. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, nàng nhìn lướt qua bầu trời. Còn có rất nhiều, giết không? Dương Diệp cười nói. Không vội, chờ bọn HC án ra tay. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó thân hình của nàng lóe lên, xuất hiện ở trên tường thành, tay phải cầm trường thương cắm xuống đất, sau đó ngồi xếp bằng. Thân thể tựa ở trên trường thương, hai mắt chậm rãi đóng lại. Dương Diệp nhìn lướt qua bầu trời, khóe miệng nổi lên nụ cười, sau đó hắn tiến vào trong Bạch Đế Thành. Trong thành, Dương Diệp đi tới một gian phòng, ngồi xếp bằng dưới đất, hắn tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn bàn tay mình, ở trong lòng bàn tay của hắn, có vòng xoáy tối đen như mực. Linh hồn. Từ lúc Thiên Tú chuyển hắn phệ hồn thuật đến bây giờ. Hắn đã hấp thu không ít linh hồn. Những linh hồn này với hắn mà nói, tác dụng cũng không nhỏ. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm lại, chỉ chốc lát, vòng xoáy màu đen trong lòng bàn tay hắn xoay tròn kịch liệt, thời gian dần trôi qua, vô số năng lượng từ lòng bàn tay tràn ra, sau đó hội tụ về phía thân thể của hắn. Hấp thu. Hắn hiện tại, chính là muốn triệt để hấp thu những linh hồn này. Theo linh hồn bị hấp thu, khí tức quanh người Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Bất quá rất nhanh, cỗ khí tức này bị hắn chậm rãi chân áp trở về. Áp chế. Điên cuồng áp chế. Mà giờ khắc này, trên tường thành Bạch Đế Thành, An Nam Tĩnh đột nhiên quay đầu, ở bầu trời xa xa, một vệt sáng tựa như sao băng kích xạ về phía Bạch Đế Thành. Phía sau lưu quang, là một mảnh hỏa diễm. Một cỗ uy áp cường đại ép về phía Bạch Đế Thành, nếu để cho đạo lưu quang này chui vào Bạch Đế Thành, cả Bạch Đế Thành sẽ hóa thành phế tích. Trên tường thành, An Nam Tĩnh đứng dậy, tung một cước đá vào trường thương. Bành! Trường thương phá không, trực tiếp đánh vào trên luồng sáng. Ầm! Toàn bộ bầu trời nổ bể ra, vô số ánh lửa văng khắp nơi. Đúng lúc này, một cự thủ hư ảo từ không trung đè ép xuống, cả Bạch Đế Thành đều bị bao phủ. Tay phải An Nam Tĩnh tìm tòi về phía trước, ở trong lòng bàn tay của nàng lại xuất hiện một cây trường thương, thoáng qua. Nàng nắm trường thương ném một cái. Xuy. Trường thương phá không, trực tiếp đâm vào trên cự thủ. Xuy. Trường thương xỏ xuyên qua bàn tay, thoáng qua, một cỗ lực lượng cường đại từ trong trường thương chấn động ra, chỉ nháy mắt,
cự thủ hóa thành cho tàn. Trong đám mây đứng một lão giả. Lão giả nhìn xuống Bạch Đế Thành, chuẩn xác mà nói là An Nam Tĩnh trên tường thành, nhìn An Nam Tĩnh nửa ngày, đột nhiên tay phải hắn cách không nắm tới An Nam Tĩnh, không gian bốn phía An Nam Tĩnh bắt đầu cháy rừng rực, cùng lúc đó, một cỗ uy áp cường đại phong tỏa không gian xung quanh nàng. Trên tường thành, An Nam Tĩnh mặt không biểu tình, giơ tay đấm ra một quyền. Ầm, một quyền xé trời. Uy áp xung quanh An Nam Tĩnh lập tức tán loạn, mà những ngọn lửa ở chung quanh nàng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, trên tường thành, chân phải của An Nam Tĩnh nhẹ nhàng đạp một cái. Thoáng qua, trong đám mây. Bành! Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, lão giả kia đã xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, mà chỗ hắn đứng, bây giờ là An Nam Tĩnh. Trong đám mây, hai tay An Nam Tĩnh vẫy một cái, hai cây trường thương xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, hai tay nắm trường thương ném một cái. Xuy xuy! Hai cây trường thương lướt qua chân trời, cứng rắn xé rách bầu trời thành hai khe hở đen kịt. Xa xa, đồng tử của lão giả kia bỗng nhiên co rụt, tay phải tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt, một màn sáng to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, quầng sáng tựa như một cánh cửa, thiên địa một phân thành hai. Trong lòng bàn tay lão giả, vô số huyền khí như thủy triều tuôn ra, cuối cùng liên tục không ngừng hội tụ đến trong màn sáng. Mà lúc này, hai cây trường thương đã tới. Thình thịch, màn sáng run rẩy, ngay sau đó, vô số vết rạn xuất hiện, mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai cây trường thương, hai tay nàng nắm trường thương, dùng sức xoay tròn. Ầm, màn sáng vỡ nát, hai cây trường thương tiến quân thần tốc. Thình thịch, trên bầu trời, theo hai tiếng nổ vang, lão giả kia bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng, An Nam Tĩnh đang muốn ra tay, nhưng lão giả kia đột nhiên quay người, thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Trốn! An Nam Tĩnh nhíu mày, bất quá lúc này, ở chân trời xa xôi, hai đạo kiếm quang lóe lên. Phi kiếm! Hai thanh phi kiếm biến mất, một cái đầu lâu rơi xuống. Ngàn dặm chém giết! Trên tường thành, An Nam Tĩnh quay đầu, ở bên cạnh đúng là Dương Diệp và Bạch Chỉ Tiên. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Bạch Chỉ Tiên, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đi! Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi kiếm khư chi địa một chuyến. Vừa nói, cổ tay hắn khẽ động, một vỏ kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Ta cảm giác bên kia có cái gì triệu hồi vỏ kiếm này. An Nam Tĩnh nhìn về phía vỏ kiếm kia, vỏ kiếm có chút rung động. An Nam Tĩnh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Nơi đây như thế nào? Dương Diệp cười nói. Mục tiêu của bọn hắn là ta, chỉ cần ta trở về Vĩnh Hằng chi giới, bọn hắn sẽ không đối phó Bạch Đế Thành. Trên đường đi, hai người không có nói chuyện. Nam Tư Âm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, còn có một tia phức tạp. Hiếu kỳ. Sở dĩ đến bây giờ nàng còn đi theo Dương Diệp, thuần túy là hiếu kỳ thân phận của Dương Diệp, hiếu kỳ lai lịch của Dương Diệp. Nhưng đến bây giờ, nàng phát hiện, mình không chỉ không biết rõ ràng lai lịch cùng thân phận của Dương Diệp, ngược lại càng hiếu kỳ hơn. Nam tử đầy bí ẩn. Lúc này, tâm thần Dương Diệp đã tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Hắn đang tra xét chiến lợi phẩm của mình, tiên tinh thạch của Bắc Thương Nguyệt cùng Hưu Sơn Nguyệt chung vào một chỗ, tổng cộng khoảng chừng 103 viên. 103 viên, ý vị này, hiện tại hắn cùng người giao chiến, căn bản không cần lo lắng vấn đề huyền khí có đủ hay không. Dương Diệp cầm một viên tiên tinh thạch tìm Tiểu Bạch, hắn đưa tiên tinh thạch trong tay tới trước mặt Tiểu Bạch, cười tủm tỉm nói. Có thể tạo ra không? Tiểu Bạch lầm lấy tiên tinh thạch thả ở trước mũi nhẹ nhàng hít hà, sau đó lại quan sát tiên tinh thạch một chút, cuối cùng ở trong ánh mắt mong chờ của Dương Diệp, Tiểu Bạch lắc cái đầu nhỏ. Không thể sao? Dương Diệp nói khẽ. Tiểu Bạch lại lắc cái đầu nhỏ, cuối cùng, nàng lấy ra một hạt châu này đúng là linh khí châu, một cái móng cơ vuốt nhỏ của Tiểu Bạch vung múa. Rất nhanh, Dương Diệp đã minh bạch. Tiểu Bạch không phải không tạo ra tiên tinh thạch được, mà là linh khí của linh khí châu không tinh khiết, cũng không đủ nhiều, cho nên căn bản không có cách tạo ra tiên tinh thạch. Nói cách khác, nếu như có đầy đủ linh khí châu tốt mà nói, nàng có thể tạo ra tiên tinh thạch. Linh khí châu tốt. Dương Diệp ghi nhớ việc này, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn linh khí châu cho Tiểu Bạch. Không đơn thuần là bởi vì tiên tinh thạch, cũng bởi vì Tiểu Bạch có linh khí châu ở trên người.
đối với trưởng thành của nàng cực kỳ có trợ giúp. Sau khi cùng Tiểu Bạch chơi đùa, Dương Diệp về tới sự thật. Đã đến. Lúc này Nam Tư Âm đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn, ở phía trước bọn họ ngoài nghìn trượng, mơ hồ có thể thấy được một hạp gốc thật lớn, chung quanh hạp gốc là từng núi cao hình dạng quái dị. Những núi này bất quy tắc tọa lạc ở xa xa, cho người ta cảm giác vô cùng xốc xếch. Lạc ổ cốc, cẩn thận chút. Lúc này Nam Tư Âm nói. Theo ta được biết, lần này tới, không chỉ nhân tộc, còn có ma tộc, yêu tộc, thậm chí còn có vài tộc khác, tóm lại, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bởi vì di tích thánh nhân liên quan trọng đại, bất luận thiên tài chủng tộc nào, khẳng định đều sẽ không buông tha cho cơ hội này. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi thôi. Nam Tư Âm chắn ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi thật giống như rất không quan tâm. Dương Diệp nói. Ta sẽ không khinh thường đối thủ của mình. Nói xong, hắn vượt qua Nam Tư Âm, tiếp tục đi về phía trước. Thật là một quái thai. Nam Tư Âm lắc đầu, sau đó đi theo lên. Rất nhanh, hai người đi tới lạc ổ cốc, trong cốc thỉnh thoảng có bóng người xẹt qua. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, bốn bề toàn núi, cuối cùng, hắn nhìn về phía xa, xa xa, ở trên vách núi đá, tản ra kim quang nhàn nhạt. Ngoại trừ kim quang, còn có từng tia khí tức từ trong đó tràn ra. Khí tức thánh nhân. Lúc này, Nam Tư Âm đột nhiên nói. Nguyên bản lạc ổ cốc này chỉ là một chỗ tầm thường, nhưng có một ngày, nơi đây đột nhiên xuất hiện dị tượng, dẫn tới vô số cường giả chú ý, sau đó mọi người phát hiện, nơi đây dĩ nhiên là một di tích thánh nhân. Vu tộc muốn phong tỏa tin tức, nhưng đáng tiếc đã muộn. Làm sao đi vào? Dương Diệp hỏi. Nam Tư Âm lắc đầu. Không biết. Dương Diệp. Chờ đi. Nam Tư Âm nhìn vách núi phía xa. Nơi đây, nguyên bản hẳn là có trận pháp, bất quá trận pháp lộ ra nhưng đã biến mất, cho nên khí tức thánh nhân lưu lại. Cái này, có thể là thánh nhân kia cố ý gây nên, bởi vậy phỏng đoán không bao lâu, cửa ẩn núp sẽ tự động hiện ra. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Vậy đợi chút đi. Nam Tư Âm cũng ngồi ở bên cạnh hắn, đang muốn nói gì, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó có một đoàn người đang chậm rãi đi tới. Cầm đầu đúng là Bắc Thương Nguyệt. Bắc Thương Nguyệt nhìn Nam Tư Âm mỉm cười, sau đó liền thu hồi ánh mắt, mang theo đoàn người đi về phía bên kia. Nam Tư Âm thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Ta cảm thấy nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi sợ không? Nam Tư Âm lắc đầu. Nàng không dám giết ta, nhưng khẳng định dám giết ngươi. Vì cái gì không dám giết ngươi? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam Tư Âm cười hắc hắc. Nam Tư gia ta cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, ân, lại nói, ngươi nghe qua Nam Tư gia không? Dương Diệp lắc đầu. Biểu lộ của Nam Tư Âm cứng đờ, sau đó nàng lắc đầu. Sau này có cơ hội mang ngươi đi xem một chút. Thời gian từng chút trôi qua, người tới cũng càng ngày càng nhiều, không khí trong sân cũng càng thêm ngưng trọng khẩn trương. Kiếm U nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, trong lòng có chút khiếp sợ. Khí thế. Trên người An Nam Tĩnh có một cỗ khí thế khó có thể hình dung, loại khí thế này cho người cảm giác cực kỳ tự tin. Coi như là thần, nàng cũng có thể giết. Nữ tử thần kỳ. Đây là đánh giá của Kiếm U đối với An Nam Tĩnh. Kiếm U thu hồi suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời, chỉ cần Dương Diệp có thể mang kiếm kia đi, như vậy sứ mạng trên người nàng sẽ kết thúc. Không chỉ nàng, người kiếm ra sau này cũng không cần lưng đeo sứ mạng này, sứ mạng của nàng là thủ hộ kiếm này, cho đến nó tìm được chủ nhân của mình. Lúc trước, nàng đặt hy vọng ở trên người Tiểu Bạch, bởi vì nàng cảm thấy Tiểu Bạch rất có thể mang kiếm này đi, dù sao cũng là linh tổ, đáng tiếc, kiếm kia không có bởi vì Tiểu Bạch mà ra. Cái này để cho nàng có chút thất vọng, mà bây giờ, thanh kiếm này lại muốn chủ động đi ra. Đây là nàng không nghĩ tới. Bất kể như thế nào, lúc này đây, nàng không cho phép người khác tới phá hư. Chỉ cần kiếm ly khai kiếm khư chi địa, như vậy hết thảy đều không có quan hệ gì tới nàng. Tay phải Kiếm U cầm thanh cự kiếm kia, nhìn bầu trời, thời gian dần trôi qua, ánh mắt nàng băng lạnh xuống. Dương Diệp một đường đi xuống, ở trên vai là Tiểu Bạch. Loại chuyện tìm kiếm bảo bối này, tự nhiên là phải dẫn Tiểu Bạch. Một đường đi xuống, không biết trải qua bao lâu, hai chân Dương Diệp chạm đất.
Ánh mắt Tiểu Bạch ngó khắp nơi, có chút tò mò, có chút chờ mong, nàng từng trao đổi qua với thanh kiếm kia. Lúc ấy nàng gọi đối phương ra chơi, nhưng đáng tiếc, đối phương hình như là không thể đi ra. Hiện tại có thể. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi tới, rất nhanh, hắn ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa, có một bộ quan tài màu đen. Tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ quan tài. Dương Diệp cười cười, sau đó ôm Tiểu Bạch đi tới trước quan tài không lớn, xung quanh vẽ các loại ký hiệu kỳ dị, trừ lần đó ra, ở bốn phía quan tài còn có hắc tuyến nhỏ như sợi tóc, những hắc tuyến này như bao bánh trưng quấn quanh quan tài. Trong tay Dương Diệp, vỏ kiếm rung động kịch liệt. Đúng lúc này, quan tài cũng hơi rung động, cùng lúc đó, theo vỏ kiếm rung rung, ký hiệu xung quanh quan tài đột nhiên phát sáng, ngay sau đó, từng tiếng kiếm reo trầm thấp từ trong quan tài truyền ra. Trên bờ vai Dương Diệp, tiểu trảo của Tiểu Bạch lần nữa chỉ quan tài, sau đó nàng ngoẹo đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn quan tài hồi lâu, sau đó giơ kiếm bổ một cái. Bành! Một kiếm rơi xuống, cả người Dương Diệp bay ra ngoài, nhưng quan tài không chút sứt mẻ. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, có chút mộng, rất nhanh, nàng bay đến trước mặt Dương Diệp, trong mắt tràn đầy quan tâm. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói. Không có việc gì. Vừa nói, hắn nhìn về phía quan tài, độ cứng của quan tài vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, kiếm này là thần khí, nhưng một kiếm hạ xuống, quan tài lại không chút sứt mẻ. Ngay lúc này, Tiểu Bạch bay đến trên quan tài, vỗ vào trên quan tài một chưởng. Bành! Cả quan tài run lên kịch liệt, thoáng qua, quan tài rung động nhẹ nhẹ, như đang sợ hãi cái gì. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó cái mũi nhẹ nhàng khẽ hấp. Xuy! Nàng khẽ hấp, quan tài trực tiếp hư ảo, quan tài run rẩy càng kịch liệt. Thời điểm Tiểu Bạch muốn hấp tiếp, đột nhiên quan tài truyền ra từng cơn sóng gợn, hiển nhiên là giao lưu với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó tiểu trảo vỗ nhẹ nhẹ nắp quan tài, tỏ vẻ mở ra. Quan tài có chút do dự, Tiểu Bạch há miệng muốn hấp, quan tài sợ run lên một cái, nắp quan tài chậm rãi mở ra. Ông! Một tiếng kiếm reo từ sâu trong lòng đất vang vọng lên, tiếng kiếm reo thẳng vào mây xanh. Giờ khắc này, cả vĩnh hằng chi giới đều nghe được tiếng kiếm reo. Vô số cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía kiếm khư chi địa, rất nhanh, một ít cường giả giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, nhao nhao bay về phía kiếm khư chi địa. Kiếm khư chi địa, lòng đất. Thời điểm nắp quan tài mở ra, một thanh kiếm từ bên trong bay ra, thanh kiếm này hóa thành một đạo kiếm quang xông vào mi tâm Dương Diệp. Trong nháy mắt, thân thể Dương Diệp cương cứng, thoáng qua, cảnh tượng trước mặt hắn bắt đầu thay đổi. Ba hơi sau, một kiếm tu mặc hắc bào xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm tu cầm kiếm đi về phía Dương Diệp. Nếu muốn lấy được kiếm này tán thành, trước phải qua thập nhị kiếm đài. Theo thanh âm này rơi xuống, một đạo kiếm quang trực chỉ mi tâm Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh, sắp vượt qua phản ứng của Dương Diệp. Dương Diệp bản năng đấm ra một quyền. Xuy! Một thanh kiếm xuyên thủng cả cánh tay Dương Diệp, trong nháy mắt, cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Kiếm khư chi địa. Trên đỉnh núi, thân sắc của kiếm u dần dần âm trầm, bởi vì bốn phía kiếm khư chi địa xuất hiện vô số uy áp. Vô số cường giả đi tới kiếm khư chi địa. Bên cạnh kiếm u, An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời, tay phải nàng nắm chặt trường thương. Ngay lúc này, một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt kiếm u và An Nam Tĩnh. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua kiếm u cùng An Nam Tĩnh, sau đó nói. Kiếm u nữ, lão phu là thủ giới giả, Dương Diệp có thể truyền thừa thanh kiếm kia. Kiếm khư chi địa có một thanh kiếm, thế nhân đều biết. Nhưng lúc trước không ai biết thanh kiếm này mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng bây giờ, theo tiếng kiếm minh vang lên, thế nhân biết rồi. Thanh kiếm kia, rất mạnh. Kiếm kia có thể rơi vào tay bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Dương Diệp. Một khi rơi vào trong tay Dương Diệp, đối với người của Vĩnh Hằng chi giới mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Kiếm u nhẹ gật đầu. Phải. Nghe vậy, hai mắt lão giả áo đen hơi híp lại. Kiếm u nữ, có thể cho lão phu một chút mặt mũi, không cho kiếm này rơi vào trong tay Dương Diệp được không? Chỉ cần không rơi lơ vào trong tay Dương Diệp, kiếm này và quy củ của kiếm khư chi địa, thủ giới giả chúng ta có thể bảo đảm, không người dám phá hư. Kiếm u khẽ lắc đầu. Kiếm này, không về kiếm gia tác quản.
Lão giả áo đen trầm giọng nói. Kiếm U nữ, ngươi nên biết ân oán của chúng ta và Dương Diệp, không chỉ thủ giới giả chúng ta, thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua hắn, nếu như cơ ngươi trợ giúp hắn, chính là đối địch cả vĩnh hằng chi giới. Kiếm U lạnh nhạt nói. Nếu các hạ có bổn sự, cũng có thể để cho kiếm kia đi theo ngươi, chỉ cần ngươi có năng lực này, ta tuyệt đối không quản. Lão giả áo đen lạnh nhạt nói. Kiếm U nữ, nể tình kiếm gia, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không ngăn cản hắn, lão phu sẽ hủy kiếm khư chi địa. Tay phải kiếm U cầm cự kiếm. Tới thử xem. Nói xong, vô số kiếm ý từ kiếm khư chi địa như thủy triều tụ đến, cuối cùng những kiếm ý này điên cuồng trào vào trong cơ thể kiếm U, trong nháy mắt, khí tức của kiếm U tăng vọt, cùng lúc đó, kiếm ý trên người nàng cũng điên cuồng tăng vọt. Trên bầu trời, ánh mắt lão giả áo đen dần dần băng lạnh, thoáng qua, hắn nâng tay phải lên vỗ tới kiếm khư chi địa, trong nháy mắt, cả kiếm khư chi địa thanh thế to lớn, đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột ngột từ mặt đất bay lên. Hai mắt lão giả áo đen híp lại, trong đôi mắt, một tia sát ý lạnh lẽo lóe lên, hắn sớm đã phòng bị An Nam Tĩnh, tay phải nắm chắc, sau đó mãnh liệt xoay tròn. Lưu quang ngừng ngay tại chỗ, bốn phía lưu quang, là một vòng xoáy không gian khổng lồ. Nát bấy. Một cỗ lực lượng cường đại không ngừng cắn nát không gian, kể cả lưu quang kia, thời điểm lưu quang sắp triệt để nát bấy, một cây trường thương từ trong vòng xoáy không gian bắn nhanh ra. Cả vòng xoáy không gian nổ bể ra, thoáng qua, trường thương mang theo lực lượng cường đại đánh vào trên người lão giả. Bành! Lão giả bị chấn đến hơn ngàn trượng, lão giả vừa dừng lại một cái, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, An Nam Tĩnh đánh thẳng đến mặt lão giả một quyền. Khí thế trong một quyền này, còn kinh khủng hơn thiên địa chi thế vô số lần. Một quyền này, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong nội tâm lão giả kinh hãi. Mặc dù hắn biết nữ nhân này rất cường đại, nhưng hắn còn đánh giá quá thấp. Không dám chủ quan chút nào, tay phải lão giả xoay tròn, trong chốc lát, một sợi dây thường từ trên nắm tay hắn hiện ra, sau đó tầng tầng lớp lớp quấn về phía An Nam Tĩnh. Phanh 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 phanh. Từng tiếng nổ không ngừng vang vọng, rất nhanh, một cây trường thương xé rách những dây thường kia ra. Xùy. Trường thương xé rách trường không, trực chỉ lão giả kia. Xa xa, trong mắt lão giả áo đen hiện lên vẻ tàn nhẫn, giơ tay vỗ ra một trường. Bành! Một trường ra, thiên địa run lên kịch liệt. Tam giới chi lực. Một trường này, có tam giới chi lực, nhưng trường thương không hề yếu. Thương trường chạm vào nhau, lão giả bị chấn liên tục lùi lại, đúng lúc này, lại một cây trường thương kích bắn về phía lão giả. Trong nội tâm lão giả hoảng hốt, lần nữa oanh ra một trường. Xuy! Trường thương xuyên qua cả cánh tay lão giả, lực lượng cường đại chấn hắn bay hơn ngàn trượng. Lão giả vừa dừng lại, An Nam Tĩnh đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này đây, An Nam Tĩnh không dùng thương, mà lăng không đá lão giả một cước. Một cước này, lão giả ngay cả năng lực trốn tránh và phòng ngự cũng không có, bị An Nam Tĩnh đá vào lồng ngực. Ca sát! Giờ khắc này, lồng ngực và ngũ tạng của lão giả đều nứt, cùng lúc đó, lão giả bay thẳng ra ngoài. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay, đột nhiên, hai cỗ khí thức cường đại từ hai bên trái phải nghiền ép đến. Lại là hai tên cường giả tam giới. Tăng thêm lão giả áo đen còn chưa chết, tổng cộng là ba tên cường giả tam giới. Âm thầm còn có vô số cường giả dòm ngó. Trong đám mây, An Nam Tĩnh cột lại mái tóc, sau đó hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Một bầy kiến hôi. Một cỗ khí thức cường đại từ trong cơ thể An Nam Tĩnh cuồn cuộn quét ra. Thiên địa chấn động. Khí thức của An Nam Tĩnh càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, trên không kiếm khư chi địa như bị nấu sôi. Nhưng cỗ khí thế này chưa kết thúc, còn đang điên cuồng tăng vọt, thời gian dần trôi qua, một cỗ uy áp không phù hợp cảnh giới của An Nam Tĩnh xuất hiện ở trên không kiếm khư chi địa. Hai cường giả mới tới bị cỗ khí thế cùng uy áp này bức dừng tại chỗ. Trong mắt hai người tràn đầy thần sắc kinh hãi. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh nắm trường thương ném một cái, trường thương tựa như tia chớp phá không. Xuy 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 xuy. Chỗ trường thương đi qua, không gian bị xé tan thành phấn, rất nhanh, một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời. Cường giả tam giới bị trường thương chỉ kia trong nội tâm hoảng hốt, không dám chủ quan chút nào, huyền khí trong cơ thể giống như thủy triều quét ra, cùng lúc đó,
trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường thương, tay phải run lên, trường thương tựa như nộ long xuất hải, chấn động thiên địa, ầm. Theo một tiếng nổ vang, cường giả tam giới bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng, vừa dừng lại, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, tay phải nắm trường thương thì đã trải rộng vết rạn, là mồ cho người ta cực kỳ sợ hãi. Một thương chấn lùi tên cường giả tam giới kia, An Nam Tĩnh quay người, mãnh liệt đấm ra một quyền. Quyền ra, cổ khí thế kia phảng phất như muốn nổ nát thiên địa. Ầm. Không gian trước mặt An Nam Tĩnh run lên kịch liệt, ngay sau đó, một nhân ảnh té bay ra ngoài, đúng là một gã cường giả tam giới khác. Một quyền oanh lùi lão giả kia, An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo đen cách đó không xa, giờ khắc này, trong mắt lão giả áo đen tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thực lực của An Nam Tĩnh nằm ngoài dự đoán của hắn, phải nói, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nữ nhân này, rất mạnh. An Nam Tĩnh không có ra tay, mà về tới đỉnh núi, hiển nhiên nàng sợ bị người điệu hổ ly sơn. Trước khi Dương Diệp ra ngoài, nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào lòng núi. Trên bầu trời, ba người cũng không dám xuất thủ. Lão giả áo đen nhìn lướt qua cuối chân trời. Chư vị, không phải chúng ta không xuất lực, mà là thực lực nàng này chư vị cũng nhìn thấy, nếu như chư vị không ra tay, vậy thì chờ Dương Diệp truyền thừa được kiếm kia đi. Trên bầu trời trầm mặc, khóe miệng lão giả áo đen cười lạnh, cũng không nói gì, hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn biết, những người kia nhất định sẽ ra tay, không có người muốn Dương Diệp tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp đã để vô số người kiêng kỵ rồi. Chờ, bây giờ lão giả áo đen đang chờ, chờ những người kia ra mặt. Trên đỉnh núi, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, ở hai bên là hai cây trường thương. Mà bốn phía, càng ngày càng nhiều khí tức cường đại hội tụ, cả kiếm khư chi địa xuất hiện một cảm giác áp bách làm cho người hít thở khó khăn. Ngay lúc này, kiếm kinh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh An Nam Tĩnh, trên bờ vai nàng là Tiểu Bạch, trong tiểu trảo của Tiểu Bạch cầm một chiếc gương. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch và kiếm kinh hỏi. Hắn đâu? Kiếm kinh nói khẽ. Cần một quãng thời gian. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Được. Kiếm kinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt có vẻ lo âu. Về phần Tiểu Bạch nhảy tới trên bờ vai An Nam Tĩnh, mắt nhìn bầu trời, hai móng ôm tấm gương, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sâu trong lòng đất. Ông. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, Dương Diệp bị đánh bay gần nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, ở ngực trái có máu tươi chậm rãi tràn ra. Kiếm động. Giờ khắc này, quanh người Dương Diệp có không dưới 20 vết kiếm, mỗi một vết đều cực kỳ sâu, có thể thấy xương cốt. Nếu không phải thân thể hắn cường hãn, còn có hồng mông tử khí, hắn đã sớm chơi xong. Dù như vậy, hắn cũng đã sắp không chịu được nữa. Mà bây giờ, hắn chỉ đánh ra 2 vị kiếm tu. Còn có 10 vị. Dương Diệp tuyệt vọng chân chính. Hắn bây giờ đối mặt là vị kiếm tu thứ 3. Vị kiếm tu kia ít nhất là cường giả tứ giới. Mới vừa ra tay, hắn liền thảm bại. Đối diện Dương Diệp, sau khi kiếm tu áo đen đánh lui hắn, cũng không xuất kiếm nữa, mà dừng tại chỗ. Dương Diệp biết, đối phương đang chờ hắn xuất kiếm. Vừa rồi chính là như vậy, sau khi vị kiếm tu thứ 3 này xuất hiện, cũng không có xuất kiếm, sau đó hắn xuất kiếm, liền mạc danh kỳ diệu bị đối phương đánh lui. Phải nói, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vừa rồi hắn đã bị đối phương đánh chết. Một kiếm kia, xuất quỷ nhập thần. Mạnh mẽ. Kiếm tu tứ giới thật sự quá mạnh mẽ. Dương Diệp nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, kiếm động kia đã dần dần khép lại. Đột nhiên, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tu áo đen, trong chốc lát, kiếm hồ lô run lên kịch liệt, một đạo kiếm quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cổ họng của kiếm tu áo đen. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt Dương Diệp đại biến, thân thể cưỡng ép uốn éo qua bên cạnh. Xuy, một tia máu tươi từ trái bả vai hắn bắn ra. Nếu như không phải hắn trốn nhanh, một kiếm kia của đối phương sẽ đâm vào cổ họng hắn. Sau khi dừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Y Nhân kia, giờ phút này, phi kiếm của hắn ngừng ở trước mặt Hắc Y Nhân khoảng mấy thước, một thanh kiếm đang ngăn phi kiếm của hắn. Vừa rồi thời điểm phi kiếm hắn xuất động, Hắc Y Nhân đồng thời xuất kiếm, Hắc Y Nhân ra 2 kiếm, một kiếm công, một kiếm thủ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, đột nhiên chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người xuất hiện ở trước mặt Hắc Y Nhân kia,
Ngay sau đó, hai tay hắn nắm kiếm mãnh liệt bổ một cái. Kiếm vực. Bốn kiếm. Vừa ra tay chính là bốn kiếm. Thời điểm kiếm thứ bốn rơi xuống, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào mũi kiếm trong tay hắn. Cây kim so với cọng râu, yên lặng một cái chớp mắt. Ầm. Theo một tiếng xé rách vang lên, cả người Dương Diệp bay ra ngoài, hắc y nhân cũng bị đẩy lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Khục. Dương Diệp ho khan, sau đó từ trên đất chậm rãi bò lên, mà lúc này, kiếm tu áo đen kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn không xa. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tu áo đen. Vô lực. Lúc này đây, hắn thật sự có chút vô lực, thực lực của tứ giới kiếm tu kia vượt xa thực lực của hắn, đối phương là hoàn toàn áp chế hắn. Cảnh giới áp chế, thành tựu kiếm đạo áp chế, thực lực áp chế. Toàn diện áp chế. Có thể nói, hắn hoàn toàn không có hy vọng thắng. Nhưng hắn không có đường lui. Chỉ có thể chiến. Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng chuyển động. Không chỉ như thế, huyền cổ chi khí ở thời khắc này cũng vận chuyển. Thời gian dần trôi qua, hai cánh tay hắn bắt đầu nổi gân xanh. Lực lượng. Lực lượng thuần túy. Ầm. Một cỗ ý cảnh kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Phong ma chi ý. Thời điểm phong ma chi ý xuất hiện, kiếm ý cùng sát ý lập tức bị ý cảnh cuồng bạo áp trở về trong cơ thể. Dương Diệp rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản đánh không lại kiếm tu áo đen này, trừ khi hắn không áp chế cảnh giới mình, để cho cảnh giới mình tăng lên. Nhưng dù vậy, hắn tăng lên tới giới chủ hoặc phá giới cảnh, cũng không nhất định có thể chiến thắng được hắc y nhân này. Vừa rồi hắn ra toàn lực, kiếm tu áo đen có thể còn chưa ra toàn lực. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác khi phóng thích phong ma chi ý, chính là hắn muốn thử xem phong ma chi ý của mình tăng thêm kiếm, hiệu quả sẽ như thế nào, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Trong tràng, thần chí Dương Diệp đã không quá thanh tỉnh, hai tay nắm kiếm tổ bước nhanh, sau đó mãnh liệt bổ một cái. Một kiếm. Kiếm vừa ra, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trên lưỡi kiếm của hắn. Keng. Theo một tiếng giao thương chói tai vang lên, Dương Diệp lại chém một kiếm. Trước kia là phong ma đao pháp, mà bây giờ, Dương Diệp là phong ma kiếm pháp. Cái gì gọi là phong ma? Vừa điên vừa ma. Thời khắc này, Dương Diệp hoàn toàn buông tha phòng ngự, hiện tại hắn chỉ có một chữ. Công. Điên cuồng công kích. Đơn giản mà nói, chính là lối đánh liều mạng. Đừng nói, cái này còn rất có hiệu quả. Dương Diệp từ lúc mới bắt đầu bị động, dần dần biến thành chủ động, đương nhiên cũng bỏ ra cái giá thê thảm. Giờ phút này toàn thân hắn trải rộng vết kiếm, mỗi một vết kiếm đều sâu thấy được ngũ tạng và xương cốt. Nhưng kiếm tu áo đen kia cũng không ngừng lùi lại. Phản áp chế. Thời khắc này Dương Diệp bắt đầu phản áp chế kiếm tu áo đen. Sau khi phong ma chi ý xuất hiện, Dương Diệp càng đánh càng điên, càng đánh càng ma, lối đánh liều mạng này, làm cho uy lực của kiếm càng lúc càng lớn. Đơn giản mà nói, là một loại khí thế, hiện tại hắn có một loại khí thế không chết không thôi. Đương nhiên hắn cũng bỏ ra cái giá cực kỳ thê thảm, tổn thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, hiện tại hắn có chút giống một loại hình phạt ở thế tục. Lăng trì. Suy suy suy. Trong tràng, từng âm thanh làn da nứt vỡ không ngừng vang lên, mà hắc y nhân thì không ngừng lui về phía sau. Còn Dương Diệp, trong sân bây giờ chỉ thấy kiếm quang, không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, rằng co không biết bao lâu, không gian bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, mà giờ khắc này, hắc y nhân kia đã lui vạn trượng, không chỉ như thế, thân thể hắc y nhân cũng càng ngày càng hư ảo. Rốt cuộc, sau khi kéo dài gần nửa giờ, theo một đạo kiếm quang thẳng tắp rơi xuống, cả người hắc y nhân kia hóa thành hư vô. Nhưng bản thân Dương Diệp cũng ngã trên mặt đất. Vừa té trên mặt đất, phía sau hắn tràn ra một vũng máu. Máu lan tràn rất nhanh, rất nhiều. Dương Diệp nằm trong vũng máu, thân thể không ngừng co quắp, thời gian dần trôi qua, phong ma chi ý chậm rãi tuôn trở về cơ thể hắn. Đây là ước định của hắn và phong ma chi ý, có thể đi ra, nhưng để cho nó trở về, nó liền phải trở về. Bằng không thì vĩnh viễn chân áp. Đơn giản mà nói, hắn đã hoàn toàn khống chế phong ma chi ý. Phong ma chi ý vừa mới biến mất, lại một kiếm tu áo đen xuất hiện cách Dương Diệp không xa. Khí tức so với kiếm tu vừa rồi càng cường đại hơn, càng thêm kinh khủng. Dương Diệp lại khoát tay áo nói. Ta không đánh, kiếm này, ta từ bỏ, thật sự từ bỏ.
từ bỏ. Thực sự không phải Dương Diệp buông tha, mà là hắn thật không có thực lực lấy. Mặc dù kiếm này tốt, nhưng mạng càng tốt hơn. Lấy mạng đi đổi kiếm, hắn sẽ không đi làm. Nếu như có một chút khả năng, hắn sẽ không bỏ qua. Nhưng không có một chút khả năng a. 12 vị. Tổng cộng 12 vị kiếm tu, mà bây giờ, hắn đánh vị thứ 3 cũng thiếu chút nữa chết, phía sau đánh như thế nào? Không đánh được rồi. Dương Diệp nằm trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng run rẩy thoáng một phát, sau lưng hắn, máu tươi vẫn còn liên tục không ngừng chảy ra, nếu như không có hồng mông tử khí, thương thế này đủ để cho hắn mất mạng. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, kiếm tu áo đen kia đột nhiên hư ảo, rất nhanh thì hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. So với ta tưởng tượng tốt hơn nhiều. Dương Diệp mở mắt, ở đỉnh đầu hắn xuất hiện một khí tức quen thuộc. Đây là một nam tử không tay không chân, không mắt. Người này đúng là thần bí nhân ở dưới Bắc Hoang Kiếm Tông. Nam tử mỉm cười. Ngươi để cho ta rất vui mừng, bởi vì ngươi không có lựa chọn dùng mấy thần vật kia. Ngoại vật có thể dùng, nhưng chính phụ phân rõ, điểm ấy ngươi làm rất tốt. Dương Diệp đắng chát cười cười. Quá mạnh mẽ. Đương nhiên. Nam tử cười nói. 12 vị kiếm tu này, không có chỗ nào mà không phải thiên chi kiêu tử. Bọn hắn mỗi một người, đều là nhân vật đại biểu một thời đại. Ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp bọn hắn, đã vô cùng tài giỏi rồi. Dương Diệp cười khổ nói. Đây là một khảo nghiệm sao? Nam tử khẽ lắc đầu. Không phải, thời điểm ngươi ở Bắc Hoang Kiếm Tông, đã thông qua được khảo nghiệm của ta. 12 vị kiếm tu này, là ta muốn nhìn một chút, nên bỏ niêm phong cho ngươi bao nhiêu. Uy lực chân chính của kiếm này. Không phải là ngươi bây giờ có khả năng khống chế, nếu như rơi vào trong tay ngươi, dùng thực lực của ngươi bây giờ, cầm lấy nó, một tia kiếm quang của nó cũng đủ để giết chết ngươi. Dương Diệp lắc đầu cười khổ. Ta vẫn yếu như vậy sao? Nam tử cười nói. Cũng không phải ngươi yếu, mà là chúng ta đã đứng ở đỉnh phong của thế giới, so với chúng ta, ngươi còn có một chút chênh lệch. Dương Diệp nhìn về phía nam tử. Tiền bối đã vẫn lạc. Nam tử gật đầu. Vẫn lạc. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Khó hiểu, bất kể là Vũ Nghịch Vũ Tổ, hay nam tử này, thực lực đều vô cùng kinh khủng, nhưng những người này đều vẫn lạc. Là cái gì để cho bọn hắn vẫn lạc? Nam tử cười nói. Ngày sau ngươi sẽ biết. Dương Diệp cười khổ, nhử mồi trêu ngươi. Nam tử lại nói. Thực lực của ngươi bây giờ, nếu hết toàn lực, chém giết cường giả tam giới bình thường cũng không khó. Nhưng nếu gặp phải cường giả tứ giới, dùng thực lực của ngươi bây giờ, còn đánh không lại. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Tiền bối, vừa rồi ta có thể giết hắn a. Nam tử lắc đầu. Nhưng ngươi đã quên, hắn không phải bổn tôn. Dương Diệp. Nam tử lại nói. Nếu như bổn tôn của hắn vẫn còn, dùng thực lực của ngươi, sống không quá trăm chiêu. Sống không quá trăm chiêu. Dương Diệp bị đả kích. Hai thành. Lúc này, nam tử nói. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, ta chỉ có thể bỏ niêm phong cho ngươi hai thành uy lực, hai thành, với ngươi mà nói, đã đủ rồi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, nếu không nhiều thêm chút đi. Nam tử cười nói. Bỏ niêm phong nhiều, ngươi không đủ năng lực, sẽ bị kiếm này cắn trả. Còn nữa, không nên coi thường hai thành này. Hai thành này ít nhất có thể cho ngươi gia tăng 5 thành chiến lực, nói cách khác, có được kiếm này, ngươi có thể cùng một vị cường giả tứ giới chiến một trận, còn thua hay thắng, phải nhìn đối phương là cấp bậc gì rồi. Vừa nói, nam tử bấm tay điểm một cái, một thanh kiếm rơi vào trước mặt Dương Diệp. Kiếm dài hơn 4 thước, toàn thân trong suốt, tựa như thủy tinh tạo thành, nhưng trên lưỡi kiếm có một vòng đỏ tươi cực kỳ nổi bật. Đó là vết máu. Trừ lần đó ra, mũi kiếm thiếu một góc. Nam tử nói, mặt mũi thật sự của kiếm này, kỳ thật cực ít có người nhìn thấy, bên ngoài truyền những bức họa kia, cơ bản đều là người tưởng tượng, đương nhiên, có một điểm ngược lại là thật, chính là mũi kiếm xác thực thiếu khuyết một góc. Dương Diệp hỏi, là vì thiên mệnh đố kỵ, cho nên xóa một góc. Nam tử lắc đầu cười cười, thế nhân truyền ngôn người cũng tin. Vậy là cớ gì? Dương Diệp hỏi, đối với kiếm này thiếu khuyết một góc. Hắn vẫn có chút tò mò. Nam tử cười nói. Mũi kiếm thiếu khuyết một góc, chính là nó vốn như vậy. Nói xong,
Ánh mắt của hắn rơi vào trên thanh kiếm, trong mắt có vẻ phức tạp. Mũi nhọn không thể nhọn, đây là đạo của nó. Đạo của mình. Dương Diệp ngây cả người, sau đó theo bản năng hỏi. Kiếm cũng có thể có đạo của mình. Nam tử gật đầu. Thế gian vạn vật, đều có đạo của mình. Đạo của kiếm này là, kiếm phong không thể nhọn, ý là phong mang của nó không có phần cuối. Lúc trước cũng chính bởi vì điểm này, nó mới nhảy lên trở thành vĩnh hằng vũ trụ đệ nhất kiếm. Một ngộ đắc đạo, một đạo thăng thiên. Ánh mắt của Dương Diệp rơi vào trên thân kiếm, hắn do dự một chút, sau đó duỗi tay nắm kiếm, kiếm khẽ run lên, nhưng không có phản kháng. Dương Diệp nắm kiếm, lập tức có một cảm giác kỳ lạ, cảm giác kia giống như có đồ vật gì đó phong bế lực lượng kiếm này, làm cho lực lượng kiếm này không thể hoàn toàn phóng thích. Hiển nhiên, đây là nam tử kia gây nên. Nam tử nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu. Giống như sở liệu, nó không ghét ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, kiếm lại mạnh, đó cũng không phải là thực lực của chúng ta, chính mình mạnh, mới là chân thật nhất. Mình không mạnh, thần khí lại lợi hại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngoại vật có thể dùng, nhưng bản thân mới là chủ yếu nhất. Chủ yếu và thứ yếu, nhất định phải thường xuyên ghi nhớ. Dương Diệp nhìn nam tử ôm quyền. Thụ giáo, nói xong, hắn do dự một chút, sau đó hỏi. Tiền bối, kiếm này là thần khí sao? Nam tử cười nói. Nó là siêu thần khí, cái gọi là siêu thần khí, chư thiên vạn giới, tăng thêm vĩnh hằng vũ trụ, sẽ không vượt qua 5 cái, cho dù là ta, cũng chỉ gặp qua 3 cái. Dương Diệp nhíu mày. Siêu thần khí, như thế nào mới được gọi là siêu thần khí? Đạo. Nam tử nói. Một kiện thần khí, nếu nó có được đạo của mình, đại đạo chân chính, nó chính là siêu thần khí. Khi đó, đã không thể dùng thần khí để hình dung chúng. Loại tồn tại này, hết sức ít ỏi, đừng nói chúng nó, ngay cả tu sĩ nhân loại cũng cực ít có loại tồn tại này. Siêu thoát bản thân, tự thành đại đạo. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi bây giờ đã có loại khuynh hướng này. Ta. Dương Diệp có chút ngẩn người, khó hiểu. Nam tử cười nói. Huyết mạch của ngươi đã cải biến, nếu ngươi có thể siêu thoát bản thân, coi như là chân chính tiến vào vòng tròn của chúng ta, ngươi bây giờ, cùng những người phía ngoài kia, trong mắt của chúng ta, đều là người luẩn quẩn ở bên ngoài vòng tròn. Luẩn quẩn ở bên ngoài vòng tròn. Dương Diệp cười khổ, đơn giản mà nói. Chính là bọn họ ở trước mặt những tiền bối này, đều là con sâu cái kiến. Này giống như hắn nhìn người bình thường mà thôi. Lúc này, nam tử nhìn thoáng qua trên không, sau đó nói. Thời gian không nhiều lắm, ngươi có gì muốn hỏi, hoặc không hiểu không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiền bối có gì muốn nói với ta không? Nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Tiểu gia hỏa rất thông minh. Vừa nói. Hắn nhìn thoáng qua kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp, sau đó lại nói. Đến, dùng phi kiếm của ngươi ra tay với ta. Ông, theo một tiếng kiếm minh vang lên, một luồng kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở vị trí cổ họng của nam tử. Nhưng thanh kiếm kia cách hít hầu nam tử mấy xích liền ngừng lại, vẫn không nhúc nhích. Bởi vì hai ngón tay của hắn kẹp lấy thanh kiếm kia. Dương Diệp. Hai ngón tay của nam tử có chút dùng sức. Phi kiếm bay ngược về tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp thu kiếm, nhìn nam tử thi lễ. Xin tiền bối chỉ giáo. Nam tử nói. Phi kiếm này của ngươi, tăng thêm kiếm vực, lấy cảnh giới và thực lực bây giờ mà nói, đã rất nhanh. Bất quá còn có thể nhanh hơn. Ngươi có thể mượn nhờ kiếm vực, vì sao không thể mượn nhờ vạn vật chi lực. Vạn vật ngũ hành, không gian, thời gian, hết thảy vật chất, đều có thể mượn dùng. Ngũ hành. Không gian, thời gian. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Có thể. Nam tử cười nói. Những vật này, người đã từng nắm giữ, bất quá thời điểm ngươi càng mạnh, nắm giữ lực lượng lợi hại hơn, những thứ này chậm rãi bị quên lãng. Kỳ thật những lực lượng này đều không kém, chỉ nhìn ngươi dùng như thế nào. Đương nhiên, còn có một ít lực lượng, một ít quy luật, một ít thần thông lợi hại hơn, nhưng cái này không phải là ngươi bây giờ có thể nắm giữ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Nam tử lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hắn do dự một chút, sau đó nói. Linh tổ, có linh tổ ở đây, phiền phức của ngươi sẽ vĩnh viễn không ngừng. Dương Diệp cười nói. Không sao, đời ta kiếm tu, không gây sự, nhưng chúng ta không sợ phiền phức.
Nam tử cười ha ha. Hảo một câu đời ta kiếm tu không sợ phiền phức, rất tốt, nói thật, người rất hợp khẩu vị của ta. Kiếm tu nên như thế, thà gãy không cong, nên làm thì làm. Ha ha. Ở trong lúc cười to, nam tử dần dần hư ảo, rất nhanh, nam tử triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trong chàng chỉ còn Dương Diệp. Theo nam tử biến mất, tình cảnh cũng biến thành bình thường. Sâu trong lòng đất, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Chữa thương. Hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại ra ngoài, sợ là cường giả phá giới cảnh bình thường cũng có thể giết hắn. Ở trước mặt Dương Diệp, chuôi kiếm tên là sát này nhẹ nhàng trôi nổi. Trên đỉnh núi, càng ngày càng nhiều uy áp và thần thức đè về phía An Nam Tĩnh và Kiếm U. Uy áp là đúng An Nam Tĩnh cùng Kiếm U, thần thức là đối với Tiểu Bạch. Thời điểm Tiểu Bạch xuất hiện, những cường giả núp trong bóng tối không thể bình tĩnh. Linh Tổ. Cái này là Linh Tổ tương lai. Trên đỉnh núi, Tiểu Bạch nhìn về chân trời, con mắt chớp chớp, Tiểu Trảo ôm chặt tấm gương trong tay. Ngay lúc này, tầng mây đột nhiên bị xé nứt, ngay sau đó, một cây trường thương từ trong đó kích xạ tới. Mục tiêu đúng là đám người An Nam Tĩnh. Hai mắt An Nam Tĩnh híp lại, đang muốn ra tay, ngay lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt nàng, Tiểu Bạch vỗ vỗ tấm gương, tỏ vẻ để cho nàng đến. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nắm lấy cái đuôi của Tiểu Bạch ném qua một bên. Trên không trung, Tiểu Bạch bổ nhào mấy vòng. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Phải ngoan, rõ ràng chưa? Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn An Nam Tĩnh, tỏ vẻ ta thật biết điều. Khóe miệng An Nam Tĩnh nhếch lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nàng nắm trường thương trong tay, đang muốn ra tay, đúng lúc này Kiếm Kinh ở bên cạnh nàng đột nhiên nói. Để ta đi. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Kiếm Kinh, tay phải Kiếm Kinh khẽ vẫy, trong chốc lát, ở sâu trong lòng đất, Hồng Mông Tháp trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên đi ra ngoài, sau đó hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời, cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay Kiếm Kinh. Nắm Hồng Mông Tháp. Hai mắt Kiếm Kinh chậm rãi đóng lại, trầm mặc một cái chớp mắt, một cỗ kiếm quang cường đại từ trong Hồng Mông Tháp tản ra. O-O-O-N-G. Trong nháy mắt, một tiếng kiếm minh chói tai vang vọng toàn bộ bầu trời. Theo tiếng kiếm minh vang lên, một thanh trường kiếm phóng lên trời, xuất hiện ở trong đám mây, trong Hồng Mông Tháp, Thừa Thiên Kiếm Đài bắt đầu rung động kịch liệt. Ngay lúc này, Kiếm Kinh mở mắt, bàn tay như ngọc trắng của nàng nhẹ nhàng nâng lên. Hiện, L, nói xong, suy 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 suy. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời bị kiếm quang bao trùm, những kiếm quang này tựa như một tấm lưới, bao phủ cả kiếm khư chi địa. C, ở trên không kiếm khư chi địa, theo kiếm quang xuất hiện, vô số đạo khí tức cường đại liên tục không ngừng từ trong kiếm quang chấn động ra, những khí tức này tựa như búa tạ cơ mãnh liệt oanh kích kiếm quang. Thừa Thiên Kiếm Trận, Kiếm Kinh nhìn về chân trời, mặt không biểu tình. Ngăn cản. Nàng rất rõ ràng, tòa kiếm trận này căn bản không thể giết chết những người kia, nàng phải làm, là ngăn cản những người này một lát, cho Dương Diệp thời gian. Bây giờ Dương Diệp cần có thời gian. Qua nửa khắc đồng hồ, đột nhiên một cỗ uy áp cường đại xuất hiện, ngay sau đó, một quả đấm to lớn từ phía dưới phóng lên trời, trực tiếp đánh vào trên kiếm quang. Ầm. Toàn bộ bầu trời run lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số kiếm quang ầm ầm nổ ra. Xa xa, một nam tử tóc dài mặc áo bào cho lăng không đi tới. Ánh mắt nam tử tóc dài vẫn luôn nhìn ở trên người Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hai mắt Kiếm Kinh híp lại, đang muốn xuất thủ, nhưng An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Để ta đi. Kiếm Kinh nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, nhẹ gật đầu, lùi qua một bên. Tiểu Bạch xuất hiện ở trên bờ vai Kiếm Kinh, nàng nhìn tấm gương trên ngực mình, có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng rất lợi hại a. Kiếm Kinh nhìn Tiểu Bạch, lắc đầu cười cười, tiểu tử nghịch ngợm này. Lúc này, nam tử tóc dài đi tới đối diện đám người An Nam Tĩnh, ánh mắt từ trên người Tiểu Bạch thu hồi lại, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, cười nói. Tiểu Bạch. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua nam tử tóc dài, đột nhiên trường thương trong tay nàng bắn nhanh ra. Xa xa, khóe miệng nam tử tóc dài nổi lên nụ cười. Người của Vĩnh Hằng chi giới này đều không tự lượng sức như vậy sao? Nói xong, hắn giơ tay rung ra một trường. Ầm. Trường thương trực tiếp đâm vào lòng bàn tay nam tử tóc dài,
nhưng bàn tay hắn không tổn thương chút nào, trường thương cứ như vậy bị bàn tay của nam tử tóc dài ngăn cản. Nam tử tóc dài nhìn thoáng qua trường thương, nhíu mày, đang muốn nói, đúng lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đá vào thanh trường thương một cước. Ầm. Nam tử tóc dài bị chấn đến hơn ngàn trượng. Tay phải An Nam Tĩnh tìm tòi về phía trước, trực tiếp cầm cây trường thương kia, sau đó mãnh liệt ném một cái. Xuy. Trường thương phá không, xé rách hết thảy. Xa xa, hai mắt nam tử tóc dài kia híp lại, chân phải lui về sau một bước, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này, trực tiếp đánh bay trường thương của An Nam Tĩnh quay về. Lúc này, nam tử tóc dài nói. Vì sao ngươi có nhân thương của hoang tộc ta? Trường thương trong tay An Nam Tĩnh, đúng là binh khí trong tộc hắn, từ cổ chí kim, loại thương này cho dù là tộc bọn hắn, cũng không có tạo ra bao nhiêu. Cái này là bởi vì bọn hắn nắm giữ một tinh quáng thần bí, bằng không thì cho dù là hoang tộc bọn hắn, cũng không tạo ra được một thanh. An Nam Tĩnh không trả lời, chân phải nàng đạp mạnh, cả người mãnh liệt bắn ra. Thoáng qua, trước mặt nam tử tóc dài, một cỗ lực lượng cường đại xé rách tới. Trong mắt nam tử tóc dài, một tia sát ý lóe lên. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường mâu màu đen, thoáng qua, nam tử tóc dài tay cầm trường mâu câu tới. Xuy. Một câu nhẹ nhàng, không gian trong phương viên mấy ngàn trượng lập tức rạn nứt ra. Bành. Theo một tiếng nổ vang, An Nam Tĩnh cùng nam tử tóc dài kia đồng thời lùi lại. An Nam Tĩnh lùi lại đến trên đỉnh núi. Nàng nhìn thoáng qua nam tử tóc dài xa xa, tay phải chậm rãi nắm lại. Một bên, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, con mắt chớp chớp, sau đó nàng lùi ra sau cổ kiếm kinh. Nàng biết, An Nam Tĩnh khẳng định đang tức giận. Thời điểm này, tuyệt đối không thể gây An Nam Tĩnh. Bằng không thì, An Nam Tĩnh nhất định sẽ đánh mông nàng. Dám đánh mông nàng, chỉ có ba người, một cái là An Nam Tĩnh, một cái là Tử Nhi, còn có một là Dương Diệp. Một bên, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, nam tử tóc dài kia như gặp đại địch. Nam tử tóc dài ngẩng đầu, trường mâu trong tay mãnh liệt câu về phía trước. Ca sát. Không gian xung quanh lập tức nổ bể ra, một cỗ lực lượng cường đại tàn sát bừa. Bãi. Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở trong không gian hắc động. Bành 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 bành, trong vùng không gian tối đen kia, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Trên đỉnh núi, kiếm kinh gắt gao nhìn chằm chằm không gian hắc động, ở trong hắc động, thời khắc này An Nam Tĩnh tựa như một chiến thần không thể chiến thắng, chiến thần chân chính. Thời khắc này khí thế của An Nam Tĩnh đã cường đại đến một trình độ kinh người. Loại khí thế này, coi như là cường giả tứ giới cũng khó có khả năng có. Ở trước mặt khí thế cường đại của An Nam Tĩnh, nam tử tóc dài bị nghiền ép, hắn tản mát ra khí thế và uy áp cũng không yếu, nhưng so sánh với An Nam Tĩnh thì kém rất nhiều. Ở phương diện khí thế, coi như là Dương Diệp cũng không mạnh mẽ bằng An Nam Tĩnh. Thật mạnh. Bên cạnh kiếm kinh, kiếm u đột nhiên nói. Kiếm kinh nhẹ gật đầu. Nàng rất mạnh, nếu không vẫn lạc, ngày sau danh chấn muôn đời. Kiếm u nói khẽ. Dương Diệp có nàng, hắn may mắn. Kiếm kinh nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía không gian hắc động. Trong không gian hắc động, hai tay An Nam Tĩnh nắm trường thương đập một phát. Một phát này rơi xuống, khí thế như muốn phá nát thiên địa. Bành! Một âm thanh nổ vang rung trời ầm ầm vang vọng, ngay sau đó, nam tử tóc dài kia bị chấn đến ngoài vạn trượng. Cùng lúc đó, cánh tay nắm trường mâu của hắn bay ra ngoài. Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, con mắt sáng ngời, sau đó tiểu trảo cách không nắm chắc. Xuy! Trường mâu khẽ run lên, sau đó tránh thoát cánh tay kia, thoáng qua, trường mâu xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nắm trường mâu, sau đó thả đến sau lưng, ánh mắt của nàng nháy nháy, có chút cảm giác bịt tai trộm chuông. Kiếm kinh và kiếm u nhìn nhau, hai nữ lắc đầu cười cười, tiểu gia hỏa này, thật sự là quá đáng yêu. Xa xa, An Nam Tĩnh một kích đánh lui nam tử tóc dài, đang muốn tiếp tục ra tay, đúng lúc này, một lão giả mặc áo bào cho xuất hiện ở trước mặt nam tử tóc dài, thoáng qua, một cỗ lực lượng cường đại tựa như lũ lụt cuốn về phía An Nam Tĩnh. Xa xa, An Nam Tĩnh nhíu mày, sau một khắc, trường thương trong tay nàng rời khỏi tay. Bành! Không gian hắc động run lên kịch liệt, ngay sau đó, toàn bộ thiên địa rung động.
mà giờ khắc này An Nam Tĩnh đã về tới đỉnh núi. Ở khóe miệng nàng có một tia máu tươi. Cường giả tứ giới. Kiếm Kinh hỏi. An Nam Tĩnh lắc đầu, lão giả này không phải cường giả tứ giới, là tam giới đỉnh phong, nhưng đối phương đã có năng lực của cường giả tứ giới. Vừa rồi một kích kia có tứ giới chi lực. Xa xa, lão giả áo xám nhìn bàn tay mình, ở trong lòng bàn tay có một lỗ máu, đó là mới vừa rồi bị trường thương của An Nam Tĩnh xuyên qua. Hai mắt lão giả áo xám khẽ híp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Hắn chỉ kém nửa bước là đến được tứ giới, phải nói, coi như đối mặt một vị cường giả tứ giới, hắn cũng có 5 năm phần thắng, nhưng mà vừa rồi, hắn lại bị nữ tử trước mắt chẳng qua là phá giới cảnh thương tổn. Vừa rồi giao phong, hắn không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Thiên phú này, không kém bất kỳ người nào trong tộc A. Thu hồi suy nghĩ, lão giả áo xám quay đầu nhìn thoáng qua nam tử tóc dài. Tam điện hạ, không sao chứ? Nam tử tóc dài khẽ lắc đầu. Không đáng lo. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Các hạ thiên túng kỳ tài, nếu rời đi, ngày sau tất có tiền đồ không tệ, nhưng nếu chấp mê bất ngộ, tiếp tục lưu lại nơi đây, sợ là các hạ sẽ không có ngày sau rồi. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch nhếch miệng cười cười, An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía lão giả kia. Nàng, ai cũng không cho chạm vào. Tiểu Bạch là nghịch lân của Dương Diệp, cũng chính là nghịch lân của An Nam Tĩnh nàng. Xa xa, hai mắt lão giả áo xám khẽ híp. Đã như vậy, vậy thì nhìn các hạ có khả năng bao lớn rồi. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chư vị, hai người lão phu cũng không nhận thức chư vị, nhưng mục tiêu của hai người chúng ta giống như chư vị. Nếu chư vị tiếp tục nhìn xem, cuối cùng được lợi chính là nàng này và Dương Diệp. Thừa dịp hiện tại Dương Diệp không thể đi ra, chúng ta cùng nhau liên thủ trước giết nàng này, như thế nào? Trên bầu trời, trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh một giọng nói truyền đến. Có thể. Trong chốc lát, gần 20 đạo khí tức cường đại bay thẳng đến trên đỉnh núi. Cường giả tam giới, toàn bộ là cường giả tam giới. Có mấy đạo thậm chí trực bức tứ giới. Phía dưới, trên đỉnh núi, hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại. Trầm mặc một cái chớp mắt, An Nam Tĩnh đột nhiên mở miệng. Đến. Nói xong. Àm. Phía dưới, một đạo hắc ảnh mang theo khí tức kinh khủng phóng lên trời. Giống. Một tiếng gầm gừ dữ tợn vang vọng thiên không. Vũ Kỳ Lân. Từ trong lòng đất lao ra, đúng là Vũ Kỳ Lân. Sau khi Vũ Kỳ Lân xuất hiện, mũi chân An Nam Tĩnh nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp rơi vào trên lưng Vũ Kỳ Lân, tay phải nàng khẽ vẫy. Một cây trường thương lập tức rơi vào trong tay nàng. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau một khắc, chân phải nàng đạp mạnh. Xong, Vũ Kỳ Lân gầm lên giận dữ, ngay sau đó, nó bay thẳng đến bầu trời. Đúng lúc này, hơn 20 đạo khí tức cường đại từ không trung quét xuống. Trọn vẹn hơn 20 vị cường giả tam giới, trong đó còn có mấy vị tới gần cường giả tứ giới, bọn hắn tản ra khí tức cùng uy áp là kinh khủng cỡ nào. Trên đỉnh núi, Kiếm U trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hai tay nàng nắm cự kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Nàng rất rõ ràng, An Nam Tĩnh lại yêu nghiệt, cũng ngăn cản không nổi hơn 20 vị cường giả siêu cấp. Trên đỉnh núi, chỉ còn Tiểu Bạch và Kiếm Kinh. Kiếm Kinh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Có sợ không? Tiểu Bạch nhìn nàng, sau đó vội vàng lắc đầu, nàng làm sao sẽ sợ, nàng chỉ có chút sợ An Nam Tĩnh, những thứ khác còn không sợ. Kiếm Kinh nhẹ gật đầu, sau đó thân hình run lên, bắn mạnh về phía bầu trời. Nàng không lo lắng cho Tiểu Bạch, át chủ bài của tiểu tử này, so với ai khác còn nhiều. Lo lắng nàng, không bằng lo lắng cho mình. Tại chỗ, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó tiểu chảo nắm chặt tấm gương trong tay. Trên bầu trời, sau khi Kiếm Kinh đi lên, trong chốc lát, gần 10 vạn thanh kiếm từ sâu trong lòng đất bay lên, rất nhanh, 10 vạn thanh kiếm che lại toàn bộ bầu trời. Kiếm trận. Thập vạn kiếm trận. Mà ở trên đám mây kia, cũng chính là trong hư không, An Nam Tĩnh tay cầm trường thương đứng ở trên lưng Vũ Kỳ Lân, từng cỗ uy áp cùng khí thế cường đại không ngừng từ trong cơ thể nàng phát ra. Uy áp và khí thế càng ngày càng mạnh, căn bản không có phần cuối. Tuy như thế, nhưng đối mặt gần hơn 20 vị cường giả tam giới, nàng vẫn còn có chút chưa đủ lực. Toàn diện áp chế. Giờ phút này,
An Nam Tĩnh, Kiếm Kinh và Kiếm U đã bị áp chế toàn diện, ba người đối mặt hơn 20 vị siêu cấp cường giả, căn bản không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động phòng thủ, nếu như không phải khí thế của An Nam Tĩnh mạnh mẽ quá đáng, sợ là ba người đã sớm vẫn lạc. Phía dưới trên đỉnh núi, Tiểu Bạch nhìn về chân trời, trong ánh mắt nàng có vẻ lo âu. Tuy nàng nghịch ngợm, nhưng nàng không ngốc. Hiển nhiên, thời khắc này đám người An Nam Tĩnh là đánh không lại những người đó. Do dự một chút, Tiểu Bạch đột nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân núi, sau đó tiểu chảo nàng nhẹ nhàng chiêu chiêu. Ầm, một cỗ khí tức cường đại từ sâu trong lòng đất phóng lên trời, thoáng qua, Tiểu Ngưu xuất hiện ở trước mặt nàng. Không chỉ Tiểu Ngưu, sau lưng Tiểu Ngưu còn có mấy đạo khí tức cường đại. Theo thứ tự là Thái Cổ Lệ Hổ kia, Thái Cổ Chân Long, còn có Nhị Nha Ăn Mứt Quả. Tiểu chảo của Tiểu Bạch chỉ bầu trời, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngưu, hiển nhiên là đang hỏi, đánh thắng được không? Tiểu Ngưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau một khắc, nó nắm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ bay thẳng tới. Một búa khai thiên. Theo Tiểu Ngưu xông lên, Thái Cổ Lệ Hổ cùng Thái Cổ Chân Long cũng không cam chịu yếu thế, bay thẳng đến bầu trời. Ngoại trừ Tiểu Ngưu, cảnh giới của Thái Cổ Chân Long và Thái Cổ Lệ Hổ đều chỉ có nhị giới đỉnh phong, nhưng chúng đều là Thái Cổ Đại Yêu chân chính, so với cường giả tam giới nhân loại, có thể nói không kém chút nào. Nếu như là Thái Cổ Đại Yêu bình thường, khả năng kém cường giả tam giới nhân loại, nhưng Thái Cổ Chân Long và Thái Cổ Lệ Hổ đều không phải Đại Yêu bình thường, đặc biệt là Thái Cổ Chân Long, cường độ thân thể kia, đừng nói cường giả tam giới, coi như là cường giả tứ giới cũng đừng nghĩ đơn giản phá vỡ. Thái Cổ Chân Long này, ngoại trừ Nhị Nha và Tiểu Bạch, nó là không sợ ai cả. Trên đỉnh núi, Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói. Dương ca ca nói ta bảo vệ ngươi, hắn còn cần một chút thời gian. Vừa nói, nàng đưa mứt quả tới bên miệng Tiểu Bạch liếm liếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này Nhị Nha nói khẽ. Đừng lo lắng. Da chúng rất dày, có thể chống đỡ rất lâu. Tiểu Bạch. Trên bầu trời, Tiểu Ngưu xông lên, nó nhìn An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó hai tay nắm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ bay thẳng đến cường giả tam giới cách nó gần nhất. Một búa bổ ra, chỗ búa qua, không gian lập tức văng tung tóe. Trước mặt Tiểu Ngưu, vẻ mặt cường giả phá giới cảnh cực kỳ nghiêm túc, không dám chủ quan chút nào, thân hình run lên, hóa thành một đạo bạch quang vọt về phía Tiểu Ngưu. Mà ở một bên khác, Thái Cổ Chân Long đã khôi phục chân thân. Già Thiên Tế Nhật. Sau khi con rồng này khôi phục chân thân, tất cả cường giả đều nhìn không được liếc mắt. Long. Thái Cổ Chân Long. Thời đại hiện tại, loại sinh vật này có thể nói là đã tuyệt tích. Dương Diệp đi nơi nào tìm Thái Cổ Đại Yêu này? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Thái Cổ Chân Long khôi phục chân thân, bay thẳng đụng tới một vị cường giả tứ giới. Một cái đụng này, quả thực muốn đụng nát thiên địa. Cường giả kia hoảng hốt, hắn ngay cả chỗ ẩn núp cũng không có, chỉ có thể tế ra ngụy thần khí của mình. Ngụy thần khí này là một bộ bảo giáp màu xám cho, huyền khí thúc dục, bảo giáp bạo phát ra quang mang sáng chói, những quang mang này gắt gao bao phủ hắn. Nhưng theo Thái Cổ Chân Long va chạm, những quang mang hắc sắc kia lập tức nổ bể ra, cùng lúc đó, ngụy thần khí cũng nứt toác, cả người bay thẳng đến phía. Sau khi đánh bay gã cường giả kia, Thái Cổ Chân Long không có ra tay với hắn tiếp, mà quét về phía bên cạnh. Suy, toàn bộ hư không trực tiếp nổ vỡ ra. Cường thế, lực lượng thân thể cường đại của Thái Cổ Chân Long, làm cho tất cả cường giả đều khiếp sợ, mà bên kia, Thái Cổ Lệ Hổ cũng cực kỳ khủng bố. Lệ khí, trên người Thái Cổ Lệ Hổ tràn đầy lệ khí, nói đến đánh nhau, nó càng hung hãn không sợ chết. Trên hư không. Theo ba Thái Cổ Đại Yêu gia nhập, mặc dù thế cục trong sân không có nghịch chuyển, nhưng tình huống bên An Nam Tĩnh đã khá hơn nhiều, ít nhất không có bị áp chế. Trên đỉnh núi, Nhị Nha nhìn thoáng qua hư không, sau đó lạnh nhạt nói. An tỷ lợi hại nhất, con rồng ngu xuẩn kia có thể miễn cưỡng, Tiểu Hổ cùng Tiểu Ngưu hơi yếu, hai người này cần phải trở nên mạnh hơn, bằng không thì chúng sẽ bị đào thải. Tiểu Bạch liếm liếm mứt quả, sau đó gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhị Nha đột nhiên cầm qua mứt quả trong tay Tiểu Bạch liếm liếm, sau đó lại nói. Tiểu Bạch, những người này có thể ăn không? Tiểu Bạch ngây cả người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, người có thể ăn không?
Ăn ngon sao? Ngay lúc này, một nam tử đứt tay và một lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở đối diện Tiểu Bạch và Nhị Nha. Nhị Nha nhìn thoáng qua nam tử đứt tay cùng lão giả áo xám, sau đó nói. Các ngươi muốn làm gì? Ánh mắt nam tử đứt tay rơi vào trên người Tiểu Bạch, cười nói. Cái này là linh tổ, thật rất đáng yêu. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Nhị Nha mỉm cười. Không sợ, ta rất biết đánh nhau. Nghe được lời của Nhị Nha, nam tử đứt tay quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, cười nói. Thật sao, tiểu muội muội, ngươi thật rất biết đánh nhau. Nhị Nha nhìn thoáng qua lão giả sau lưng nam tử đứt tay, nàng không nói gì, chỉ không ngừng liếm láp mứt quả. Ánh mắt nam tử đứt tay rơi vào trên người Tiểu Bạch, cười nói. Ngươi là tự mình đi theo ta, hay ta bắt ngươi đi? Tiểu Bạch trừng mắt, tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ bả vai Nhị Nha nhẹ gật đầu, sau một khắc, Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử đứt tay, một cái mộ bia đập xuống. Một đập này, đập nam tử đứt tay tâm thần đều nứt. Giờ khắc này, tóc gáy toàn thân nam tử đứt tay dựng lên. Nguy hiểm, uy hiếp chí mạng. Ngay thời khắc mấu chốt này, một cánh tay bắt được nam tử đứt tay, thoáng qua, nam tử đứt tay biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là lão giả áo xám kia. Lão giả áo xám giơ tay đánh tới mộ bia. Bàn tay lão giả vừa mới tiếp xúc mộ bia, sắc mặt liền đại biến, thoáng qua, bàn tay trực tiếp rạn nứt, máu tươi văng khắp nơi. Cùng lúc đó, cả người bay thẳng ra sau mấy trăm trượng. Vừa dừng lại, sắc mặt lão giả lần nữa đại biến. Ngươi dám! Hắn đang muốn động thủ, nhưng mà xa xa, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, làm lão giả không dám động. Bởi vì cách đó không xa, nam tử đứt tay đã té trên mặt đất, trên người nam tử đứt tay đè nặng một khối mộ bia. Nhị Nha nhìn thoáng qua nam tử đứt tay dưới chân, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi giết người chưa? Tiểu Bạch lắc đầu. Nhị Nha nhìn nàng. Có muốn giết một cái hay không? Chơi rất vui. Vui. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó nhìn thoáng qua nam tử đứt tay kia, có chút do dự. Lúc này Nhị Nha lấy ra một cây chủy thủ đưa cho Tiểu Bạch. Đến, giết một người, nhắm cổ họng của hắn chém xuống một đao, hắn sẽ, hét thảm một tiếng, sau đó thân thể run rẩy thoáng một phát, tiếp đó, hắn chết rồi. Tiểu Bạch. Cách đó không xa, lão giả áo xám gắt gao nhìn Nhị Nha. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nhị Nha quản cũng không quản lão giả áo xám, nhét dao găm vào trên móng vuốt Tiểu Bạch. Đến, giết hắn đi. Tiểu Bạch nhìn dao găm, lại nhìn nam tử đứt tay. Cuối cùng nàng nhảy tới trước mặt nam tử đứt tay, một cái vuốt nhỏ che mắt mình, một tiểu chảo thì mãnh liệt cắm xuống. Theo một tiếng kêu to vang lên, Tiểu Bạch khẽ run rẩy, sau đó nắm dao găm đâm loạn. Một lát sau, Tiểu Bạch mở mắt nhìn thoáng qua nam tử đứt tay, giờ phút này, nam tử đứt tay còn đang nhìn hắn, chưa có chết. Lúc này Nhị Nha bất mãn nói. Tiểu Bạch, người có thể dùng thêm chút sức hay không, dùng sức a. Tiểu Bạch do dự một chút, sau đó một cái móng vuốt che mắt của nam tử đứt tay, hữu chảo nắm dao găm dùng sức đâm một cái. Cách đó không xa, lão giả áo xám kia đang muốn ra tay, nhưng Nhị Nha đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nguy hiểm! Bị ánh mắt của Nhị Nha tập trung, lão giả áo xám cảm thấy một cảm giác nguy hiểm. Trong nội tâm lão giả chấn động, tiểu cô nương trước mắt này đến tột cùng là nhân vật gì, lại có thể để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nhị Nha không có để ý lão giả áo xám, mà nhìn về phía trước mặt, giờ phút này, một móng vuốt của Tiểu Bạch che mắt nam tử đứt tay, một tiểu chảo khác nắm chủy thủ đâm loạn. Đáng tiếc là, lực lượng của nàng quá nhỏ. Nam tử đứt tay giàu gì cũng là một vị cường giả tam giới, thân thể kia, căn bản không phải Tiểu Bạch tay trói gà không chặt có thể phá hư. Tiểu Bạch đâm loạn, đối với nam tử đứt tay mà nói, giống như gãi ngứa. Cuối cùng, Nhị Nha thật sự không nhìn nổi. Nàng vỗ vỗ bờ vai của Tiểu Bạch, ý bảo Tiểu Bạch có thể ngừng, Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Nhị Nha, sau đó lại nhìn nam tử đứt tay trước mặt, tiếp đó nàng đưa cây chủy thủ đến trước mặt Nhị Nha, tỏ vẻ để cho Nhị Nha tới. Nhị Nha không có lấy dao găm, mà tay phải vỗ mộ bia. Ngay thời điểm bàn tay nàng rơi vào trên mộ bia, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Nhị Nha, cỗ uy áp này tựa như một ngọn núi nghiền ép đến. Làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.
Nhị Nha không thể không dừng lại tay của mình, nàng không sợ cỗ uy áp này, nhưng bên cạnh nàng còn có Tiểu Bạch. Chân phải Nhị Nha nhẹ nhàng đạp một cái, cả người phóng lên trời, trên không trung, Nhị Nha đấm ra một quyền. Lực lượng thuần túy. Một quyền này đánh ra, cỗ uy áp kia trực tiếp bị đánh tan. Một quyền nổ nát uy áp, Nhị Nha cũng không tiếp tục ra tay, mà đến bên cạnh Tiểu Bạch. Dương ca ca đã thông báo, phải hảo hảo bảo hộ Tiểu Bạch, không thể để cho Tiểu Bạch gặp chuyện không may. Nhìn thấy thực lực kinh khủng của Nhị Nha, thần sắc của An Nam Tĩnh khẽ buông lỏng, nàng không lo lắng cho mình, nàng lo lắng chính là Tiểu Bạch. Còn tốt, thực lực của Nhị Nha rất mạnh. Cách đó không xa, lão giả áo xám gắt gao nhìn Nhị Nha, không dám động thủ, bởi vì một chân của Nhị Nha đã dẫm lên ngực nam tử đứt tay. Chỉ cần hắn di chuyển, hắn tin tưởng, tiểu cô nương kia sẽ không chút do dự dẫm nát ngực của nam tử đứt tay. Dưới chân Nhị Nha, thần sắc của nam tử đứt tay cực kỳ dữ tợn. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Đường đường điện hạ hoang tộc, vừa mới xuất thế, đã bị đánh như thế, với nam tử đứt tay mà nói, không thể nghi ngờ là một nhục nhã. Nếu như chuyện nơi đây truyền quay lại hoang tộc, hắn sẽ chết. Ở hoang tộc, người có thể chết, nhưng không thể bị nhục. Người của Vĩnh Hằng chi giới đều yêu nghiệt như vậy sao? Nhị Nha không để ý lão giả áo xám kia, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nói. Tiểu Bạch, đám người An Tỷ sắp không đánh lại. Tiểu Bạch chỉ hư không, ý là để cho Nhị Nha đi hỗ trợ. Nhị Nha lắc đầu. Phải bảo hộ ngươi, nếu ngươi gặp chuyện không may, Dương ca ca sẽ rất đáng sợ. Kỳ thật, Nhị Nha cũng có chút sợ Dương Diệp, đặc biệt là thời điểm Dương Diệp nổi điên, nàng đã gặp qua Dương Diệp nổi điên, đó là ai cũng dám đánh ấy. Tiểu Bạch ôm khuôn mặt Nhị Nha, tỏ vẻ ta có bảo bối. Nhị Nha vẫn lắc đầu. Không được, phải đợi Dương ca ca đi ra. Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, ở chân trời xa xôi, đột nhiên truyền đến một cổ khí tức cường đại. Thoáng qua, một đạo bạch quang lóe lên. Phía dưới, Nhị Nha nhíu mày, nắm đấm nắm lại, nhưng không có lựa chọn ra tay. Trên bầu trời, luồng sáng trắng trực tiếp đánh về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh hiển nhiên cũng đã nhận ra luồng sáng trắng này, nàng buông tha cho đuổi giết vị cường giả trước mặt, quay người đâm ra một thương. Lúc này, một bàn tay chống đỡ ở trên trường thương. Bành! Theo một tiếng nổ vang, An Nam Tĩnh cùng Vũ Kỳ Lân dưới người nàng bị chấn đến hơn ngàn trượng. Bạch quang tản đi, là một nữ tử mặc váy trắng. Dịch Thủy Hàn. Người tới chính là tổ sư tiên phủ đã từng bị Dương Diệp hủy diệt, Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn một kích đánh lui An Nam Tĩnh, nàng cũng không dừng tay, thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của Thái Cổ Chân Long, sau một khắc, hai tay chất chồng, mãnh liệt đè ép về phía Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long từ trong hư không bị chấn rơi xuống, rất nhanh, Thái Cổ Chân Long rơi xuống đất, trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện một vực sâu khổng lồ. Sau một khắc, Dịch Thủy Hàn quay đầu nhìn về phía Thái Cổ Lệ Hổ, thoáng qua, nàng cách không chảo Thái Cổ Lệ Hổ một cái. Không gian chung quanh Thái Cổ Lệ Hổ vỡ ra, ngay sau đó Thái Cổ Lệ Hổ bay thẳng ra ngoài. Trong quá trình bay đi, toàn thân Thái Cổ Lệ Hổ chảy ra máu tươi. Trong chàng chỉ còn lại Tiểu Ngưu. Dịch Thủy Hàn không có để ý Tiểu Ngưu, bởi vì giờ khắc này Tiểu Ngưu đã trọng thương, căn bản không đáng nàng ra tay. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Tiểu Bạch, nhưng Nhị Nha chắn ở trước mặt Tiểu Bạch. Ánh mắt Dịch Thủy Hàn lạnh như băng, thân hình nàng run lên, bay thẳng về phía Tiểu Bạch. Đúng lúc này, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu nhìn, cách đó không xa, Tiểu Ngưu bị thương nặng đột nhiên tung người nhảy vọt. Hai tay nắm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ hung ác bổ về phía Dịch Thủy Hàn. Khóe miệng Dịch Thủy Hàn nổi lên vẻ chế nhạo, thời điểm Tiểu Ngưu cách nàng còn hơn một trượng, Dịch Thủy Hàn biến mất tại chỗ. Xuy. Một đạo hàn quang xuyên qua bụng Tiểu Ngưu, cả người Tiểu Ngưu cương cứng, hai tay hắn giơ Hồng Hoang Khai Thiên Phủ lên không rơi xuống được. Dịch Thủy Hàn cũng không dừng tay, quay người vỗ một trưởng lên lưng của Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu lập tức rơi xuống đất. Lân phiến quanh người vỡ nát, máu tươi văng khắp. Nơi, Dịch Thủy Hàn vẫn không có thu tay, cách không vỗ tới Tiểu Ngưu một trường. Không gian chung quanh Tiểu Ngưu lập tức nổ bể ra, mà trong không gian ấy, thân thể Tiểu Ngưu bắt đầu xé nứt. Thoáng qua, sắc thái trong mắt Tiểu Ngưu dần dần ảm đạm, Hồng Hoang Khai Thiên Phủ trong tay nó cũng từ trong tay rơi ra.
Phía dưới, Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, lập tức tạc mao, nàng muốn xông tới, bất quá bị Nhị Nha ngăn lại. Nhị Nha gắt gao nhìn Dịch Thủy Hàn, trong mắt tràn đầy sát ý. Sát ý, sát ý chân chính. Tiểu Trảo Tiểu Bạch chỉ Tiểu Ngưu, vừa chỉ vừa khóc, Nhị Nha rất muốn ra tay, nhưng bên cạnh còn có lão giả áo xám kia. Nàng không thể ra tay, nàng vừa ra tay, lão giả áo xám kia sẽ ra tay với Tiểu Bạch. Mà trong hư không, An Nam Tĩnh, Kiếm Kinh còn có đám người Kiếm U đều đã bị những cường giả khác ngăn chặn, căn bản là không có cách ra tay. Quan trọng nhất là, hiện tại ánh mắt của nữ tử váy trắng kia chuyển tới trên người nàng và Tiểu Bạch. Bất lực. Lần thứ nhất, Nhị Nha cảm thấy có chút bất lực. Nàng không sợ đánh nhau, nhưng loại tình huống hiện tại này, không phải là đánh nhau có thể giải quyết. Cứu cái này, cái kia sẽ không còn. Cứu cái này sẽ không còn. Nhị Nha gắt gao ôm Tiểu Bạch, không cho Tiểu Bạch tiến lên. Mà một bên, lão giả áo xám đã bắt đầu dục dịch, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trên bầu trời, hai tay Dịch Thủy Hàn thả lỏng phía sau, nhìn Tiểu Bạch phía dưới, cười lạnh. Linh tổ, tốt một cái linh tổ. Nói xong, nàng muốn ra tay, đúng lúc này, sâu trong lòng đất, một đạo kim quang đột nhiên phóng lên trời. Đúng là Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long phóng lên trời. Nó vắt ngang trước người Tiểu Bạch và Nhị Nha, lòng nhãn to lớn căm tức nhìn Dịch Thủy Hàn. Trên bầu trời, Dịch Thủy Hàn nhìn Thái Cổ Chân Long, mặt không biểu tình. Huyết mạch Thái Cổ Chân Long thuần chính, rất hiếm thấy. Nếu như ngươi và ta đồng cấp, ta thật sẽ sợ ngươi ba phần, nhưng đáng tiếc, ngươi bây giờ, đối với ta mà nói, giống như con sâu cái kiến. Nói xong, bàn tay như ngọc trắng của nàng nhẹ nhàng nâng lên, trong chốc lát. Một cỗ uy áp cường đại từ bầu trời thổi quét xuống, cỗ uy áp này càng ngày càng mạnh, cuối cùng hội tụ thành một dòng lũ lớn đánh về phía Thái Cổ Chân Long. Trong mắt Thái Cổ Chân Long tràn đầy lệ khí, theo tiếng gầm lên giận dữ, Thái Cổ Chân Long phóng lên trời, trực tiếp đánh về phía uy áp. Ầm, toàn bộ bầu trời run lên kịch liệt, thoáng qua, một tiếng kêu rên vang vọng lên. Đúng là của Thái Cổ Chân Long. Sau khi uy áp cường đại oanh lên người Thái Cổ Chân Long, lân phiến quanh người nó nổ tan. Thái Cổ Chân Long nguyên bản đã bị trọng thương, hiện tại lại lọt vào Dịch Thủy Hàn toàn lực công kích, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng nó không có lùi lại. Không có lùi lại chút nào. Từng cỗ uy áp cường đại không ngừng chấn động về phía bầu trời. Từ đầu đến cuối, đầu lâu của Thái Cổ Chân Long không có thấp qua. Cả đời này, nó chỉ cúi đầu với hai người, một cái là Nhị Nha, một cái là Tiểu Bạch. Không cúi đầu, không lùi bước. Trên bầu trời, Thái Cổ Chân Long không sợ chết một lần lại một lần đánh về phía Dịch Thủy Hàn. Nhưng đổi lấy là một lần lại một lần trọng thương. Trên đỉnh núi, Nhị Nha gắt gao nhìn chân trời, nàng muốn ra tay, nhưng nàng không thể, nàng không có khả năng rời xa Tiểu Bạch. Mục tiêu chân chính của tất cả mọi người đều là Tiểu Bạch. Bên cạnh Nhị Nha, Tiểu Bạch muốn xông qua, nhưng bị Nhị Nha gắt gao ngăn cản. Ngay lúc này, trong đám mây, một quái vật khổng lồ từ bầu trời rơi xuống. Quái vật khổng lồ này đúng là Thái Cổ Chân Long. Tuy Thái Cổ Chân Long cường hãn, nhưng nó và Dịch Thủy Hàn chênh lệch cảnh giới quá lớn. Căn bản không phải đối thủ. Một kích đánh bại Thái Cổ Chân Long, Dịch Thủy Hàn lập tức nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch. Dịch Thủy Hàn gắt gao nhìn Tiểu Bạch đang khóc. Thương tâm, ha ha, còn có càng thương tâm hơn nữa. Ta muốn tự tay giết chết hết thảy người có liên quan tới nàng, ta muốn cho bọn ngươi, từng bước chết thảm, kể cả linh tổ ngươi. Thế nhân không dám giết linh tổ, nhưng hôm nay Dịch Thủy Hàn ta muốn thử một chút. Nói xong, thân hình nàng run lên, bay thẳng về phía Tiểu Bạch cùng Nhị Nha. Đúng lúc này, phía Thái Cổ Chân Long đã hấp hối đột nhiên xông tới. Trong mắt Dịch Thủy Hàn hiện lên sát ý lạnh lẽo, tay phải nàng cách không nắm đầu rồng. Ca sát. Đầu Thái Cổ Chân Long rạn nứt, máu tươi như nước suối bắn ra. Trên bầu trời, khóe miệng Dịch Thủy Hàn cười lạnh. Ta còn chưa giết chân long qua, hôm nay liền thử xem. Nói xong, tay phải nàng chậm rãi nắm lại. Ca sát. Không gian bốn phía bỗng nhiên run lên. Ca sát. Bốn phía Dịch Thủy Hàn, vô số không gian vặn vẹo rạn nứt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại như thủy triều thổi quét về phía Thái Cổ Chân Long. Nhìn cỗ lực lượng kia tấn công tới, trong mắt Thái Cổ Chân Long đã hấp hối xuất hiện vẻ đau thương.
Nó quay đầu nhìn thoáng qua Nhị Nha và Tiểu Bạch, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Bảo hộ Tiểu Bạch, bằng hữu. Ở trong lòng Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long, Tiểu Bạch là linh tổ, nhưng cũng là bằng hữu. Đặc biệt là Thái Cổ Chân Long, từ lúc Tiểu Bạch cho nó một mảnh nhỏ trái cây, nó cũng đã coi Tiểu Bạch là bằng hữu rồi. Tình bạn, có khi, tình bạn chính là đơn giản như vậy. Phía dưới, đằng sau Nhị Nha, Tiểu Bạch dùng sức đong đưa cánh tay nàng, muốn Nhị Nha đi cứu Thái Cổ Chân Long. Nhị Nha nhìn chằm chằm bầu trời, nàng muốn cứu, thế nhưng bên cạnh còn có một lão giả đang ngó chừng nàng và Tiểu Bạch. Chỉ cất nàng ra tay, Tiểu Bạch liền xong đời. Thế nhưng nàng thật sự rất muốn đi cứu, bởi vì không cứu, con rồng ngu xuẩn kia có thể sẽ chết. Thế nhưng đi cứu, Tiểu Bạch khả năng sẽ bị người khác bắt đi. Hai mắt Nhị Nha chậm rãi đóng lại, ra ra, ta nên làm cái gì bây giờ? Ông! Ngay lúc này, một tiếng kiếm minh từ sâu trong lòng đất vang lên, thoáng qua, một đạo kiếm quang xé tan đại địa, từ trong đại địa phóng lên trời. Nhị Nha mở choàng mắt, nhìn về phía xa, không chỉ Nhị Nha, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về chỗ tiếng kiếm minh truyền đến. Chỗ đó, một thanh niên đột ngột từ mặt đất bay lên, thẳng vào mây xanh, tốc độ rất nhanh, thanh niên xuất hiện ở trước mặt Thái Cổ Chân Long. Siêu, siêu. Theo hai đạo kiếm quang ở trên không trung giao thoa, Dịch Thủy Hàn thả ra uy áp lập tức bị xé tan thành phấn. Trên bầu trời, hai mắt Dịch Thủy Hàn híp lại. Kiếm thật tốt, mạnh hơn lúc trước, như vậy càng có ý tứ. Phía dưới, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dịch Thủy Hàn. Cho chút thời gian, không có vấn đề chứ. Khóe miệng Dịch Thủy Hàn nhếch lên. Có thể, sau khi ngươi xuất hiện, ta tin tưởng nữ nhân kia khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Nữ nhân kia, hiển nhiên là chỉ Thiên Tú. Lúc trước nàng bị Thiên Tú vũ nhục như vậy, này đã trở thành tâm bệnh của nàng, tâm kết này nếu không diệt trừ, cả đời nàng không cách nào lại tiến nửa tấc. Lúc này nàng đi ra, mục đích thực sự không phải linh tổ, mà là Dương Diệp và Thiên Tú. Dương Diệp quay người nhìn Thái Cổ Chân Long, tâm của hắn khó hiểu tê dần. Thảm! Thái Cổ Chân Long đã bị đánh biến hình, lân phiến toàn thân không có một miếng tốt, đặc biệt là đầu rồng, đã vỡ ra, cái tổn thương này quá nặng. Có thể nói, cách cái chết chỉ kém một hơi. Dương Diệp đi tới trước mặt Thái Cổ Chân Long, chìa tay nhẹ nhàng sờ lên long giác, sau đó nói khẽ. Cảm ơn! Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nàng ôm Dương Diệp khóc, sau đó Tiểu Trảo nhẹ nhàng sờ lên long giác của Thái Cổ Chân Long. Tay phải Dương Diệp vung lên, đưa Thái Cổ Chân Long vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi đưa Thái Cổ Chân Long đến Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới mặt đất, giờ phút này Tiểu Ngưu nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Khí tức rất yếu, vô cùng yếu. Nếu như Thái Cổ Chân Long còn một hơi, như vậy Tiểu Ngưu chỉ còn không đến nửa hơi rồi. Nửa hơi. Nhục thể của Tiểu Ngưu so sánh với Thái Cổ Chân Long vẫn kém không ít, nó căn bản không chịu nổi Dịch Thủy Hàn công kích. Nhìn thấy hình dạng của Tiểu Ngưu, Tiểu Bạch khóc lên, nàng ôm cổ của Dương Diệp thật chặt, thân hình đang không ngừng rung động. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tiểu Ngưu, hắn nhìn thoáng qua thân thể nó, thần sắc biến thành âm trầm. Thương thế kia của Tiểu Ngưu, sợ là Hồng Mông Tử Khí cũng không trị liệu được. Như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, giờ phút này An Nam Tĩnh một người đang đối mặt mấy vị cường giả phá giới cảnh, An Nam Tĩnh cũng bị thương rất nghiêm trọng, có thể nói, bất kể là An Nam Tĩnh hay Kiếm U, Kiếm Kinh, Thái Cổ Lệ Hổ, tình cảnh của bọn hắn đều vô cùng không ổn. Sở dĩ còn có thể chống đỡ, toàn bộ nhờ ba bộ kiếm trận cường đại của Kiếm Kinh kiềm chế. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, nói. Khí. Trong hư không, khóe mắt An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau một khắc, bàn tay như ngọc trắng của nàng điểm một cái, rất nhanh, một tia khí màu trắng trực tiếp xông vào trong cơ thể Dương Diệp. Vĩnh hằng chi khí. Tay phải Dương Diệp vung lên, đưa Tiểu Ngưu vào trong Hồng Mông Tháp, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Đi vào giúp chúng nó. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Chỉ dựa vào Hồng Mông Tử Khí, căn bản không cứu được Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long. Tăng thêm vĩnh hằng chi khí có lẽ có thể thử một chút. Nhưng cuối cùng có thể cứu hay không, trong lòng hắn không có ngọn nguồn. Bởi vì thương thế của Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long quá nặng. Tại chỗ, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Nhị Nha trên đỉnh núi. Sao thế?
Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó chân nàng đá đá nam tử đứt tay trước mặt. Lão nhân kia nói ra hỏa này đến từ hoang tộc, nói chúng ta không thể giết hắn, Dương ca ca người thấy thế nào? Dương Diệp đang muốn nói, cách đó không xa, lão giả áo xám kia đột nhiên nói. Dương Diệp, hắn chính là tam điện hạ của hoang tộc ta, ngươi. Dương Diệp nhìn cũng chưa từng nhìn lão giả kia, mà ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Giết! Khóe miệng Nhị Nha nổi lên dữ tợn quỷ dị, sau một khắc, nàng trực tiếp há miệng ra khẽ hấp. Suy! Một cỗ hấp lực trực tiếp hút nam tử đứt tay kia vào trong cơ thể của Nhị Nha. Ăn tươi! Cứ như vậy, nam tử đứt tay kia bị Nhị Nha ăn tươi rồi. Nhìn thấy một màn này, trong mắt lão giả tràn đầy kinh hãi. Ngươi đến tột cùng là vật gì? Nhị Nha ợ một cái, sau đó nhìn về phía lão giả áo xám kia. Lão bất tử, nếu không phải ngươi, tiểu ngưu cùng con rồng ngu xuẩn kia sẽ không như vậy, hôm nay ta muốn ăn sống ngươi. Lão giả không dám khinh thường, hai tay nắm chắc thành quyền, sau đó hai đấm mãnh liệt xuất kích. Rầm rầm, theo hai tiếng nổ vang, lão giả bị đập bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Nhị Nha cũng không dừng tay, lần nữa vọt về phía lão giả kia. Phía dưới, Dương Diệp từ trên người Nhị Nha thu hồi ánh mắt, sau một khắc, hắn xuất hiện ở trước mặt Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Được một thanh thần kiếm, không tệ không tệ, so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít, đến, để cho ta nhìn xem, Dương Diệp ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Ngươi! Nói đến đây, thanh âm của Dịch Thủy Hàn đột nhiên im bặt, hai tay nàng chảo về phía trước. Một chảo này, trực tiếp nắm hai chuôi kiếm. Đúng là hai thanh phi kiếm của Dương Diệp. Hai thanh phi kiếm kia, đối với Dịch Thủy Hàn một chút uy hiếp cũng không có. Hai tay Dịch Thủy Hàn mãnh liệt ném một cái, hai thanh phi kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang bay ngược về, tốc độ nhanh hơn Dương Diệp thi triển vài phần. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, bước ra hai bước, lúc này kiếm hồ lô bên hông hắn khẽ run lên, ngay sau đó, hai chuôi kiếm bị hút vào kiếm hồ lô. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dịch Thủy Hàn. Cường giả tứ giới, vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút, Dương Diệp ta có thể giết tứ giới hay không? Đối diện Dương Diệp, hai tay Dịch Thủy Hàn thả lỏng phía sau, chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Tứ giới, ha ha, con sâu cái kiến rốt nát, ngươi có biết, mấy trăm năm trước ta đã đạt tới tứ giới, mặc dù bây giờ không bước vào ngũ giới, nhưng ta là tứ giới bình thường sao? Nói đến đây, Dịch Thủy Hàn ngừng lại nói. Dương Diệp, ta một tay sáng tạo tiên phủ hủy ở trong tay ngươi, hôm nay, ta muốn ngươi hoàn trả gấp trăm lần. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, trong chốc lát, thiên địa đột nhiên hư ảo trong suốt. Đây cũng không phải lực lượng vĩnh hằng chi giới có thể chịu đựng. Cỗ lực lượng này, đủ để đơn giản phá hủy hết thảy không gian à quy luật của vĩnh hằng chi giới. Đối diện Dịch Thủy Hàn, hai mắt Dương Diệp híp lại. Ở trong kiếm hồ lô, kiếm sát dần dần rung động. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Thủy Hàn đột nhiên mở mắt, sau một khắc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như nhìn thấy cái gì, trên mặt nàng đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn cùng điên cuồng. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, thân hình của nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Chạy! Nữ nhân này chạy, làm cái quỷ gì? Dương Diệp chau mày, qua một hồi lâu, thấy nữ nhân kia không có xuất hiện, Dương Diệp liền không quản nữa, mà quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Giờ phút này, An Nam Tĩnh đang bị 7-8 cường giả vây công, ở dưới 7-8 cường giả vây công, An Nam Tĩnh đã bắt đầu rút lui, không chỉ như thế, toàn thân còn thụ thương không nhẹ. Dương Diệp bước ra một bước. Xuy. Một luồng kiếm quang đột nhiên lóe lên, sau lưng An Nam Tĩnh, một tên cường giả tam giới đang muốn ra tay. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, mãnh liệt quay đầu, vừa quay đầu, một tia kiếm quang lóe lên ở cổ họng hắn. Xuy. Hai mắt của cường giả này trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhanh, thật nhanh. Kiếm này hắn đến chết cũng không kịp phản ứng. Một kiếm miểu sát cường giả kia, lại một thanh phi kiếm lóe lên, thoáng qua, ở bên phải An Nam Tĩnh, lại một cường giả đầu bay ra ngoài. Xuất kỳ bất ý. Ở dưới loại xuất kỳ bất ý này, Dương Diệp miểu sát hai tên cường giả tam giới. Giờ khắc này, những cường giả kia nhao nhao chú ý tới Dương Diệp. Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh An Nam Tĩnh,
hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. Còn có thể chiến không? An Nam Tĩnh nhìn hắn một cái, sau một khắc, nàng bay thẳng về phía một tên cường giả tam giới. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Giết, giết đến đỉnh phong bất bại. Nói xong, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Ở trong một mảnh hư không vô tận, Dịch Thủy Hàn một đường chạy như điên, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua không gian sụp đổ. Không biết trải qua bao lâu, Dịch Thủy Hàn ngừng lại, ở trước mặt nàng không xa, đứng một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận. Lúc này, tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Dịch Thủy Hàn. Tìm ta. Tiểu nữ hài không phải người khác, đúng là Thiên Tú. Dịch Thủy Hàn nhìn Thiên Tú hồi lâu, sau đó nói. Không phải bản thể. Thiên Tú trước mắt này, cũng không phải bản thể, chỉ là một hình chiếu, ngay cả phân thân cũng không tính. Thiên Tú nhìn Dịch Thủy Hàn. Tìm ta. Dịch Thủy Hàn không yếu thế chút nào đối Thiên Tú mặt. Phải, Thiên Tú nhẹ gật đầu. Ta ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chờ ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua phía dưới, ánh mắt xuyên toa không gian, rất nhanh, nàng nhìn thấy nàng muốn thấy được. Thời gian dần trôi qua, thân thể Thiên Tú dần dần hư ảo. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Hai mắt Dịch Thủy Hàn chậm rãi đóng lại. Nàng tự nhiên biết chỗ kia. Nàng thật không ngờ, đối phương đã đi chỗ kia. Qua hồi lâu, Dịch Thủy Hàn mở mắt, sau đó thân hình run lên, biến mất ở trong hư không mịt mờ. Thẳng đến Vĩnh Hằng Chi Hà. Theo Dịch Thủy Hàn rời đi, tăng thêm sự gia nhập của Dương Diệp, cục diện trong sân đã thay đổi. Phía dưới, trong đám mây thỉnh thoảng có kiếm quang xẹt qua, mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua, đều làm cho các cường giả sợ mất mật. Kiêng kỵ, cực kỳ kiêng kỵ. Từ khi Dương Diệp xuất hiện, phi kiếm mỗi một lần của hắn ra hồ lô, đều sẽ có một tên cường giả tam giới vẫn lạc. Hiện tại còn tốt, mọi người đã có phòng bị, phi kiếm của Dương Diệp không dễ dàng có thể đơn giản miểu sát như vậy. Nhưng này rất tiêu hao tâm thần của mọi người, bởi vì mọi người không thể không thả đại bộ phận tinh lực lên người Dương Diệp. Hơn nữa phòng được một thanh phi kiếm, nhưng hắn có hai thanh phi kiếm A. Trốn được một thanh, nhưng tránh không thoát hai thanh. Xùy. Theo một đạo kiếm quang xé rách đám mây, một tên cường giả tam giới đầu bay ra ngoài. Dương Diệp đang định thi triển phi kiếm lần nữa, đúng lúc này, mấy cường giả phá giới cảnh lao về phía Dương Diệp. Trước đối phó Dương Diệp, nhìn mấy cường giả phá giới cảnh kia mãnh liệt bắn đến, Dương Diệp mặt không biểu tình, thời điểm mấy cường giả kia cách hắn vài trượng, trong lòng bàn tay của Dương Diệp, xuất hiện một thanh kiếm. Sát! Sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên. Xùy, đạo kiếm quang hiện lên, chỗ đi qua không gian lập tức hóa thành hư vô, hai tên cường giả xông lên trước nhất lập tức bị đạo kiếm quang này chém thành hai nửa. Còn dư lại mấy cường giả phá giới cảnh kia trực tiếp ngây dại. Miểu sát, cứ như vậy bị Dương Diệp miểu sát. Đúng lúc này, hai đạo phi kiếm kích xạ ra. Đối diện Dương Diệp, một cường giả phá giới cảnh đầu bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Rút lui. Lúc này, trong chàng không biết ai nói một câu, trong nháy mắt, vô số cường giả nhao nhao bỏ chạy. Trốn. Giờ khắc này, những người kia không còn chiến ý trong đầu. Mỗi một đạo phi kiếm của Dương Diệp, đều là thuấn sát. Chiến như thế nào? Căn bản chiến không được. Trong chàng, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đuổi theo. Dương Diệp lắc đầu. Kỳ thật, đừng nhìn vừa rồi hắn giết cường giả tam giới như giết chó. Mới đầu là vì xuất kỳ bất ý, cho nên mới miểu sát vài tên, còn bây giờ, những người kia đều đã có phòng bị, còn muốn miểu sát, rất khó. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, âm thầm còn có rất nhiều người đang dòm ngó. Hơn nữa, An Nam Tĩnh, Kiếm Kinh, Kiếm U, còn có Thái Cổ Lệ Hổ đã bị trọng thương. Lại đánh tiếp, chỉ biết lưỡng bại câu thương, cũng không phải hắn sợ, nhưng không thể kéo Kiếm U, Kiếm Kinh còn có An Nam Tĩnh chết theo. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn không dùng vạn giới đồ phong tỏa những cường giả kia. Rất nhanh, trên không kiếm khư chi địa dần dần bình tĩnh lại. Dương Diệp quay đầu nhìn xuống phía dưới, chỗ đó Nhị Nha đang cùng lão giả áo xám kia đại chiến. Dương Diệp đang muốn ra tay, nhưng Kiếm Kinh ngăn trở hắn. Chờ chút. Dương Diệp do dự, sau đó nhẹ gật đầu. Phía dưới, thời khắc này Nhị Nha đang ôm mộ bia điên cuồng nện. Lực lượng. Lực lượng thuần túy.
Lực lượng của nhị nha quá mức khủng bố, mỗi một lần mộ bia rơi xuống, đều làm cho thiên địa run lên kịch liệt. Ở trước mặt lực lượng kinh khủng của nhị nha, lão giả áo xám kia căn bản không dám cùng nhị nha cứng đối cứng. Điều này làm cho hắn chỉ có thể bị động phòng ngự và trốn tránh, có thể nói, thời khắc này lão giả áo xám đã bị nhị nha toàn diện áp chế. Nhị nha tức giận. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Rất tức giận. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, ở trong mắt của đám người Dương Diệp, lão giả áo xám bị nhị nha nện bay ra ngoài. Thoáng qua, lão giả áo xám kia muốn chạy trốn, nhưng đúng lúc này, nhị nha đột nhiên buông mộ bia, cách không oanh một quyền. Một cỗ lực lượng cường đại từ trên nắm tay nhị nha cuồn cuộn quét ra, cỗ lực lượng này tựa như núi lửa vạn năm bộc phát. Lão giả áo xám bị một quyền này đánh đến vạn trượng, cuối cùng bị nện rơi trên mặt đất. Lão giả áo xám vừa muốn đứng lên, nhị nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân dẫm lên ngực đối phương. Lão giả áo xám không cách nào nhúc nhích. Nhị nha nhìn lão giả áo xám, liếm môi một cái, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người Dương Diệp, nàng há mồm khẽ hấp, hút lão giả áo xám kia vào bụng. Nuốt sống. Cứ như vậy nuốt sống. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Kiếm Kinh và Kiếm U đều ngưng trọng lên. An Nam Tính cũng nhìn không được nhìn thoáng qua nhị nha, tiểu cô nương này ăn thịt người. Còn ăn sống. Trong lòng Dương Diệp cũng khiếp sợ, hắn chỉ biết nhị nha thích ăn yêu thú, nhưng hắn không nghĩ tới, nhị nha ngay cả người cũng ăn. Ăn tươi. Nhị nha này rốt cuộc là cái quỷ gì? Lúc này nhị nha đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương ca ca, ta còn đói, Dương Diệp. Nhị nha đột nhiên lắc đầu. Trước không ăn, ta đi thăm con trâu và xuẩn long kia. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong tràng, trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Không sao. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó tay phải vung lên, đưa tất cả mọi người vào trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp mang theo mọi người đi tới trước mặt Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long, giờ phút này Tiểu Bạch đang trị liệu cho bọn hắn. Có Hồng Mông Tử khí cùng Vĩnh Hằng chi khí, Tiểu Ngưu cùng Thái Cổ Chân Long xem như kéo lại được cái mạng. Hai thánh khí chữa thương mạnh nhất thế gian. Có thể nói, nếu như không phải Hồng Mông Tử khí và Vĩnh Hằng chi khí tồn tại, Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long thật sẽ chơi xong. Dù như vậy, tình huống của Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long cũng không phải quá tốt. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch lập tức bay đến trên vai của hắn, sau đó Tiểu Trảo chỉ Tiểu Ngưu cùng Thái Cổ Chân Long cách đó không xa. Dương Diệp nói khẽ, không có chuyện gì đâu, chúng đều sẽ khỏe lại. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó nó nhìn về phía Thái Cổ Lệ Hổ không có bị dịch thủy hàn nhằm vào, bởi vậy tình huống tốt hơn nhiều. Bất quá trong mắt Tiểu Bạch vẫn mang theo quan tâm. Thái Cổ Lệ Hổ nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, khẽ lắc đầu. Không sao. Tình huống của nó, xác thực không tính quá quan trọng. Thái Cổ đại yêu chúng nó, bản lãnh lớn nhất chính là chịu đòn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trận chiến này, bên bọn hắn trừ hắn ra, hầu như tất cả mọi người đều trọng thương. Dương Diệp trầm giọng nói. Mọi người hảo hảo chữa thương, sự tình còn lại liền giao cho ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kiếm U. Chuyện hôm nay, đa tạ. Kiếm U lắc đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói. Ta có thể nhìn thanh kiếm kia một chút không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, kiếm sát lập tức từ trong kiếm hồ lô vọt ra, sau đó rơi vào trước mặt Kiếm U. Kiếm U nhìn kiếm sát hồi lâu, sau đó nói. Hảo kiếm. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bảo trọng. Nói xong, nàng rời Hồng Mông Tháp, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong Hồng Mông Tháp, bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh nói khẽ. Nàng rốt cuộc giải thoát rồi. Ta tin tưởng, kiếm đạo của nàng sẽ càng ngày càng mạnh. Dương Diệp nói khẽ. Bởi vì đã không có trói buộc và trách nhiệm, đúng không? Kiếm Kinh gật đầu. Kiếm ra nàng mấy đời trách nhiệm, rốt cuộc tháo xuống. Nói xong, nàng nhìn về phía kiếm sát cách đó không xa. Không nghĩ tới, thanh kiếm này sẽ rơi vào tay của ngươi. Cường giả tam giới, đối với ngươi cơ bản không còn uy hiếp. Coi như là cường giả tứ giới, sợ là cũng khó có thể tạo thành uy hiếp quá lớn.
Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cường giả tứ giới, mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Ta vẫn còn quá yếu. Nói xong, hắn đi tới trong phòng tu luyện. Ở trước mặt hắn, lơ lửng ba chuôi kiếm, kiếm tổ, kiếm thủ, kiếm sát. Thời điểm ở sâu dưới lòng đất, hắn đã có một ý nghĩ này chính là, có thể để ba thanh kiếm hợp nhất hay không? Ba phi kiếm hợp nhất. Ý nghĩ này kỳ thật là được, nhưng vừa rồi hắn muốn ở bên ngoài thực hiện, lại phát hiện tối đa chỉ có thể hai kiếm hợp nhất. Kiếm sát, tuy có thể tiến vào kiếm hồ lô, nhưng nó bài xích kiếm hồ lô căn bản không có cách thúc giục nó. Không chỉ bài xích kiếm hồ lô, còn bài xích kiếm tổ và kiếm thủ. Mà kiếm tổ cùng kiếm thủ cũng không nguyện ý tiếp xúc kiếm sát, bởi vì kiếm quang của nó quá mạnh, tới gần nó, linh trí sẽ bị hao tổn. Kỳ thật, không chỉ kiếm tổ cùng kiếm thủ, ngay cả kiếm hồ lô cũng không muốn kiếm sát tiến vào. Thanh kiếm này, quá ác liệt, quá mũi nhọn. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp thả kiếm sát ở một bên, sau đó ánh mắt rơi vào trên kiếm tổ và kiếm thủ. Hai kiếm hợp nhất. Dương Diệp tâm niệm vừa động, hai thanh kiếm lập tức tiến vào trong kiếm hồ lô, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ trong kiếm hồ lô bắn nhanh ra. Một đạo kiếm quang, hai thanh kiếm. Thuấn phát. Uy lực cường đại hơn nhiều, nhưng tốc độ giảm xuống. Bởi vì hắn cần trong nháy mắt tế ra hai thanh phi kiếm, đây đối với tâm thần tiêu hao tự nhiên càng lớn. Bất quá với Dương Diệp mà nói, vấn đề này không lớn. Luyện. Điên cuồng luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đám người An Nam Tĩnh bắt đầu chữa thương, mà Dương Diệp thì điên cuồng luyện phi kiếm của hắn. Cứ như vậy, uy lực phi kiếm của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Báo thù. Thời điểm thương thế của đám người An Nam Tĩnh tốt lên, chính là ngày hắn phục thù. Lúc này đây các cường giả Vĩnh Hằng chi giới vây công hắn, làm cho đám người An Nam Tĩnh bị thương thật nặng, đặc biệt là Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long. Càng là thiếu chút nữa vẫn lạc. Thù này, sao có thể không báo? Trong Hồng Mông Tháp, An Nam Tĩnh và Kiếm Kinh ở dưới Hồng Mông tử khí trị liệu, thương thế đã dần dần khôi phục. Nghiêm trọng nhất Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long cũng khôi phục một chút, lần này Tiểu Bạch lấy ra hết Hỗn Nguyên Quả, phân cho Thái Cổ Chân Long, Tiểu Ngưu, Thái Cổ Lệ Hổ còn có Vũ Kỳ Lân. Tuy trái cây rất nhỏ, nhưng bốn Thái Cổ Đại Yêu nhìn thấy trái cây, đều kích động không thôi. Sau khi dùng Hỗn Nguyên Quả, bốn Thái Cổ Đại Yêu đều chậm rãi phát sinh biến. Hóa. Tiểu Bạch thì vụng trộm đi tới phía sau núi Kiếm Tông, đây là một rừng trúc, ở sâu trong rừng trúc, Tiểu Bạch đi tới một chỗ, ở trước mặt nàng là hai cây nhỏ, cũng không lớn, chỉ cao chừng người trưởng thành. Hai cây toàn thân óng ánh, tựa như băng tinh, đặc biệt là lá cây, dịch thấu trong suốt, rất đẹp mắt. Ở trên hai thân cây, có hai quả lớn bằng ngón cái, Hỗn Nguyên Quả. Bốn quả cây kia là Hỗn Nguyên Quả. Nếu để cho thế nhân biết nơi này có bốn trái Hỗn Nguyên Quả, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Như Vũ Nghịch nói, thế gian này, Hỗn Nguyên Quả tuyệt đối không cao hơn 5 quả. Mà chỗ Tiểu Bạch lại có 4 quả, hơn nữa nhìn bộ dạng, sau này khẳng định còn sẽ có càng nhiều. HCI cây này, đúng là Tiểu Bạch dùng hạt giống của hai quả kia trồng ra. Đương nhiên, chúng có thể lớn lên. Này không thể ly khai công lao của Tiểu Bạch. Từ lúc trước cơ đến bây giờ, mỗi ngày Tiểu Bạch đều trợ giúp hai hạt giống thăng linh, không chỉ như thế, còn dùng Hồng Mông tử khí và Vĩnh Hằng chi khí mỗi ngày ân cần săn sóc. Dưới loại tình huống này, hai hạt giống dần dần nảy mầm, sau đó chậm rãi trưởng thành, hơn nữa còn kết quả, này làm Tiểu Bạch sướng đến phát rồ. Vì vậy nàng càng thêm tò mò. Cây càng lúc càng lớn, trái cây cũng càng ngày càng nhiều. Hỗn Nguyên Thụ. Kỳ thật, hai hạt giống này có thể lớn lên, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì Tiểu Bạch. Linh Tổ. Nếu như không có Tiểu Bạch, coi như là lão giả đeo giỏ trúc kia, cũng không có năng lực nghịch thiên như thế, đừng nói lão giả đeo giỏ trúc, coi như là bất luận kẻ nào, cũng không có loại năng lực kia. Chỉ có tồn tại như Tiểu Bạch, có năng lực thăng linh, mới có thể bồi dưỡng được hai hạt giống kia. Tiểu Trảo nàng nhẹ nhàng sờ lên hai cây nhỏ, cái miệng nhẹ nhàng phun ra, trong chốc lát. Vô số linh khí lập tức lao tới, cùng lúc đó, vô số Hồng Mông tử khí cũng liên tục không ngừng tụ đến. Không chỉ như thế, Tiểu Bạch còn gọi Vĩnh Hằng chi khí qua, vòng quanh hai cây. Khi Vĩnh Hằng chi khí xuất hiện, hai cây lập tức rung động nhẹ nhẹ. Mà bốn trái cây tựa hồ hơi lớn hơn một chút. Nhìn thấy một màn này,
ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, tiếp tục phun linh khí. Đột nhiên, Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Bạch, Nhị Nha nhìn thoáng qua hai cái cây kia, sau đó nói. Tiểu Bạch, có thể ăn chưa? Nói xong, nàng liếm môi một cái. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Nhị Nha, sau đó lắc đầu, tiểu chảo nhẹ nhàng quơ quơ, tỏ vẻ phải đợi lớn hơn một chút. Nhị Nha có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu, bởi vì nàng cảm thấy quả này xác thực quá nhỏ, không đủ nhét kẽ răng. Cứ như vậy, không biết trải qua bao lâu, tựa hồ Tiểu Bạch hơi mệt mỏi, nàng vỗ vỗ tiểu chảo, sau đó xoay người nhún nhảy một cái, biến mất ở xa xa. Tiểu Bạch đi rồi, Kiếm Kinh đi tới trước hai cây nhỏ. Nhìn hai cây kia hồi lâu, Kiếm Kinh nói khẽ. Hỗn Nguyên Thụ, nếu như cây này xuất hiện ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ, bao nhiêu đại yêu sẽ điên cuồng. Nói xong, nàng lắc đầu. Yêu nghiệt, Kiếm Kinh quay người biến mất ngay tại chỗ. Trong đám mây, hai mắt Dương Diệp khép hờ, khí tức nội liếm, cùng thiên địa hòa làm một thể. Đột nhiên, ông, một tiếng kiếm minh vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang kích xạ qua. Ở ngoài ngàn dặm, một đám mây đột nhiên nổ bể ra. Kiếm quang tản đi, hai thanh kiếm lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Hai thanh kiếm trùng điệp, một đỏ một vàng. Đột nhiên, hai thanh kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, thoáng qua, kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp khẽ run lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ trong kiếm hồ lô bắn nhanh ra, một đạo kiếm quang bay về phía bên trái, mà đổi thành một đạo kiếm quang thì bay về phía bên phải. Hai thanh phi kiếm, phương hướng khác nhau. Trong đám mây, hai thanh phi kiếm khi thì song song, khi thì giao thoa, khi thì tung hoành, cứ như vậy, toàn bộ bầu trời trải rộng kiếm quang. Bây giờ hai đạo phi kiếm này của Dương Diệp, uy lực so với lúc trước lại mạnh mẽ hơn không ít, đặc biệt là lúc hai đạo phi kiếm trùng điệp, uy lực kia, có thể đơn giản miểu sát một vị cường giả tam giới, dù đối phương có chuẩn bị, cũng sẽ bị miểu sát. Hiện tại hắn có lòng tin này. Mà bây giờ, át chủ bài chân chính của hắn không phải phi kiếm, mà là kiếm vực. Kiếm vực tăng thêm kiếm sát. Hắn bây giờ có thể thi triển ra tứ kiếm kiếm vực, nếu như dốc sức liều mạng, có thể thi triển ngũ kiếm, bất quá kiếm ngũ kiếm hắn sẽ không dễ dàng thi triển. Khi hắn thi triển kiếm thứ 5, có thể nói là thời điểm đồng quy vô tận. Lúc kia, là tuyệt cảnh. Mà bây giờ, tứ kiếm kiếm vực của hắn, tăng thêm kiếm sát, có thể nói. Coi như là cường giả tứ giới cũng có thể chém giết. Mà cường giả tam giới, sợ là một kiếm cũng không tiếp nổi. Thời điểm Dương Diệp cầm thanh kiếm kia, hắn chính thức cảm nhận được thanh kiếm này khủng bố, loại kiếm này, thật sự đã vượt ra phạm trù của kiếm. Đã không thể đơn thuần sử dụng kiếm để cân nhắc thanh kiếm này. Mà sau khi kiếm thủ và kiếm tổ nhìn thấy thanh kiếm này, cũng có mục tiêu của mình, phải nói đã có một phương hướng. Trong đám mây, Dương Diệp thu hồi hai thanh kiếm, trong tay hắn đang nắm kiếm sát. Kiếm sát, Hồng Mông Tháp cũng không muốn để nó ở chỗ này. Giết linh, từ trình độ nào đó mà nói, kiếm sát có được năng lực của Tiểu Bạch, chỉ có điều nó chỉ có phá hư, mà không có năng lực tăng phúc. Hơn nữa lực phá hoại của nó, từ trình độ nào đó mà nói, là không có kinh khủng như Tiểu Bạch, đương nhiên, đó là chỉ Tiểu Bạch ngày sau, Tiểu Bạch bây giờ, lực phá hoại còn không khủng bố như kiếm này. Sau khi Tiểu Bạch trở thành linh tổ, nhất niệm có thể hủy linh. Đương nhiên, cũng có thể nhất niệm thăng linh. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm trong tay, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Trong dãy núi, Dương Diệp đi tới chỗ của Tiểu Ngưu, lúc này Tiểu Ngưu đã có thể hành động, bất quá còn chưa khỏi hẳn. Tiểu Bạch cũng ở nơi đây, nhìn thấy Dương Diệp, ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, lập tức bay đến trên bả vai hắn, sau đó cái ót nhẹ nhàng cọ cọ Dương Diệp. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu nhìn Dương Diệp nhẹ gật đầu, đối với Dương Diệp, Tiểu Ngưu vẫn rất tôn kính. Không đơn thuần là bởi vì Tiểu Bạch, thực lực của Dương Diệp cũng cực kỳ cường đại. Cường giả mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ nhận được tôn trọng. Dương Diệp đi tới trước mặt, vỗ bờ vai của Tiểu Ngưu hỏi. Như thế nào? Tiểu Ngưu còn không nói chuyện, tiểu chảo của Tiểu Bạch lập tức vung múa. Dương Diệp cười cười. Đã khá hơn nhiều là tốt rồi. Tiểu Bạch bay đến trên đầu Tiểu Ngưu, vỗ vỗ cái sừng của nó, ý tứ là để cho Tiểu Ngưu dưỡng thương thật tốt, trong khoảng thời gian này không nên sằng bậy. Tiểu Ngưu đương nhiên sẽ không phản đối Tiểu Bạch, vội vàng gật đầu.
Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó bay đến trên vai Dương Diệp, Dương Diệp cười nói. Dưỡng thương thật tốt, sau này chúng ta cùng nhau chiến đấu. Tiểu Ngưu gật đầu, sau đó dương lên nắm đấm. Dương Diệp cười ha ha, mang theo Tiểu Bạch rời đi. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi tới đại điện của Nhị Nha, giờ phút này Nhị Nha đang ngồi xếp bằng ở trong đại điện, nhìn thấy Dương Diệp và Tiểu Bạch, Nhị Nha mở mắt, nhưng không có đứng lên. Ngay lúc này, Tiểu Bạch bay đến trước mặt Nhị Nha, Tiểu Chảo sờ đầu Nhị Nha, ở trên đỉnh đầu Nhị Nha, hai cái sừng đã lớn hơn rất nhiều, lúc trước chẳng qua là hai cái bao nhỏ, nhưng bây giờ, đã lớn như một quả đấm. Tiểu Bạch sờ lên sừng, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Bị Tiểu Bạch sờ soạng, cơ thể Nhị Nha hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Kỳ thật Tiểu Bạch không biết, đối với động vật có sừng, là không thể sờ loạn. Đương nhiên, dùng quan hệ của nàng và Nhị Nha, đừng nói sờ một cái, dù dùng sức bóp cũng không quan hệ. Dương Diệp nhìn thoáng qua đôi sừng, sau đó hỏi. Nhị Nha, đây là vật gì? Nhị Nha lắc đầu. Không biết, sau khi ta ăn hai người kia, chúng liền mọc dài hơn, lớn hơn một chút. Nói đến đây, Nhị Nha nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca ca, ta. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi. Nhị Nha do dự một hồi lâu, sau đó nói. Ta cảm thấy, ăn ngươi sẽ rất ngon. Dương Diệp. Tiểu Bạch ngây cả người, sau đó vội vàng lắc đầu, Tiểu Chảo chỉ Dương Diệp, tỏ vẻ cái này không thể ăn. Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Sẽ không ăn Dương ca ca, hơn nữa Dương ca ca rất lợi hại, ta đánh không lại hắn. Dương Diệp có chút im lặng, nhà đầu này, đánh không lại mình. Nếu như đánh thắng, vậy chẳng phải là sẽ ăn mình. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nhị Nha, có phải ngươi biến thành lợi hại hơn hay không? Nhị Nha nhẹ gật đầu. Ta rất lợi hại. Dương Diệp cười nói. Ta biết. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói. Nhị Nha, ngươi có thể không ăn thịt người không? Nhị Nha trừng mắt nhìn. Không thể ăn sao? Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Vậy, ăn ngon không? Nhị Nha liếm môi một cái. Giống như cũng không tệ lắm. Ân, Tiểu Bạch, ngươi cũng có thể thử xem. Có lẽ ngươi cũng thích ăn người. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ gật đầu, tỏ vẻ lần sau có thể thử xem. Lúc này Dương Diệp vỗ vào mông Tiểu Bạch. Không cho phép ăn người. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, tỏ vẻ vì cái gì? Dương Diệp nói. Ăn không ngon. Rất ngon à. Một bên Nhị Nha nói. Ta cảm thấy mùi vị còn không tệ. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, Tiểu Chảo chỉ Nhị Nha. Dương Diệp trừng mắt liếc Nhị Nha. Nhị Nha, người muốn ăn thịt người có thể, nhưng không thể dạy Tiểu Bạch ăn thịt người, biết không? Nhị Nha nhếch miệng. Dương ca ca, vì sao người có thể ăn yêu thú lại không thể ăn thịt người? Dương Diệp chỉ Tiểu Bạch. Nàng không phải yêu thú. Lúc này, Tiểu Chảo của Tiểu Bạch chỉ mình, tỏ vẻ mình có thể làm yêu thú. Dương Diệp. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giấc mộng của Nhị Nha ta chính là, ăn sạch những gì có thể ăn trong thiên hạ. Một bên, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó Tiểu Chảo vung múa, ý tứ của nàng là, nàng muốn thu bảo bối, tất cả bảo bối trong thiên hạ đều là của nàng. Dương Diệp. Hai lưu manh này. Dương Diệp rời khỏi địa bàn của hai tiểu lưu manh cấu kết với nhau làm việc xấu, hắn đi tới phi thăng đài. Trên phi thăng đài, Dương Diệp nhìn bầu trời, có chút mê mang. Rất mê mang. Ngay lúc này, một nữ tử mặc váy trắng xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng nắm tay Dương Diệp, nói khẽ. Làm sao vậy? Dương Diệp quay đầu, đây là một gương mặt tuyệt thế. Tô Thanh Thi người tới chính là Tô Thanh Thi. Dương Diệp nhẹ nhàng hôn Tô Thanh Thi một cái, sau đó nói. Thanh Thi. Hai ngày này lúc tu luyện, ta suy nghĩ, một mực suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Tô Thanh Thi nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta từ huyền giả đại lục bắt đầu, một đường đi tới, đoạn đường này, Dương Diệp ta là giết tới. Giết, ta một mực giết người, không phải người khác giết ta, chính là ta giết người khác. Ta một mực đang nghĩ, ta phải giết tới khi nào mới là phần cuối. Tô Thanh Thi trầm mặc. Nàng không cách nào trả lời vấn đề này. Dương Diệp lắc đầu cười cười.
Ngay từ đầu, mục tiêu của ta là bảo hộ mẫu thân cùng muội muội, nhưng sự thật luôn tàn khốc như vậy, người càng muốn, khả năng lại càng không có được, làm không được. Con đường đi tới này, ta giết rất nhiều người, rất nhiều, sau khi ra ngoài, ta còn phải giết người, tiếp tục giết người, người nói, ta rốt cuộc phải giết tới khi nào? Thật phải giết tới ngày ta vô địch sao? Tô Thanh Thi trầm mặc như trước. Giết người. Dương Diệp cười cười, sau đó lại nói. Đời này của Dương Diệp ta, giết người thật sự rất nhiều. Cả đời đều đang giết chóc, mà ta, thật không thích giết chóc. Nói như vậy, quả thực có chút buồn cười. Không thích giết người, nhưng vẫn đang giết chóc. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Nhưng như vậy thì có biện pháp gì? Ta không giết người khác liền muốn giết ta. Lúc này, Tô Thanh thì nói khẽ. Ta hy vọng ngươi sống tốt. Sống tốt. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm băng lãnh. Dương Diệp quay đầu, người tới chính là Kiếm Kinh. Kiếm Kinh đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp. Không thể không nói, ý tưởng của Ngô Y thật rất ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn. Dương Diệp nhìn Kiếm Kinh, chờ đợi nàng nói tiếp. Kiếm Kinh lại đi tới một bước, lúc này nàng cách Dương Diệp rất gần, nàng nhìn Dương Diệp. Ngươi có biết, chủ nhân trước của ta đã từng nói, vạn vật, kể cả người, sinh ra chính là một cuộc tu hành, thời điểm chúng ta đến thế giới này, tu hành của chúng ta đã bắt đầu. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Ngươi biết cái gì gọi là khôn sống ngu chết không? Dương Diệp nói. Xin chỉ giáo. Kiếm Kinh nói. Ngươi suy nghĩ một chút, từ khi ngươi thế giới tới này đến bây giờ, bao nhiêu người đã không còn? Hai tay Dương Diệp khẽ run lên. Bao nhiêu người? Có bao nhiêu người đã không còn? Khỏi cần phải nói, chỉ ở Huyền Giả Đại Lục, mẫu thân, Mạc Lão, Tần Bất Phàm, Ân Huyên Nhi, phụ thân của Tử Nhi Yêu Vương, Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng. Trừ lần đó ra, còn có Linh Giới, Tiểu Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới. Bao nhiêu người đã không còn? Rất nhiều. Những người này, đều không còn. Kiếm Kinh nói khẽ. Xã hội rất tàn khốc, cũng là thực tế. Cường giả sẽ càng chạy càng xa, kẻ yếu sẽ bị loại bỏ. Giống như ngươi từng dùng qua rất nhiều kiếm kỹ, quyền kỹ, pháp tắc, hiện tại sao ngươi không cần bọn nó? Bởi vì chúng nó không còn đủ mạnh rồi. Không đủ mạnh, cho nên bị ngươi đào thải. Dương Diệp ngươi cũng là một người thực tế, huống chi thế giới này. Không mạnh, không cần. Dương Diệp đắng chát cười cười, nguyên lai, mình cũng là một người thực tế. Lúc này, Kiếm Kinh lại nói. Đương nhiên, này cũng không sai. Người thường đi chỗ cao, người chỉ muốn qua cuộc sống bình thường, kỳ thật đều là đắm mình, không có tiền đồ. Cái gọi là bình thường, hơn nữa là bất đắc dĩ. Chỉ có loại người đã từng đứng ở đỉnh phong, bọn hắn mới có tư cách đi nói muốn qua cuộc sống bình thường, bởi vì bọn hắn nên có được đều đã có. Mà có người, bọn hắn không phải là muốn bình thường, mà là bọn hắn không thể không bình thường, bọn hắn không có bổn sự đi cải biến mình, để cho mình bất phàm. Nói đến đây, nàng đắng chát cười cười. Dương Diệp, người sống, không nên bình thường cả đời. Tu hành giả chúng ta, tuổi thọ vượt xa người bình thường, nhưng với chúng ta mà nói, lại rất ngắn. Người cả đời này, vẫn là liều mạng một chút mới tốt. Nếu như không liều mạng. Nói tới đây, nàng nhìn về phía Tô Thanh Thi, cười nói. Nói thực tế một chút, nếu Dương Diệp là một bao cỏ, là một phế vật, Thanh Thi muội tử sẽ coi trọng ngươi sao? Những nữ nhân khuynh quốc khuynh thành kia sẽ nhìn Dương Diệp ngươi sao? Đương nhiên, nếu như bây giờ ngươi biến thành người bình thường, ta tin tưởng, các nàng vẫn sẽ đi theo ngươi, nhưng nếu như ngay từ đầu ngươi là một người bình thường, ta tin tưởng, các ngươi sẽ không bao giờ có điểm chung. Dương Diệp trầm mặc. Kiếm Kinh nói không đúng sao? Không, là cực kỳ đúng. Nếu như Dương Diệp hắn là một bao cỏ, là một phế vật, Thanh Thi, Vũ Tịch sẽ vừa ý hắn sao? Nhất định là coi thường, lùi lại một vạn bước mà nói, coi như coi trọng, hắn cũng không có năng lực đi thủ hộ các nàng. Thế gian hữu tình, có yêu, có nghĩa, nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết, đều là xây dựng ở trên cơ sở ngươi có bản lãnh. Nam nhân không có tiền, có nữ tử sẽ thích ngươi. Có người nguyện ý làm bạn với ngươi. Dương Diệp đi tới trước mặt, vỗ bờ vai của Tiểu Ngưu hỏi. Như thế nào? Tiểu Ngưu còn không nói chuyện, tiểu trảo của Tiểu Bạch lập tức vung múa. Dương Diệp cười cười.
Đã khá hơn nhiều là tốt rồi. Tiểu Bạch bay đến trên đầu Tiểu Ngưu, vỗ vỗ cái sừng của nó, ý tứ là để cho Tiểu Ngưu dưỡng thương thật tốt, trong khoảng thời gian này không nên sằng bậy. Tiểu Ngưu đương nhiên sẽ không phản đối Tiểu Bạch, vội vàng gật đầu. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó bay đến trên vai Dương Diệp, đơn giản mà nói, giống như hắn ban đầu ở Kiếm Tông làm đệ tử tạp dịch, lúc kia nếu như Dương Diệp hắn không tranh, Dương Diệp hắn khả năng chính là đệ ô tử tạp dịch cả đời. Tranh! Khóe miệng Dương Diệp đột nhiên nổi lên nụ cười. Đại đạo ngàn vạn, Dương Diệp ta muốn dùng kiếm đạo của ta tranh một lần. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, một cỗ ý cảnh cường đại từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, ca. Kiếm ý! Trong nháy mắt, kiếm ý của Dương Diệp điên cuồng tăng vọt, giống như núi lửa bộc phát, làm cho người ta sợ hãi. Trên phi thăng đài, kiếm kinh nói khẽ. Khó tu nhất là kiếm tu, dễ tu nhất cũng là kiếm tu. Dễ tu nhất là kiếm tu, bởi vì kiếm tu tu chính là tâm, tâm càng mạnh, kiếm càng mạnh, tâm niệm thông suốt, kiếm đạo như ý, khó tu nhất cũng là kiếm tu, đồng dạng, bởi vì tâm khó tăng trưởng, nếu tâm niệm không như ý, kiếm đạo không cách nào tiến triển. Trên phi thăng đài, kiếm ý của Dương Diệp còn đang điên cuồng tăng vọt. Sở dĩ sẽ như thế, không đơn thuần là tâm niệm hiểu rõ, mà là hắn phá trừ mê chướng, vì kiếm đạo của mình, đã tìm được một phương hướng mới. Cái kia chính là tranh, trước kia, hắn là bị động tranh giành, hiện tại, hắn chủ động tranh giành. Tranh kiếm đạo đỉnh phong, tranh đỉnh phong bất bại. Ngay lúc này, kiếm ý của Dương Diệp giống như thủy triều tuôn trở về trong cơ thể hắn. Ông! Trong tay Dương Diệp, kiếm sát run lên kịch liệt, ngay sau đó, một ánh kiếm phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Giới chủ cảnh. Kiếm ý của Dương Diệp trực tiếp đạt tới giới chủ cảnh. Kiếm ý tăng lên, ý nghĩa uy lực của phi kiếm, uy lực của kiếm vực đều được tăng lên sâu sắc. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói. Nếu như bây giờ ngươi không áp chế mình, sẽ đạt tới trình độ nào? Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh, cười nói. Không biết. Hắn xác thực không biết, hiện tại hắn đang một mực áp chế cảnh giới của mình, nếu như không áp chế, mặc cho cảnh giới tăng lên, hắn thật không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Kiếm kinh nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhẹ gật đầu. Chờ mong ngày ngươi bùng nổ. Dương Diệp cười ha ha, quay người ôm Tô Thanh Thi biến mất. Ở trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp bồi đám người Tô Thanh Thi hai ngày. Hiện tại đám người Tô Thanh Thi cũng đang tu luyện, phải nói một mực tu luyện. Như kiếm kinh nói, các nàng cũng không hy vọng có một ngày bị thế giới này đào thải. Người, ai không muốn sống lâu một chút, các nàng cũng muốn sống lâu, cùng Dương Diệp đi đoạn đường càng dài. Hai ngày sau, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi ra Hồng Mông Tháp, hiện tại hắn có chút sợ Nhị Nha. Nhị Nha này đi cùng với Tiểu Bạch, liền xúi giục Tiểu Bạch đi ăn thịt người, không chỉ ăn thịt người, còn dạy Tiểu Bạch ăn yêu thú, mà Tiểu Bạch thật đúng là cái gì cũng muốn ăn thử. Điều này làm cho Dương Diệp rất đau đầu. Trên không kiếm khư chi địa, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn ly khai, ngay lúc này, một lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cách Dương Diệp không xa. Lão giả áo xám này ăn mặc, Dương Diệp từng thấy, giống như lão giả hoang tộc lúc trước bị Nhị Nha nuốt sống. Tam giới đỉnh phong. Lão giả áo xám nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó bấm tay điểm một cái, một tấm thẻ màu vàng rơi vào trước mặt Dương Diệp. Trên tấm thẻ có một chữ, hoang, nho nhỏ. Dương Diệp khẽ cau mày. Có ý gì? Lão giả áo xám lạnh nhạt nói. Thất điện hạ nhà ta muốn mời các hạ đi gặp một lần, mong các hạ nể mặt, các hạ hẳn sẽ cho chút mặt mũi chứ. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, bấm tay điểm một cái, tấm thẻ bay về tới trước mặt lão giả áo xám. Ta không có hảo cảm với hoang tộc các ngươi, cho nên, mặt mũi này, ta không cho. Nói xong. Dương Diệp xoay người muốn đi. Đúng lúc này, lão giả áo xám kia đột nhiên nói. Các hạ, người không cho điện hạ nhà ta mặt mũi, như vậy điện hạ nhà ta khả năng cũng sẽ không cho các hạ mặt mũi. Đúng rồi, quên nói, giờ phút này điện hạ nhà ta đang ở Bạch Đế Thành làm khách, nếu các hạ không đi, Bạch Đế Thành này. Ông! Ngay lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả áo xám, thoáng qua. Kiếm sát trong tay hắn ra khỏi vỏ. Kiếm ra. Tam kiếm kiếm vực. Tam kiếm ra, thiên địa rung động, toàn bộ thế giới hư ảo. Sắc mặt lão giả áo xám đại biến, một cái chớp mắt này,
hắn sử xuất tất cả lực lượng, nhưng... Trước mặt lão giả áo xám, Dương Diệp thu kiếm, thò tay nắm lấy đầu của lão giả áo xám. Được, ta cho thiếu gia nhà ngươi mặt mũi, bất quá mượn đầu dùng một lát. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhấc lên, cái đầu kia bị hắn xách lên. Cứ như vậy, Dương Diệp một tay cầm kiếm, một tay xách đầu đối phương đi về phía Bạch Đế Thành. Dùng lời thế tục, nam nhân có tiền, cái gì cũng hữu duyên với ngươi. Nam nhân không có tiền, khả năng ngay cả cha mẹ cũng xem thường ngươi. Kiếm Kinh đi đến một bên, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, lại nói. Còn nữa, tu hành, chính là tranh với người, tranh tài nguyên, tranh khí vận, không chỉ tranh với người, còn phải tranh với thiên, tranh tuổi thọ, tranh vận mệnh. Ở trên con đường tu hành này, rất nhiều người chết vì tranh với người, mà có người thì chết ở tranh với thiên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không tranh giành, muốn bình thường, không chỉ người muốn tới thu ngươi, thiên cũng tới thu ngươi. Mạng của ngươi, là của thiên địa, ngươi muốn kéo dài tánh mạng, phải tu luyện, ngươi tu luyện, phải tranh với thiên. Bằng không thì Dương Diệp ngươi sẽ như những bằng hữu trước kia của ngươi, dần dần bị thế giới này đào thải. Trên phi thăng đài, Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm trong tay. Tranh. Giờ khắc này, hắn biết một chút. Vĩnh hằng chi giới gặp tai nạn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tinh khí của Dương Diệp nàng rất rõ ràng, tuyệt đối là loại người hung ác đến trong xương. Đối tốt với hắn cả đời sẽ không quên, nhưng không tốt với hắn đồng dạng cả đời sẽ không quên. Bất quá còn tốt, Nam Ly gia không có tham dự vào trong trận đấu tranh này. Bạch Đế Thành. Ở ngoài thành, một thanh niên ngồi trên mặt đất, ở trước mặt hắn bày một cái bàn tròn, trên bàn có một bầu rượu, hai ly rượu. Thanh niên này, đúng là hoang tộc thất điện hạ Hoang Viêm. Đột nhiên, Hoang Viêm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong đám mây, có một điểm hàn quang lóe lên. Thoáng qua, một nam tử thanh sam xuất hiện ở đối diện hắn, nam tử thanh sam tay phải cầm kiếm, trái tay mang theo một cái đầu lâu máu rầm rề. Nhìn thấy cái đầu lâu này, hai mắt Hoang Viêm híp lại. Dương Diệp đi tới trước mặt thanh niên, sau đó tay cầm cái đầu kia ném tới trước mặt Hoang Viêm. Nghe nói người muốn gặp ta, tay không gặp người không phải là phong cách của Dương Diệp ta, cho nên mang cho ngươi chút lễ vật, thích không? Hoang Viêm nhìn thoáng qua cái đầu kia, sau đó cười nói. Dương huynh quá khách khí, tới thì tới, còn tiễn đưa lễ vật gì? Bất quá, có qua mà không có lại là phi lễ, ta cũng tiễn đưa Dương huynh chút lễ vật. Nói xong, tay phải hắn cách không vỗ về phía Bạch Đế Thành, trong chốc lát, một cái tay hư ảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên không Bạch Đế Thành, thoáng qua, cái tay khổng lồ này từ trên không hung ác đập xuống. Nếu cái tay khổng lồ này rơi xuống, cả Bạch Đế Thành sẽ hóa thành hư vô. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang kích bắn đi, bất quá kiếm quang mới vừa xuất hiện, Hoang Viêm trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm, đạo kiếm quang kia bị buộc ngừng ngay tại chỗ. Khóe miệng Hoang Viêm nhếch lên. Lễ vật này, Dương huynh nhận lấy đi. Xa xa, trên không Bạch Đế Thành, cái tay kia đã rơi xuống, bất quá thời điểm sắp rơi xuống, nó đột nhiên nổ bể ra, hóa thành hư vô. Phi kiếm. Không chỉ có một thanh phi kiếm. Hoang Viêm nhìn thoáng qua kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp. Bảo bối tốt, ngươi dùng cũng không tệ. Dương Diệp ngồi ở trước mặt Hoang Viêm. Ngươi là thất điện hạ, lúc trước nhị nha nhà ta ăn qua một tam điện hạ, ta có chút hiếu kỳ, hoang tộc ngươi có tất cả bao nhiêu vị điện hạ. Hoang Viêm cười nói. Có tất cả 37 vị, bất quá lần này tới, chỉ có 9 vị, đương nhiên, bây giờ chỉ còn 8 vị. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ngươi sai rồi. Hử. Hoang Viêm khó hiểu. Dương Diệp không nói gì, hắn rút kiếm chém. Kiếm ra khỏi vỏ. Ông. Một tiếng kiếm minh vang vọng toàn bộ bầu trời. Thời điểm Dương Diệp rút kiếm, sắc mặt Hoang Viêm thay đổi. Kinh hãi gần chết. Cái này là cảm giác của Hoang Viêm thời khắc này, thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, hắn biết, hắn đánh giá Dương Diệp quá thấp. Một kiếm này, căn bản không phải cường giả tam giới có thể nhận. Tuy kinh hãi gần chết, nhưng Hoang Viêm phản ứng cũng không chậm, kiếm mới vừa ra, một đóa hoa sen màu đen từ trên người Hoang Viêm nở rộ ra, hắc liên trong nháy mắt khép lại, gắt gao bao bọc Hoang Viêm. Ngụy thần khí. Hắc liên là một ngụy thần khí phòng ngự, không chỉ là ngụy thần khí. Phía trên còn có cường giả hoang tộc ra chỉ một đạo phong ấn,
có thể nói tăng thêm đạo phong ấn này, coi như Hắc Liên kém thần khí, nhưng không kém bao nhiêu. Bởi vậy đối với đóa Hắc Liên này, Hoàng Viêm vẫn cực kỳ tin tưởng. Nhưng hắn không biết thanh kiếm trong tay Dương Diệp là tồn tại gì. Một kiếm rơi xuống. Xuy. Kiếm trong tay Dương Diệp không dừng lại một chút, Hắc Liên nổ bể ra, kiếm của Dương Diệp cũng từ đỉnh đầu Hoàng Viêm chém xuống. Thân thể Hoàng Viêm lập tức cương cứng, hắn đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Kiếm này. Dương Diệp mỉm cười. Kiếm sát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng Dương Diệp, thân thể Hoàng Viêm tách ra, máu tươi ngũ tạng vung vãi trên đất. Thần hồn câu diệt. Một kiếm chu sát Hoàng Viêm, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Rất nhanh, hắn đi tới trong hư không. Ở trong hư không, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên chạy thật xa. Trốn. Những người này, đúng là những cường giả của Vĩnh Hằng chi giới âm thầm dòm ngó. Thời điểm Dương Diệp phát hiện bọn hắn, những người này quả quyết lựa chọn bỏ trốn. Nhưng Dương Diệp không có buông tha những người này, hai thanh phi kiếm bay vụt qua. Xuy xuy. Theo hai tiếng xé rách vang lên, ở chân trời xa xôi, hai cái đầu phóng lên trời, máu tươi như nước suối. Thuấn sát. Hai thanh phi kiếm thuấn sát hai tên cường giả tam giới. Dương Diệp quay đầu, ở trong tinh không xa xôi, còn có một cường giả tam giới đang điên cuồng bỏ chạy. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, tâm niệm vừa động, một thanh phi kiếm lập tức xuất hiện ở tinh không xa xôi. Xuy, phi kiếm qua, không gian bị xé tan thành phấn. Tinh không xa xôi, cường giả kia như cảm thấy phi kiếm, khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở, hắn ngừng chân, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Một kiếm này, hắn căn bản ngăn không được. Khi hắn cảm nhận được thanh kiếm kia, hắn biết, mình đã xong. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu đen đột nhiên đánh vào trên kiếm quang. Ầm, theo một tiếng nổ vang, kiếm quang tản đi, phi kiếm bay ngược quay về. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua bên phải, ở bên kia, một trung niên đang nhìn về phía hắn. Thủy Nguyên Đế. Trung niên này, chính là Thủy Nguyên Đế của Thủy Nguyên tộc. Thủy Nguyên Đế lạnh lùng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, đang muốn ra kiếm, ngay lúc này. Thủy Nguyên Đế đột nhiên ra tay, một đạo quyền ý cường đại tựa như phong bạo thổi quét về phía Dương Diệp. Không chỉ như thế, ở bốn phía Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại, mấy đạo khí tức này dùng tốc độ cực nhanh lao tới. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp híp lại, rút kiếm quét qua. Xuy, một đạo kiếm quang dùng Dương Diệp làm trung tâm khuếch tán ra, đạo kiếm quang này lập tức chấn những khí tức kia nát bấy. Nhưng đám người Thủy Nguyên Đế đã biến mất không thấy gì nữa. Lão tổ năm tộc, đám người Thủy Nguyên Đế không có lựa chọn liều chết với Dương Diệp, mà lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, bây giờ thực lực của Dương Diệp quá mức kinh khủng. Coi như lão tổ năm tộc cũng không dám cùng Dương Diệp liều chết, bởi vì liều mạng, coi như bọn họ liều thắng, khẳng định cũng là thắng thảm, một khi thắng thảm, tất nhiên sẽ tiện nghi người khác. Tạm thời tránh mũi nhọn. Trong tràng, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trầm mặc một lát, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới Nam Ly tộc, vừa tới Nam Ly tộc, Nam Ly Mộng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam Ly Mộng quan sát Dương Diệp một chút, cười nói. Chúc mừng, ngươi bây giờ, ở Vĩnh Hằng chi giới chúng ta không có mấy người dám trêu rồi. Dương Diệp mỉm cười. Nam Ly cô nương, đã lâu không gặp. Nam Ly Mộng cười cười. Nói đi, tới tìm ta là vì chuyện gì? Dương Diệp nhìn Nam Ly Mộng. Thủ giới giả, lão tổ năm tộc, còn có những người lúc trước từ kiếm khư chi địa chạy trốn, ta muốn biết tung tích của bọn hắn. Nam Ly Mộng trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Không thể nói sao? Nam Ly Mộng cười nói. Dương huynh, người đây là gây khó khăn cho ta à? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Coi như ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, như thế nào? Nhân tình. Nam Ly Mộng trầm mặc. Bây giờ Dương Diệp không phải Dương Diệp năm đó, hiện tại một nhân tình của Dương Diệp, phân lượng không nhỏ. Phải nói rất nặng. Nhưng Nam Ly Mộng lắc đầu. Dương huynh, lúc này đây, ta không thể đứng thành hàng. Chuyện tình của các ngươi, Nam Ly gia ta mặc kệ, xin lỗi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng, sau đó nhẹ gật đầu. Được, ta hiểu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đúng lúc này,
Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Dương huynh. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng do dự một chút, sau đó cười nói. Uyên giới, Tiêu Thần Vũ, Huyễn Tiêu, Vạn Vĩ Hồ, Hoang Tộc, Đế Gia, cẩn thận, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, trong lòng Dương Diệp lặng yên đọc một lần, sau đó nói. Đa tạ. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Nam Ly Mộng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cuối chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một mỹ phụ xuất hiện ở bên cạnh Nam Ly Mộng, người tới đúng là Nam Ly tộc lão tổ Nam Ly Âm. Nam Ly Âm lạnh nhạt nói. Ngươi đứng ở bên hắn. Nam Ly Mộng cười nói. Chỉ là một chuyện nhỏ. Nam Ly Âm trầm giọng nói. Có thể là đại họa của Nam Ly tộc ta. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Nam Ly Âm. Không sợ, Nam Ly gia, ta bảo vệ. Nói xong, Nam Ly Mộng mỉm cười, sau đó xoay người biến mất. Tại chỗ, Nam Ly Âm trầm mặc. Vạn giới sơn. Trên truyền tống đài, một truyền tống trận đột nhiên rung động, một nam tử áo trắng từ trong đó đi ra. Nam tử áo trắng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, khóe miệng hắn đột nhiên nổi lên nụ cười. Quả nhiên là khí tức của linh tổ, có ý tứ. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Vĩnh hằng chi giới, không biết còn có bao nhiêu người nhớ rõ Tiêu Thần Vũ ta, ha ha. Uyên giới. Uyên giới kỳ thật chính là một vực sâu khổng lồ, tự thành một thế giới nhỏ. Bởi vì quá lớn, cùng với tính đặc thù, bởi vậy thế nhân định danh là uyên giới. Tự thành thế giới. Uyên giới nguyên bản không phải một thế giới, mà là một vùng tinh không, lúc trước bởi vì một trận đại chiến, vùng tinh không kia bị đánh thành thâm uyên vô tận, cường giả bình thường căn bản không dám đặt chân tới nơi này. Nơi đây, là cấm địa ít có trong vạn giới. Ngày hôm nay, vô số đạo khí tức đột nhiên tiến vào uyên giới. Ở trong chỗ sâu của uyên giới, cũng chính là đáy vực, một trung niên đột nhiên xuất hiện, Thủy Nguyên Đế, người tới chính là Thủy Nguyên tộc Thủy Nguyên Đế. Trung niên nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, ở chung quanh hắn xuất hiện bốn người này, chính là Bắc Xuyên Tú của Bắc Xuyên tộc, Hàn Uyên tộc Hàn Uyên Đình, Lạc Ly tộc Lạc Ly Minh, Việt tộc Việt Câu. Lão tổ năm tộc tề tụ. Trong năm người, cầm đầu đúng là Thủy Nguyên Đế. Thủy Nguyên Đế đột nhiên nhìn thoáng qua bên phải. Chư vị xuất hiện đi. Nói xong, vùng không gian kia khẽ run lên, ngay sau đó, bốn tên cường giả xuất hiện. Cường giả tam giới. Bốn người này, ba nam một nữ, đều là cường giả tam giới. Thủy Nguyên Đế nhìn bốn người khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thanh lão, đi ra gặp mặt đi. Theo Thủy Nguyên Đế nói xong, một lão giả mặc trường bào màu xanh xuất hiện ở trước mặt Thủy Nguyên Đế. Nhìn thấy lão giả này, thần sắc mọi người đều có chút ngưng trọng. Thanh lão tên Thanh Hình, trong thủ giới giả thực lực mạnh nhất. Một vị cường giả tứ giới chân chính, hơn nữa rất nhiều năm trước đã đạt tới tứ giới. Có thể nói, trong thủ giới giả, thực lực của vị thanh lão này mạnh nhất, uy vọng cũng cao nhất. Thủy Nguyên Đế nhìn Thanh Hình ôm quyền, sau đó nói. Không nghĩ tới thanh lão tự mình rời núi. Thanh Hình nhìn mọi người. Lần này chư vị tề tụ, là vì Dương Diệp, hay vì hoang tộc? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Thủy Nguyên Đế trầm giọng nói. Hoang tộc! Hoang tộc! Ở Vĩnh Hằng chi giới, rất nhiều người không biết hoang tộc, nhưng bọn hắn biết rõ. Năm đó hoang tộc thiếu chút nữa diệt Vĩnh Hằng chi giới a. Nếu như không phải linh tổ tham chiến, năm đó Vĩnh Hằng chi giới có thể nói đã không tồn tại nữa. Hiện tại hoang tộc xuất hiện, người của Vĩnh Hằng chi giới như bọn hắn, nói không lo lắng đó là giả. Hoang tộc đối với Vĩnh Hằng chi giới là thái độ gì? Không cần phải nói, chắc chắn sẽ không có thái độ tốt. Phải biết, năm đó Vĩnh Hằng chi giới đứng bên Vĩnh Hằng quốc độ. Trong tràng, nghe được lời của Thủy Nguyên Đế, Thanh Hình khẽ gật đầu. Hoang tộc lần nữa hiện thân, cái này chứng minh bọn hắn đã khôi phục nguyên khí, dùng tính cách của hoang tộc, kẻ thù năm đó, bọn hắn sẽ không bỏ qua, lúc này đây, Vĩnh Hằng chi giới chúng ta nguy rồi. Vĩnh Hằng chi giới, nguy rồi. Thanh Hình lại nói. Theo ta được biết, hiện tại Vĩnh Hằng chi giới, cường giả tứ giới chân chính chỉ có 6 vị, lão phu tính 1 vị, tiên phủ lão tổ Dịch Thủy Hàn tính 1 vị,
nhưng đáng tiếc đối phương không biết tung tích. Trừ lần đó ra, còn có Tiêu Thần Vũ, Huyễn Tiêu, Vạn Vĩ Hồ, cùng với Âm Dương Tiên Sinh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đám người Thủy Nguyên Đế. Lão tổ sáu tộc, cũng chính là các ngươi, còn có hai vị lão tổ Kiếm Thiên Thành, Bạch Đế Thành, cùng với Tam Tông lão tổ, cũng chỉ là tam giới đỉnh phong, mấy người các ngươi, đều chỉ kém một đường tiến vào tứ giới. Đội hình của chúng ta, đối mặt hoang tộc, không có một chút phần thắng. Không có phần thắng, vậy mặc kệ. Một bên, Việt tộc lão tổ Việt Câu đột nhiên nói. Mặc kệ. Mọi người nhìn thoáng qua Việt Câu, trầm mặc. Việt Câu lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ chư vị muốn đi tử thủ vĩnh hằng chi giới? Đừng nói giỡn, năm đó sở dĩ người của vĩnh hằng chi giới đứng thành hàng, còn không phải bởi vì vĩnh hằng quốc độ ra điều kiện, cùng với linh tổ hứa hẹn. Những người kia, bọn hắn dục huyết phấn chiến, cũng không phải vì giới này, mà là vì mình, không phải sao? Vì mình, tu luyện tới loại trình độ như bọn hắn, trong lòng chỉ còn lại có mình. Cũng chính là đại đạo, trường sinh. Vì đại đạo, trường sinh, hết thảy đều có thể bỏ. Như lúc này, nếu như không có lợi ích sai khiến, muốn để cho bọn hắn liên hợp lại đối kháng hoang tộc, đó là tuyệt đối không khả năng. Bọn hắn có thể liên hợp lại đối phó Dương Diệp, đó là bởi vì Dương Diệp có linh tổ, giết Dương Diệp, lợi ích khổng lồ. Thế nhưng đối kháng hoang tộc có thể được cái gì? Không có thứ gì, không chỉ không có, còn có thể chết. Loại chuyện này, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Lúc này, Thanh lão đột nhiên nói. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn sao? Việt Câu nhìn thoáng qua Thanh lão. Mục tiêu chân chính của hoang tộc là vĩnh hằng quốc độ, chúng ta có thể tính quan kỳ biến, ngồi thu ngư ông chi lợi. Thanh lão khẽ lắc đầu. Người nghĩ hoang tộc quá đơn giản, khi bọn hắn chính thức đi vào vĩnh hằng chi giới, giới này, người không đầu hàng, đều phải chết. Việt Câu trầm mặc, ánh mắt cuối cùng của bọn hắn là vĩnh hằng quốc độ, tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Mà mục tiêu của hoang tộc cũng là tiến vào vĩnh hằng quốc độ, phải nói, bọn họ và hoang tộc có mục tiêu giống nhau. Đáng tiếc, năm đó hoang tộc khinh thường vĩnh hằng chi giới, hoang tộc muốn ăn một mình. Bằng không thì, nếu hoang tộc hiệu triệu cường giả vạn giới cùng một chỗ tiến công vĩnh hằng quốc độ căn bản ngăn cản không nổi. Ngay lúc này, Thanh lão đột nhiên nhìn về phía bên phải. Rất nhanh, đám người Thủy Nguyên Đế cũng nhìn về phía bên phải. Tại đó, một thanh niên mặc áo bào tím chậm rãi đi đến, ở sau lưng thanh niên áo tím không xa, còn đứng một trung niên ôm trường kiếm, hai tay trung niên ôm kiếm, khẽ cúi đầu. Thanh niên áo tím đi đến trước mặt mọi người, mỉm cười. Ta tự giới thiệu mình một chút, tại hạ hoang tộc hoang dạ, bọn hắn đều thích gọi ta là Lục Điện Hạ. Hoang tộc, nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Trong mắt mọi người nhiều một chút đề phòng. Hoang dã mỉm cười. Vừa rồi hình như chư vị đang đàm luận hoang tộc ta, đến, ta và mọi người cùng nhau nói chuyện. Thanh lão nhìn thoáng qua trung niên ở sau lưng hoang dã, sau đó nói. Các hạ muốn nói chuyện gì? Hoang dã cười nói chuyện tiền đồ của chư vị. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người ở đây. Mục tiêu của chư vị là vĩnh hằng quốc độ. Mục tiêu của chúng ta cũng là vĩnh hằng quốc độ. Nhưng chư vị không vào được vĩnh hằng quốc độ, mà ta, có thể đi vào, mang theo chư vị đi vào. Mọi người trầm mặc. Hoang giả cười nói. Chư vị, đây là một cơ hội của các ngươi, có thể là một cơ hội cuối cùng. À đúng rồi, nếu như các ngươi muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, vậy đừng suy nghĩ. Bất kể là hoang tộc ta, hay vĩnh hằng quốc độ, đều không phải bọn ngươi có thể đối kháng. Cách đó không xa. Việt Câu lạnh lùng nói. Ngươi đơn giản chính là muốn chúng ta làm nô tài của ngươi, không phải sao? Hoang dã lắc đầu. Lời này hơi khó nghe. Nếu chư vị nguyện ý theo ta, ngày sau cùng hoang dã ta là bằng hữu, ta. Bằng hữu? Việt Câu cười lạnh nói. Ngươi thật khôi hài, ngươi. Việt Câu nói hưa hết lời, sắc mặt đột nhiên đại biến, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhanh! Xùy! Theo một vết máu tươi bắn tung tóe ra, một cánh tay rơi trên mặt đất. Cánh tay này, đúng là cánh tay của Việt Câu, mà bản thân Việt Câu thì cách hơn mấy trăm trượng, sắc mặt trắng bệch, mặt mày kinh hãi. Sau lưng hoang dạ, trung niên kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua Việt Câu. Chủ tử nói chuyện, nô tài không được xen miệng vào. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trung niên,
trong mắt tràn đầy kiêng kỵ và ngưng trọng. Cường giả tử giới. Kiếm tu này, là cường giả tử giới. Hoàng dã mỉm cười. Đã quên giới thiệu, đây là một bằng hữu mới của ta, Kiếm Huyền, hắn đến từ Bắc Hoang giới, đã từng là một vị hộ pháp của Bắc Hoang Kiếm Tông. Chư vị, hoàng tộc ta tính toán, thật rất lớn, lời nói khó nghe, sở dĩ ta tìm chư vị, là vì thực lực của chư vị có thể miễn cưỡng, thẳng thắn hơn mà nói, là ta để mắt chư vị. Nghe vậy, thần sắc mọi người đều có chút khó coi. Nhưng hoàng dạ không để ý thần sắc của mọi người, lại nói. Nếu chư vị không tin, hơn nữa nhìn xem, tương lai không lâu, chư vị đều sẽ là pháo hôi. Nói xong, hoàng giả quay người rời đi. Đúng lúc này, cách đó không xa Thủy Nguyên Đế đột nhiên nói. Các hạ chờ một chốc. Hoàng giả dừng bước lại, quay người nhìn về phía Thủy Nguyên Đế. Thủy Nguyên Đế trầm mặc một lát, sau đó nói. Muốn lãnh giáo các hạ một chút. Khóe miệng hoàng giả nhếch lên. Được. Nói xong, thân hình hoàng giả run lên, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xuy xuy xuy. Không gian xung quanh hoàng giả và Thủy Nguyên Đế tầng tầng vỡ ra. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, một nhân ảnh bị chấn liên tục lùi lại. Đạo nhân ảnh này, đúng là Thủy Nguyên Đế. Thủy Nguyên Đế vừa dừng lại, một cây trường thương trực tiếp chống đỡ ở mi tâm của hắn, bất quá vừa chống đỡ ở mi tâm, cây trường thương kia đột nhiên run lên kịch liệt, bị một cỗ lực lượng thần bí chấn bay ra ngoài. Cách đó không xa, trong mắt hoàng giả hiện lên vẻ kinh ngạc. Có chút ý tứ. Xa xa, Thủy Nguyên Đế lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó hắn đi tới trước mặt hoàng giả, nhìn hoàng giả thi lễ. Ta nguyện đi theo các hạ. Mọi người đều khiếp sợ, cứ như vậy thần phục. Ha ha. Hoàng giả đột nhiên cười phá lên, cười chỉ chốc lát, hắn nhìn Thủy Nguyên Đế. Rất tốt, người rất tinh mắt, ha ha. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một hạt châu lớn bằng ngón cái rơi vào trước mặt Thủy Nguyên Đế. Giới nguyên đan, có thể giúp người đạt tới tứ giới, tặng ngươi. Nói xong, hắn quay người đi xa. Trước mặt Thủy Nguyên Đế, Kiếm Huyền nhìn thoáng qua. Giới nguyên đan, công tử liều sống liều chết mấy chục năm mới tổng cộng được 3 viên, đây là phục vụ quên mình đổi lấy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Thủy Nguyên Đế nhìn thoáng qua hạt châu trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của hoang dạ, nói khẽ. Một trong thập đại thể chất. Thập đại thể chất. Sở dĩ Thủy Nguyên Đế không chút do dự lựa chọn hoang dạ, nguyên nhân chủ yếu bởi vì hoang dạ là một trong thập đại thể chất. Trừ lần đó ra, còn một nguyên nhân khác, đó chính là hắn hiểu rõ hoang tộc hơn mọi người ở chỗ này. Hắn cũng không hiểu nhiều, nhưng cái này đã đủ rồi. Cứ như vậy, trong mắt mọi người, Thủy Nguyên Đế đi theo hoang dạ. Trong tràng an tĩnh hồi lâu, Bắc Xuyên tộc Bắc Xuyên Tú đột nhiên nói. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi, rất nhanh, mọi người nhao nhao rời đi, chỉ còn Thanh Lão cùng Việt Câu. Bọn hắn đi tìm hoang dạ. Việt Câu nói. Thanh Lão nhìn thoáng qua Việt Câu. Ngươi không đi. Việt Câu lạnh nhạt nói. Người sống, dù sao cũng phải cần thể diện, đúng không? Thanh Lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua cuối chân trời. Hoàng dạ nói không sai, ở giữa hoàng tộc và vĩnh hằng quốc độ, nhất định phải chọn một. Việt Câu trầm giọng nói. Bên vĩnh hằng quốc độ có động tĩnh chưa? Thanh Lão cười nói. Ngươi nói xem. Việt Câu nhìn về phía Thanh Lão. Thanh Lão, ngươi đứng bên nào? Thanh Lão nhìn lướt qua bốn phía. Ta đứng bên vĩnh hằng chi giới. Nói xong, thân hình Thanh Lão khẽ run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, qua không biết bao lâu, đột nhiên một nam tử xuất hiện, nhìn thấy nam tử này, Việt Câu vội vàng thi lễ. Đại Điện Hạ! Đại Điện Hạ! Nam tử trước mắt này, đúng là hoang tộc Đại Điện Hạ Hoang Thiên Hành. Nam tử nhìn thoáng qua bờ vai của Việt Câu, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, một tay đặt ở trên bờ vai Việt Câu, thoáng qua, nơi bả vai của Việt Câu, một cánh tay chậm rãi dài ra. Chỉ chốc lát, Hoang Thiên Hành thu tay về. Đi thôi, đi xem vị kia ở nguyên giới này. Nói xong, Hoang Thiên Hành đi xa. Việt Câu vội vàng đi theo. Rời đi không sai biệt lắm một khắc, Hoang Thiên Hành ngừng lại, ở trước mặt hai người là một không gian hắc động, ở trong không gian hắc động, thỉnh thoảng có. Khí tức cường đại chấn động ra. Việt Câu nói khẽ. Đại Điện Hạ, này chính là địa phương Thâm Uyên cự thú bị phong ấn.
Hoàng Thiên Hành nhẹ gật đầu, hắn đi tới trước mặt, tay phải khẽ nâng lên, sau đó nhẹ nhàng đánh về phía không gian hắc động, trong chốc lát, toàn bộ không gian hắc động rung lên kịch liệt. Qua không biết bao lâu, Hoàng Thiên Hành nói khẽ. Vỡ! Ở trong không gian hắc động, truyền đến một tiếng nổ vang, thoáng qua, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó cuồn cuộn quét ra. Uy áp cường đại giống như thủy triều cuốn về phía Hoàng Thiên Hành và Việt Câu, nhìn thấy cỗ uy áp này, sắc mặt Việt Câu biến hóa, đang muốn ra tay, đúng lúc này, tay phải của Hoàng Thiên Hành nhẹ nhàng vung lên. Theo hắn vung lên, uy áp mạnh mẽ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Việt Câu nhìn không được nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hành, ở trong mắt hắn là kính sợ. Ngay lúc này, trong không gian hắc động, một cự trảo đen kịt đột nhiên giò ra, bay thẳng đến Hoàng Thiên Hành. Tứ giới. Một kích này, làm cho Việt Câu xác định, con cự thú trong không gian hắc động kia ít nhất là tứ giới. Sắc mặt Hoàng Thiên Hành không thay đổi, bước ra một bước, sau đó nâng tay phải lên nhẹ nhàng vẽ một cái. Cự trảo bị đánh trở về. Thoáng qua, tay phải Hoàng Thiên Hành tìm tòi về phía trước, một cự trảo trực tiếp tiến vào trong không gian. Sau một lúc lâu, một tiếng kêu thảm thiết từ trong không gian hắc động vang vọng lên. Lúc này, thân hình Hoàng Thiên Hành run lên, trực tiếp tiến vào trong không gian hắc động, ước chừng hơn một phút đồng hồ, Hoàng Thiên Hành từ trong đó đi ra. Mà sau lưng Hoàng Thiên Hành, đi theo một yêu thú đen kịt, yêu thú này hình dạng như mèo, quanh người đen kịt, trên đầu mọc ra một cây sừng nhọn. Trên sừng thỉnh thoảng có hắc quang lượn quanh. Yêu thú nhìn thoáng qua Việt Câu, trong mắt tràn đầy hung quang. Trong mắt Việt Câu tràn đầy kiêng kỵ cùng đề phòng. Hoàng Thiên Hành đi tới bên cạnh Việt Câu, tay phải vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Việt Câu. Tam giới, yếu một chút, tứ giới, có thể miễn cưỡng. Nói xong, một hạt châu màu trắng xuất hiện ở trước mặt Việt Câu. Giới nguyên đan. Nhìn thấy giới nguyên đan, hai tay Việt Câu run rẩy. Hoàng Thiên Hành thu tay về, không có nói gì, đi nhanh về phía trước. Thời điểm yêu thú đi ngang qua Việt Câu, đột nhiên nhìn Việt Câu nhếch miệng, trong miệng mọc ra hai cây răng nanh thật dài, cực kỳ lệ khí. Hai tay Việt Câu chậm rãi nắm chắc, mặc dù trong mắt có đề phòng và kiêng kỵ, nhưng lại không sợ chút nào. Yêu thú kia cũng không động thủ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài uyên giới, trong một vùng hư không, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Nhìn uyên giới trước mắt, Dương Diệp thu hồi vạn giới đồ trong tay. Nam Ly Mộng nhắc tới uyên giới, bởi vậy hắn quyết định tới xem một chút. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chỉ uyên giới phía dưới, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Muốn đi? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Dương Diệp cười cười, đang muốn xuống dưới. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía xa, chỗ đó, một thanh niên cùng hai trung niên đang bay về phía hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, một người trong đó hắn nhận thức, đúng là Thủy Nguyên Đế. Nhìn thấy Thủy Nguyên Đế, khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Ngay lúc này, Hoàng Dạ đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Vị này là đệ nhất thiên tài của Vĩnh Hằng Chi Giới, hạnh ngộ hạnh ngộ, nói xong, ánh mắt hắn rơi vào Tiểu Bạch trên bờ vai Dương Diệp, nhìn Tiểu Bạch, hai mắt hắn hơi híp, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười như có như không. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoàng Dạ. Hoàng tộc, ánh mắt Hoàng Dạ thu hồi lại, cười nói. Đúng vậy. Dương Diệp cười nói. Ta giết qua hai cái, hơi yếu, mới một kiếm đã chết. Hoàng Dạ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói. Là hai tộc huynh không hăng hái tranh giành của ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía kiếm huyền, cười nói. Dương huynh, nghe nói ngươi là kiếm tu, bằng hữu này của ta cũng là kiếm tu, không bằng hai người các ngươi so một chút. Đương nhiên, điểm đến là dừng liền được. Kiếm huyền nhìn thoáng qua Dương Diệp. Điểm đến là dừng có ý tứ gì, phân sinh tử đi, như thế nào? Phân sinh tử. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Hoàng Dạ. Nếu không, chúng ta tỉ thí một chút. Hoàng Dạ đang muốn nói, lúc này, kiếm huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn nhìn Dương Diệp, đột nhiên, một điểm kiếm quang xuất hiện ở mi tâm Dương Diệp. Xuy. Điểm kiếm quang trực tiếp xuyên thủng mi tâm Dương Diệp, chỉ có điều đây chẳng qua là tàn ảnh, không phải bản thể. Một kiếm không trúng, kiếm huyền đột nhiên quay người chém ra. Theo một tiếng nổ vang, không gian bỗng nhiên run lên,
Ngay sau đó, hai tiếng kiếm minh vang vọng toàn bộ hư không. Ca sát. Trong tinh không, mấy vạn dặm không gian rạn nứt, tạo thành một tấm lưới khổng lồ, cực kỳ đáng sợ. Mà Kiếm Huyền và Dương Diệp, giờ phút này đã cách xa nhau trăm trượng. Hai người xa xa tương đối. Mà Hoang Dạ và Thủy Nguyên Đế thì ở ngoài ngàn trượng, nhìn Dương Diệp cùng Kiếm Huyền, Hoang Dạ cười nói. Vĩnh Hằng Chi Giới ra một người như vậy, khó lường. Thủy Nguyên Đế nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Xa xa, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh kiếm lóe lên. Xùy! Xa xa, kiếm quang qua, không gian bị xé nát. Mà lúc này, Kiếm Huyền cũng đột nhiên rút kiếm, trong chốc lát, kiếm quang chấn động thiên địa. Ầm! Hai đạo kiếm quang vừa mới tiếp xúc, không gian lập tức nổ bể ra. Cứ như vậy rằng có không biết bao lâu, hư không đột nhiên bình tĩnh lại. Hai người như trước xa xa tương đối. Kiếm Huyền nhìn Dương Diệp, cứ như vậy nhìn xem, kiếm trong tay hắn đang run, rung động kịch liệt. Mà kiếm trong tay Dương Diệp cực kỳ bình tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Dương Diệp không có để ý Kiếm Huyền, mà quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyên Đế, hai tay Thủy Nguyên Đế chậm rãi nắm lại. Lúc này Hoang Dạ cười nói. Dương Huynh, chúng ta có ba người. Dương Diệp cười cười. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Ha ha. Hoang Dạ đột nhiên cười phá lên, sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp a Dương Diệp, không thể không nói, ngươi thật rất cuồng vọng, xem ra mời chào ngươi là chuyện không thể nào rồi, bất quá không sao, bởi vì dùng tính cách của ngươi, đại huynh cùng với cửu đệ của ta khẳng định cũng không thu được ngươi. Không có việc gì, chúng ta có thể từ từ hao tổn, dù sao ngươi cùng vị linh tổ này là không chạy thoát được. Ha ha. Nói xong, hắn cùng Thủy Nguyên Đế, Kiếm Huyền quay người rời đi. Dương Diệp đang muốn ra tay, ngay lúc này, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỗ đó có một cỗ khí tức tà ác cường đại đột nhiên cuốn tới, bất quá rất nhanh, cỗ khí tức kia lại rụt trở về, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, một nam tử cùng một trung niên xuất hiện. Đây chính là Hoang Thiên Hành và Việt Câu. Hoang Thiên Hành ngừng lại, ở bên cạnh hắn, ánh mắt của tiểu yêu thú toàn thân đen nhánh rơi vào trên người tiểu bạch, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng sát ý, còn có tham lam, kiêng kỵ. Linh tổ, tiểu yêu thú hiển nhiên nhận ra tiểu bạch, sở dĩ có tham lam và sát ý, đó là bởi vì tiểu bạch vẫn không tính là linh tổ chân chính, nếu như tiểu bạch biến thành linh tổ chân chính, coi như là quan hệ thù địch, nó cũng không dám nhìn tiểu bạch như thế. Năm đó một ít hoang thú cường đại của hoang tộc đối mặt vị linh tổ kia, là từ chối không tham chiến. Cho dù hoang đế tự mình chém giết hai hoang thú, những tên còn lại như trước không dám ra tay với linh tổ. Trên bờ vai Dương Diệp, tiểu bạch cũng nhìn về phía tiểu yêu thú, khi thấy hung quang cùng sát ý trong mắt tiểu yêu thú, tiểu bạch trừng lại, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng khẽ hấp, trong chốc lát, hắc quang trên sừng tiểu yêu thú mở đi. Thử! Tiểu yêu thú nổi giận, hóa thành một đạo hắc quang lao về phía tiểu bạch, khí tức cường đại giống như núi lửa bộc phát. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha đột nhiên dừng bước, nàng rút ra mứt quả trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái đồ chơi rác rưởi gì, còn muốn đánh tiểu bạch, tiểu ngưu, đi, chúng ta đi làm thịt nó, sau đó nướng ăn. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trên bờ vai Dương Diệp, tiểu bạch nhìn thấy tiểu hắc thú xông tới, nàng lập tức nổi giận. Tiểu bạch trừng mắt, muốn ra tay, đúng lúc này Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng và Dương Diệp. Nhị Nha nhìn tiểu hắc thú vào tới, mặt không biểu tình, thời điểm tiểu hắc thú cách nàng chỉ không đến một trượng, Nhị Nha đột nhiên đấm ra một quyền. Âm! Một quyền này cứng rắn bức ngừng tiểu hắc thú, thoáng qua, Nhị Nha lại đấm ra một quyền, tiểu hắc thú bị đánh bay ngược, cuối cùng rơi vào trước mặt Hoang Thiên Hành. Trước mặt Hoang Thiên Hành, sau khi tiểu hắc thú bị Nhị Nha một quyền oanh bay, nó lập tức nổi giận, trong mắt lệ khí càng đậm, sau một khắc, một đạo khí tức khủng bố không ngừng từ trong cơ thể nó tràn ra, cùng lúc đó, hình thể của nó từ từ lớn lên. Nhị Nha nhìn thoáng qua tiểu hắc thú, sau đó phủi tay. Rác rưởi, tiểu hắc thú nghe vậy, lập tức giận không thể nuốt, nó nâng hữu chảo đặt ở trên đầu mình, đang muốn ra tay, đúng lúc này, Hoang Thiên Hành đột nhiên ngăn nó. Tiểu hắc thú quay đầu nhìn thoáng qua Hoang Thiên Hành, trong mắt như trước tràn đầy sát ý.
Hoàng Thiên Hành nhìn thoáng qua tiểu hắc thú, lạnh nhạt nói. Lui ra. Tiểu hắc thú đối với Hoàng Thiên Hành nhe răng trợn mắt, gầm thét, hiển nhiên nó không muốn lui. Hoàng Thiên Hành nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Được Hoàng Thiên Hành cho phép, thân hình tiểu hắc thú run lên, đón gió căng phồng, lập tức lớn hơn tầm 10 lần, thời khắc này, hình thể nó còn lớn hơn voi gấp 2, sau khi hình thể biến lớn, khí tức của nó cũng trong nháy mắt tăng vọt. Tứ giới đại yêu chân chính. Tiểu hắc thú đột nhiên tung người nhảy vọt, bay thẳng đến nhị nha. Uy áp cùng khí tức cường đại tựa như phong bạo từ trong cơ thể tiểu hắc thú cuồn cuộn quét ra, trong chốc lát cả tinh không run rẩy. Trước mặt Dương Diệp, nhị nha mặt không biểu tình, đột nhiên chân phải nàng đạp mạnh, cả người phóng lên trời, bay thẳng đến tiểu hắc thú. Không trung. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, một đạo hắc ảnh bay ra ngoài. Đúng là đầu tiểu hắc thú kia. Sau một khắc, nhị nha xuất hiện ở trước mặt tiểu hắc thú, một quyền đánh vào trên đầu nó. Thời điểm một quyền đấm ra, dưới cánh tay nhị nha, huyết mạch đột nhiên rung rung, một cỗ lực lượng thần bí chấn động ra. Lực lượng huyết mạch. Một quyền rơi xuống. Ầm. Đầu của tiểu hắc thú rạn nứt, không chỉ đầu, toàn thân cũng trong nháy mắt rạn nứt ra, máu tươi văng khắp nơi. Nhị nha lại đấm ra một quyền. Ầm. Tiểu hắc thú bị một quyền này của nhị nha đánh bay. Một kích đánh bay tiểu hắc thú, nhị nha cũng không có ra tay, mà về tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp và Tiểu Bạch, sau đó nói. Ta lợi hại không? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Diệp nhìn thoáng qua nhị nha, không nói gì. Nhị nha nhìn Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó xoay người về phía tiểu hắc thú. Xa xa, tiểu hắc thú nhìn nhị nha. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kiêng kỵ, còn có một tia sợ hãi. Sợ hãi? Nó không biết nhị nha là nhân vật gì, nhưng nó biết, tiểu cô nương trước mắt này là tồn tại nó không chọc nổi. Nhìn nhị nha đi tới, tiểu hắc thú theo bản năng lui đến sau lưng Hoàng Thiên Hành. Nhìn thấy một màn này, nhị nha ngây cả người, sau đó bập. Hèn nhát. Nghe vậy, tiểu hắc thú giận không thể nuốt, bất quá không dám đứng ra sâu lâu với nhị nha. Tiểu hắc thú không dám ra tay, nhưng nhị nha dám, chân phải nàng nhẹ nhàng đạp một cái, cả người bay thẳng đến tiểu hắc thú. Tiểu hắc thú do dự một chút, cuối cùng còn không ra tay, một quyền kia của nhị nha, đánh nó sinh ra tâm ma. Rất nhanh, nhị nha xuất hiện ở trước mặt Hoàng Thiên Hành và tiểu hắc thú, một quyền của nhị nha trực tiếp đánh về phía Hoàng Thiên Hành. Sắc mặt Hoàng Thiên Hành không thay đổi, bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Quyền quyền chạm nhau. Bành. Toàn bộ tinh không run lên kịch liệt. Hoàng Thiên Hành lui về phía sau hai bước, nhị nha thì về tới trước mặt Dương Diệp. Nhị nha nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hành, sau đó nói. Dương ca ca, ngươi tới. Nói xong, nàng lui đến bên người Dương Diệp. Dương Diệp trừng mắt nhìn nhị nha, sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên Hành, đột nhiên hắn rút kiếm chém. Xuy. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết lóe lên. Hoàng Thiên Hành mặt không biểu tình, bấm tay điểm một cái, một chỉ này, trực tiếp điểm vào kiếm quang. Xuy. Kiếm quang run lên kịch liệt, Hoàng Thiên Hành liên tiếp lùi ra sau vào bước, nhưng rất nhanh, hắn ổn định thân hình, tay phải xoay tròn. Ầm. Kiếm quang ầm ầm nổ tung. Kiếm quang nổ, Hoàng Thiên Hành bước ra một bước, cách không điểm tới Dương Diệp một chỉ. Xuy. Một điểm hắc quang giống như thiểm điện lóe lên. Cách đó không xa. Bên hông Dương Diệp, một đạo kiếm quang đột nhiên bắn ra. Ầm. Trước mặt Dương Diệp, một đạo quang mang đột nhiên nổ bể ra, Dương Diệp lùi mấy bước. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Đối diện Dương Diệp, Hoàng Thiên Hành nhìn thoáng qua Dương Diệp. Rất không tồi, nhưng đáng tiếc, người tất chết mà thôi. Nói xong, thân hình Hoàng Thiên Hành run lên, cùng tiểu hắc thú và Việt Câu biến mất ngay tại chỗ. Người tất chết. Tại chỗ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hoàng tộc hiện thế, không hề nghi ngờ, bên Vĩnh Hằng quốc độ khẳng định cũng sẽ đi ra. Bất kể là hoàng tộc hay Vĩnh Hằng quốc độ, mục tiêu của bọn hắn khẳng định đều là Tiểu Bạch. Linh Tổ. Vĩnh Hằng quốc độ khẳng định muốn lần nữa có được Linh Tổ, để cho Linh Tổ đứng ở bên bọn họ, mà hoàng tộc chắc chắn sẽ không để cho lịch sử tái diễn. Đơn giản mà nói, Dương Diệp hắn và Tiểu Bạch bị gác ở chính giữa hoàng tộc và Vĩnh Hằng quốc độ. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ phía dưới,
tỏ vẻ để cho Dương Diệp xuống. Xuống dưới, Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Có bảo bối. Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp mỉm cười. Đi, chúng ta xuống dưới. Nói xong, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch cùng Nhị Nha biến mất ngay tại chỗ. Uyên giới rất lớn, đây là một thế giới, nhưng đối với cường giả như Dương Diệp mà nói lại rất nhỏ, dù sao bọn hắn liếc mắt là có thể nhìn rõ ràng nửa cái thế giới. Một đường hướng xuống, Dương Diệp ngự kiếm gần một giờ, lúc này mới đi đến chỗ sâu nhất của uyên giới. Đây là một thế giới mịt mờ, trên không thấy được trời, dưới không chạm đất, chung quanh âm trầm rét lạnh. Tiểu Bạch chỉ cách đó không xa, ý bảo Dương Diệp đi qua. Tiểu Bạch, có nguy hiểm hay không? Lúc này, Nhị Nha đột nhiên hỏi. Nguy hiểm. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía xa, nàng do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Dương Diệp và Nhị Nha nhìn nhau, cuối cùng Nhị Nha liếm liếm mướt quả. Tiểu Bạch, thật không có nguy hiểm sao? Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bên kia, sau đó nhìn về phía Dương Diệp và Nhị Nha. Trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm, bên kia có nguy hiểm sao? Mặt Nhị Nha đen lại. Chúng ta là đang hỏi ngươi. Tiểu Bạch mở ra tiểu chảo, tỏ vẻ nàng cũng không biết. Nhị Nha có chút bất mãn nói. Ngươi không biết, vậy vì cái gì ngươi nói bên kia không có nguy hiểm? Tiểu Bạch chỉ bên kia, sau đó con mắt chớp chớp, ý là hỏi, bên kia có nguy hiểm sao? Dương Diệp. Nhị Nha đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Đưa mứt quả cho đối phương. Thật sự là thua ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca ca, ngươi hỏi đi. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó chỉ xa xa. Tiểu Bạch, vật bên kia, ta và Nhị Nha đánh thắng được không? Nhị Nha nhìn Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Vẫn là Dương ca ca lợi hại. Tiểu Bạch nhìn phía bên kia, nàng nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi. Nhị Nha cũng thấy không thành vấn đề. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch và Nhị Nha tiếp tục đi tới, ước chừng hơn nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ, là một vách núi, trên vách núi có một vết rách thật dài, vết rách sâu đậm, nhìn không thấy đáy, ở bên phải vết rách cắm một thanh đoạn đao, đao chỉ có một nửa, hơn nữa toàn thân rạn nứt, đã không có một tia linh tính. Tay phải Tiểu Bạch khẽ vẫy, đoạn đao lập tức bay đến trước mặt nàng, nhìn đoạn đao, Tiểu Bạch lắc đầu. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch khe khẽ gõ đoạn đao, sau đó giang tiểu chảo, tỏ vẻ đao này hư mất rồi. Ngươi biết sửa không? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó há mồm nhẹ nhàng nhổ, trong chốc lát, một cỗ linh khí tinh thuần xông vào trong đoạn đao, chỉ chốc lát, cả thanh đoạn đao rung động kịch liệt, thời gian dần trôi qua. Vết rạn quanh người đoạn đao bắt đầu khép lại. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu Bạch, sau này ngươi có thể chuyên môn đi sửa vũ khí, khẳng định kiếm rất nhiều tiền. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó tiểu chảo tung tung đoạn đao, chỉ chốc lát, đoạn đao phát ra đao minh, không chỉ như thế, quanh người đoạn đao còn tản mát ra từng ánh đao. Ngụy thần khí. Thanh đoạn đao này, lúc trước ít nhất là thần khí, nhưng đáng tiếc, bị ngoại lực cưỡng ép phá hủy. Không chỉ hủy thân thể, còn hủy linh trí, điều này làm cho chuôi đao này ngã xuống phàm trần, mà bây giờ, Tiểu Bạch không thể nghi ngờ cho nó sinh mệnh mới. Thanh đoạn đao ở trong chảo Tiểu Bạch nhẹ nhẹ run rẩy, như đang trả lời Tiểu Bạch cái gì. Tiểu Bạch nhìn đoạn đao, vỗ nhẹ nhẹ, sau đó nàng đưa chuôi đao kia vào trong hồng mông tháp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, đang muốn nói, đột nhiên, vách núi xa xa rung động. Dương Diệp cùng Nhị Nha. Tiểu Bạch vội vàng nhìn về bên kia, thời gian dần trôi qua, khe hở trên vách núi càng lúc càng lớn. Dương Diệp đi tới phía trước, tay phải nắm chặt kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Nhị Nha liếm láp mướt quả, nàng cứ như vậy nhìn kẽ hở kia, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, một cánh tay màu đen từ trong khe hẹp kia dò ra, hai mắt Dương Diệp híp lại, rút kiếm chém. Ầm, một kiếm rơi xuống, cả người Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Dương Diệp vừa dừng lại, đất đai dưới chân hắn lập tức nổ bể ra, không chỉ như thế, ngọn núi sau lưng hắn càng hóa thành bột mịn. Trong miệng Dương Diệp, máu tươi chảy ròng ròng. Nhị Nha và Tiểu Bạch biến sắc, hai gia hỏa vội vàng chạy tới trước mặt Dương Diệp, khuôn mặt Tiểu Bạch lo lắng. Dương Diệp vừa định nói, một cỗ máu tươi từ trong miệng hắn phun ra.
Sau khi phun mấy ngụm máu, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi không phải nói ta đánh thắng được nó sao? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng quơ quơ, ý kia là, ngươi đánh không lại sao? Mặt Dương Diệp đen lại. Tiểu tổ tông của ta, ta đánh thắng được hay không, ở trong lòng ngươi không thể chia ra sao? Dương Diệp đau bi, Tiểu Bạch đối với thực lực của hắn hoàn toàn không có một khái niệm nào cả. Ở trong lòng Tiểu Bạch, không có gì là hắn không đánh lại, con mẹ nó, đây không phải hại chết hắn sao? Sau này hắn là quyết không dám tin tiểu hỗn đản này nữa. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn về phía nhị nha nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, lạnh nhạt nói. Dương ca ca nói đúng, trong lòng ngươi phải có định mức mới được. Tiểu Bạch, Dương Diệp không có để ý Tiểu Bạch và nhị nha, hắn ngẩng đầu nhìn về phía khe hở vách núi. Ở đó, một hắc ảnh chậm rãi bay ra. Rất nhanh, Dương Diệp thấy rõ đạo hắc ảnh kia. Đây là một nhân loại, nhìn từ ngoài, 30 mấy tuổi, sau lưng hắn lơ lửng một thanh trường thương màu đen, ánh mắt trung niên trước tiên rơi ở trên người Dương Diệp. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn rời xuống, rơi vào thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Nhìn thấy kiếm của Dương Diệp, trung niên nhíu mày. Kiếm sát. Nói xong, trung niên đột nhiên quay đầu, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch và nhị nha. Nhìn thấy nhị nha và Tiểu Bạch, trung niên nhíu mày. Làm sao có thể? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, ánh mắt của nàng liếc phía sau kẽ hở. Nhị nha liếm láp mứt quả, tùy thời đề phòng. Nàng cũng không phải Tiểu Bạch, luôn không có tim không có phổi như vậy. Trung niên nhìn Tiểu Bạch và nhị nha hồi lâu, sau đó nói. Linh tổ, ác. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua nhị nha, do dự một chút, lại nói. Thật khiến người ta khó có thể tin, ở thế giới này, thậm chí có linh tổ cùng sự hiện hữu của ngươi. Ngươi là ai? Nhị nha đột nhiên hỏi một câu. Trung niên nhìn thoáng qua nhị nha. Thất bại giả. Thất bại giả. Nhị nha cau mày, sau đó nói. Ngươi đã thất bại. Trung niên nhẹ gật đầu. Đã thất bại. Thất bại chuyện gì? Nhị nha lại hỏi. Trung niên cười nói. Sau này ngươi sẽ biết. Nhị nha do dự một chút, sau đó nói. Ngươi sẽ giết chúng ta sao? Hiển nhiên, nàng cảm nhận được trung niên cường đại, nếu như trung niên ra tay với bọn hắn, hôm nay ba người bọn hắn nhất định sẽ ngỏm củ tỏi. Trung niên hỏi lại. Vì sao phải giết các ngươi? Nhị nha nhẹ gật đầu, thu hồi đề phòng, sau đó lui về bên cạnh Dương Diệp. Lúc này, ánh mắt trung niên rơi vào trên người Dương Diệp. Áp chế cảnh giới của mình. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trung niên nói. Có lợi có hại, nếu sơ sẩy, khả năng sẽ bội thực mà chết. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Trung niên nói. Mọi thứ không thể quá mức, hăng quá hóa dở. Áp chế cảnh giới, là một con đường tu hành khác loại, loại phương thức này rất cực đoan. Giống như người ăn cơm, ăn quá nhiều, là cực kỳ có khả năng bội thực chết. Thời điểm này, người cần tăng lên tâm cảnh của mình. Tâm tình. Dương Diệp khó hiểu. Trung niên nói. Một người nghèo, đột nhiên có được gia tài ngàn vạn, người cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói. Mất phương hướng chính mình. Trung niên gật đầu. Đúng, hắn sẽ bị lạc mất bản tâm, thậm chí sẽ bành trướng. Nhưng nếu như hắn từng điểm tích lũy ra tài phú, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không mất phương hướng mình. Cả hai chênh lệch, kỳ thật chính là chênh lệch tâm cảnh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi càng áp chế mình, thì càng phải chú trọng tu luyện tâm cảnh. Nếu tu vi của ngươi theo không kịp tâm cảnh, sẽ làm mình bội thực mà chết. Mà ngươi bây giờ, tu vi đã sắp vượt qua tâm cảnh. Cho nên, sau này chú ý tu tâm. Tu tâm. Tâm tình. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói. Tiền bối, các ngươi ở trên ngũ giới. Trên ngũ giới. Trung niên ngây cả người, sau đó thần sắc có chút cổ quái. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Trung niên lắc đầu. Có thể lý giải, dù sao hiện tại ngươi còn rất yếu. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi, nói chuyện có thể uyển chuyển chút không? Trung niên lại nói. Trên ngũ giới, nói như thế nào nhỉ? Nói đến đây, hắn dừng một chút. Lại nói, ánh mắt của ngươi, nhìn càng xa,
người có thể đi càng xa. Hơn 10 năm sau, người quay đầu nhìn, người sẽ phát hiện đối thủ của người bây giờ cho là cường giả là ngây thơ và buồn cười biết bao. Dương Diệp cười cười. Tiền bối nói có lý, bất quá, hiện tại ta nên chú trọng dưới chân, đi tốt mỗi một bước, người cảm thấy đúng không? Thiện. Trung niên khẽ gật đầu, cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 167.